Vốn dĩ lúc nhỏ, Đình Khiết Lam ít giới thiệu Bạch Âm và Bạch Tuyết trước giới truyền thông vì sợ con gái mình làm gì cũng không thoải mái. Là tiểu thư danh giá, phải luôn biết giữ thể diện hành xử chuẩn mực. Đình Khiết Lam ngược lại, muốn con cái phát triển trong một môi trường tự nhiên không ngược ép. Trong khi Lương Mỹ Lệ và Trương Thục Hiền hết lần này tới lần khác, tầng bốc con gái bản thân là nhiệm vụ hàng đầu. Nhàn sắc Bạch Âm không được nhiều người biết, từ nhỏ tới lớn, khuôn mặt cô biến hóa hoàn toàn. Nếu không chơi thân để ý kỹ như cố giật thành, thì đảm bảo không ai dễ dàng gì nhận ra cô khi trưởng thành. Cô ấy... Cô Duật Thành nghẹn họng. Tôi yêu Bạch Âm. Tôi sẽ quyết tâm bảo vệ che chở cho người phụ nữ của mình trọn đời. Cô ấy thiệt tình không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tin tức về vụ tai nạn chắc hẳn là tràn lan trên khắp các trang báo. Tôi cũng đã thấy cô ấy nhận tội nhưng vẫn không yên tâm. <cười> 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 Tôi cũng đã thay cô ấy nhận tội nhưng vẫn không yên tâm. Hiện giờ chỉ có ngài là người duy nhất tôi đặt niềm tin hy vọng. Tôi đã bảo người của mình hạn chế bớt tin tức. Chuyện quan trọng ngay lúc này là tìm thấy Bạch Âm. Trần Bách Ngôn lòng như lửa đốt. Thông tin mới cho ngày hôm nay, biệt thự Bạch Gia không biết vì sao lại bốc cháy dữ dội trong đêm khuya. Người dân xung quanh nhanh chóng gọi điện cho cơ quan phòng cháy chữa cháy tới để dập tắt biển lửa. Thấy thì phát hiện một thi thể được kết quả khám nghiệm tử thi cho biết là giới tính nữ bị thiêu cháy sắp thành tro. Chiếc xe gây tai nạn đêm qua cũng được tìm thấy trước cổng biệt thự, khoảng 160 mét. Không thể, cố Duật Thành kinh hoàng. Trần Bách Ngôn nghe xong đứng không vững, tay chân không ngừng run dày kịch liệt. Bạch âm, đang bình luận kêu gọi tác giả. Không đây, không thể nào là cô ấy được. cố Duật Thành lắc đầu, gương mặt trắng bệch thiếu huyết sắc. Tôi sẽ điều tra kỹ hơn. Trần Bách Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, tay hắn cứ run run không ngừng, trong lòng không khác gì đang bị lửa đốt. Hắn không thể tin thi thể chết cháy đó là của Bạch Âm. Thi thể chỉ được bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận thuộc giới tính nữ thôi. Vẫn chưa có kết quả chính xác nên hắn có chút nhẹ nhõm và hy vọng. Bạch Âm sau khi gây ra tai nạn xong, lái xe tới biệt thự Bạch Gia chắc chắn là muốn tìm người báo thủ tiếp theo. Nhưng không hiểu sao biệt thự bốc cháy dữ dội làm chết một mạng người không rõ thông tin. Chắc chắn đã có kẻ nào đấy cố tình phóng hỏa đốt biệt thự. Vì đây đã là lần thứ hai Bạch Gia mất nhà do lửa thiêu lụi trần bách ngôn lấy điện thoại gọi cho thư ký hàn thưa chủ tịch ngài có chuyện gì cần dặn dò sao đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy mau cử người tìm kiếm bạch âm với quy mô lớn nhất tìm thật kỹ cho tôi ở mọi góc gách bất cứ nơi nào cũng không được bỏ qua còn nữa thay tôi điều tra về cái xác chết cháy trong biệt thự của bạch gia đêm qua rốt cuộc là của ai trần bách ngôn vô cùng nóng ruột bất an từng giây từng phút tôi biết rồi chủ tịch nhất định tìm bằng được tung tích của bạch âm nếu không cậu đừng dại dột gặp mặt tôi nữa. Hắn ném máy, ngồi bệp xuống sàn vò tóc. Cô ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy được. Người lương thiện luôn luôn được thiên chúa bảo vệ. Cố Duật Thành đặt lòng tin vào chúa. Trần Bách Ngôn tâm trí toàn bộ là hình bóng của Bạch Âm. Hắn không muốn mất cô mãi mãi. Hắn còn chưa nghiêm túc thổ lộ tình cảm với người con gái mạnh mẽ ấy. Cuộc sống Bạch Âm từ nhỏ đã không yên ổn, giống như những đứa trẻ bình thường. Hắn thật sự không dám tưởng tượng cô đã nếm trải qua bao nhiêu biến cố tệ hại bị chính gia đình thuê sát thủ chi sát nhằm diệt khẩu vì nguyên nhân gì trần bách ngôn chưa tìm hiểu mẹ và em gái đều chết thảm thương để lại trái tim bạch âm biết bao nhiêu cây đáng tuyệt vọng một thân một mình không trốn nương tựa lũ người bạch gia khốn kiếp bọn họ có chết ngàn vạn lần cũng không thể bù đắp được quá khứ tăm tối của bạch âm trần bách ngôn cặp mắt hóa đỏ ngầu không thể tha thứ tôi sẽ thay cô ấy hành hạ chúng nó đến thân tàn ma dại chết không yên mà sống cũng không yên cố ruột thành nghiến răng cậu đừng xen vào Tôi có cách tàn độc để trừng trị quỷ. 9 tháng sau, ngoài đường phố. Tôi đã nói anh đừng có bám theo tôi nữa mà giám đốc cung. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Châu Khả Hân khó chịu hất tay cung tử ân. Cái thai trong bụng em là của anh đúng không? Em đừng lừa gạt anh Khả Hân à. Anh hứa chịu trách nhiệm với mẹ con em. Anh yên tâm. Tôi không bao giờ mang thai con anh được. Hôm đó tôi đã uống thuốc tránh thai rồi nên không thể. Còn anh tôi không xứng đáng mang. Em nói dối bác sĩ khám thai cho em là mẹ anh. Anh thường xuyên nhắc em trước mặt bà ấy. Mẹ em rất thích anh và bà ấy rất muốn em trở thành con dâu mình. Châu Khả Hân nghẹn họng tránh mặt chỗ khác. Cùng tử ân thừa biết cô không hề uống thuốc ngửa thai. Chuyện xảy ra là ngoài ý, vì vậy Châu Khả Hân không thể trách anh. Vài tháng trước, cô không may bị Triệu Mẫn Nhi trút thuốc mê bán lên một chiếc thuyền buôn người. Ba ngày tiếp theo, người mua lại Châu Khả Hân trùng hợp là tên lão già Quách Quảng Minh chết tiệt. Ông ta hạ thuốc kích dục cô và ép bè phục vụ trong một khách sạn thuộc chi nhánh cung gia. Châu Khả Hân tưởng chừng như đã rớt xuống vực thẳm, thì cũng Tử ân xuất hiện giải cứu cô thoát khỏi tên quách quảng minh biến thái kia. Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt tất cả. Cùng tử ân biết tin cô từ chức thư ký của phòng thiết kế thông qua tôn cảnh nghệ, liền cảm giác kỳ lạ. Châu Khả Hân cực đam mê công việc thiết kế, thì lý do gì khiến cô ấy rời khỏi xe ớt đột ngột thế? Cùng tử ân đã tìm mọi cách liên lạc cô nhưng không được. Còn Triệu Mẫn Nhi, sau khi giải quyết được Châu Khả Hân Thì cứ lần này đến lần khác tiếp cận quyến rũ cung tử ân Anh đương nhiên bắt đầu chán ghét cái loại đàn bà đê tiện đó Mà giữ khoảng cách an toàn Triệu Bận Nhi thất bại liên tục trong việc câu dẫn anh Đành tạm thời ngừng suy nghĩ quế hạch hoàn hảo khác Hôm đó cung tử ân tình cờ tận mắt chứng kiến Quách Quảng Minh Dẫn Châu Khả Hân vào khách sạn của mình Anh theo dõi ông ta phát hiện cô bị chuốc thuốc Tức giận tột đỉnh, nhào tới đập cách Quảng Minh một trận tới mức nhập viện anh đe dọa lão già dâm đáng phải thành thật khai hết mọi chuyện quách Hoàng minh sợ chết lập tức kề sạch xong biết được tất cả cũng tự ân tự trách bản thân không thể bảo vệ tốt cho châu khả hân cô đã suýt chút nữa thì bị cái tên cách Hoàng minh làm nhục không tìm ra ai là người bán châu khả hân từ lời của ông ta nên anh sai người moi tin tức phía triệu mẫn nhi em im lặng thừa nhận lời anh nói không sai đúng không anh nếu đứa bé không phải là con của anh thì em chứng minh đi khả hân đợi em sinh bé ra rồi đi xét nghiệm adn trong khoảng thời gian mang nặng đẻ đau anh sẽ chăm sóc em công tử ân kiên quyết còn anh thì đã sao tôi không yêu anh châu khả hân đánh mắt rưng dưng bỏ chạy qua đường khả hân cẩn thận một chiếc xe tải đột ngột lao tới công tử ân kinh hoàng liều mạng phóng nhanh tới vị trí châu khả hân ôm chặt lấy cô vào lòng và cố gắng tránh sang bên lề đường dám giám, giám đốc tại biệt thự mặc ra tuyết Em định cuối tháng dẫn chị gái sang nước ngoài sinh sống sao? Em có thể một thân một mình lo được cho chị ấy không? Mạc Tiểu Khiêm ôm Linh Tuyết từ phía sau lưng và nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy đây anh, em không muốn chị âm ở đây nữa. Có lẽ nên chọn cách rời đi đến một vùng đất mới để bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ chăm sóc chị mình thật tốt bằng hết khả năng của bản thân. Em cố gắng đợi anh, xong công việc trong nước anh nhất định đến bên em và... Và gì? Sao anh ngưng thế? Ninh Tuyết xoay người vòng hai cánh tay mảnh khảnh qua cổ anh, kết hôn, sinh con với em. Anh đã giúp em tìm thấy chị gái, thì em không được quên ơn chứ Tuyết. Mặc Thiệu Khiên hôn chán cô. Tất nhiên, em và chị Âm nợ gia đình anh rất nhiều. Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng may mắn khi quen biết anh. Nhờ có anh, cuộc đời cô bước sang một trang giấy mới. Không xong, linh tiểu thư, cô bạch lại bỏ đi rồi. Một hầu gái vội vã chạy tới báo cáo. sắc mặt của Ninh Tuyết chốc lát trở nên trắng bệch. Bạch âm hiện tại đang mất trí nhớ, đầu óc cũng không được bình thường như một người trưởng thành. Cô hành động không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi. Bác sĩ bảo bạch âm cần khoảng thời gian khá dài để khôi phục mọi thứ. Đó là biến chứng sau cuộc phẫu thuật sinh tử, cứ tưởng chừng như thất bại. Não cô chấn thương nặng sau cú rơi ở độ cao do bạch nhược vi gây ra. Bạch âm thần kỳ được thần chết buông bỏ, nhưng hôn mê tận hơn 4 tuần. Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của Mạc Gia, nên sức khỏe của cô đã tiến triển ổn định. Ninh tuyết không cách nào đền đáp bọn họ, chị biết dùng tấm lòng em đừng lo lắng tuyết chúng ta cùng nhau đi tìm chị ấy đây không phải là lần đầu tiên chị em bỏ đi nhất định sẽ tìm được và đưa chị về nhà an toàn mạc thiệu khiêm an ủi cô em em không hiểu sao lại cảm thấy bất an lắm em sợ lần này chị âm gặp nguy hiểm không may chị ấy không thể bảo vệ chính mình được đâu anh ninh tuyết che miệng bật khóc em đừng suy nghĩ tiêu cực em phải tin vào thiên chúa anh à mau mau đi tìm chị ấy em không muốn chậm trễ thời gian. Được, Mặc Tiểu Kim gật đầu. đoạt thằng ngôn, còn cứ định nhốt bản thân mãi cả đời được sao hả? Tiểu hạ đáng thương của bà rốt cuộc. Dùng tĩnh đứng trước cửa phòng của Trần Bách Ngôn, tay bưng khay đồ ăn, kèm theo thuốc vitamin, nét mặt đau xót. Ngôn, còn ăn uống một chút lấy sức, phát bệnh nặng thì ai nuôi gia đình, còn không nên bỏ cuộc như vậy. Bà tin tiểu hạ vẫn bình an vô sự. Bà thành tâm hy vọng, Trần Nhật Minh đứng cách đó không xa, tâm trạng khó chịu bứt rứt. Chứng kiến anh hai biến thành bộ dạng bi thương đấy, anh không đành lòng. Tin tức của người phụ nữ anh yêu đến thời điểm này vẫn chưa có động tĩnh. Trần Bách Ngôn thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá thay cơm suốt đêm. Trần Nhật Minh sợ nếu anh trai cứ tiếp tục dùng chất kích thích thì sức khỏe sẽ không nào chịu đựng được mất. Bà nội cũng vì tình hình của hắn mà khổ thân già. Anh không hiểu cái gọi là tình yêu chân ái, nó mãnh liệt tới mức nào. Nhưng thấy anh trai mình tuyệt vọng từng giây từng phút như vậy, Trần Nhật Minh không thể ngồi yên được nữa. Trần Bách Ngôn, anh hãy tỉnh táo lên đi. Anh hành hạ bản thân kiệt quệ thì nhận được lợi sao? Chị dâu tương lai của em đang chờ đợi anh đến. Anh ngay lúc này mà có tâm trạng uống rượu ư? Em nói cho anh biết, một người đàn ông mạnh mẽ sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc như anh. Anh yếu đuối thế thì đòi bảo vệ ai? Đòi yêu thương che chở cho ai đây? Chị dâu chỉ mất tích 9 tháng chứ không phải là 9 thế kỷ anh muốn chết làm ơn chết một cách tử tế vào trần bách ngôn và lấy không có một người cha Kết. trần nhật minh chưa dứt lời thì cánh cửa đột nhiên mở ngôn dùng tĩnh vui mừng rạng rỡ anh hai em xuống bếp đem giao cho anh tự đâm anh nghiêm túc cảm ơn em trần bách ngôn nét mặt mệt mỏi suy tàn mỉm cười tay hắn vẫn cầm chai rượu uống gần hết tóc tai bối rối quần áo một tuần thay một bộ hắn mắc bệnh sạch sẽ nhưng vị bạch âm cũng chả thèm quan tâm. Bộ dáng của hắn thật không dám soi gương, cứ sợ bị giật mình và không nhận ra chính mình. Dầu dưới cảm cũng mọc dày, khiến hắn già thêm so với tuổi. Trần Bạch Ngôn ném chai rượu, bước đi chậm rãi xuống tầng. Em trai hắn nói đúng. Hắn chưa nghĩ bản thân sẽ trải qua hoàn cảnh sợ hãi như hiện tại. Trần Bạch Ngôn sợ không gặp lại bạch âm ở trên đời. Hắn sợ, sợ làm bạn với cô đơn trong những ngày tháng sống thiếu cô trong tương lai. Bà nội, anh con không sao rồi. Trần Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm. Ây da, nhờ có để ý thằng ngôn, bà qua chăm coi pha lê. Dung tĩnh bớt phận lo lắng. Bạch âm đi chân đất lang thang trên đường phố. Cô mặc chiếc đầm màu xanh da trời, mái tóc không còn dài như trước mà cắt ngắn ngang vai. Cô đang tìm kiếm thứ gì đó nên mải chuyển mắt nhìn xung quanh. Bạch âm ngó qua ngó lại, quyết định tiến gần cái thùng rác bỏ mẫm thử. Không bao lâu sau, cô phát hiện con gấu bông cũ sách bốc mùi hôi, bạch âm hạnh phúc cười thạch tiếng ôm nó vào lòng âu yếm trước mắt cô là một cái hồ nước rất sâu bạch âm xách váy chạy nhanh tới đó cô muốn tắm cho chú gấu bông tội nghiệp thật sạch sẽ đến nơi bạch âm thả gấu bông xuống nước trả nhẹ tay gấu con chị bắt cá cho em ăn nhé bạch âm tạm thời đặt gấu bông lên cạn cô phấn khích bước chân xuống nước dần dần ra xa nước nâng bằng eo của bạch âm cô bắt đầu hoảng nhưng vì gấu con cô đành cố gắng bắt cá Bạch âm không hề biết, cái hồ này rất sâu và không an toàn. Không thấy cá đâu. Bỗng, cứu. Cô không may lọt vào một cái hố. Bạch âm chơi với giữa hai tay vẫy vẫy. Bởi có lẽ không ai nghe thấy tiếng kêu của cô, vì thấy bạch âm trở nên đuối sức bị nước nhấn chìm. Hơn 10 phút sau. Bạch âm, em làm ơn tỉnh dậy đi. Người đàn ông cứu được cô liên tục hô hấp nhân tạo. Bạch âm, có nghe anh nói không? Làm ơn tỉnh dậy đi em. Trần Bách Ngôn gương mặt tràn đầy sự sợ hãi tột đỉnh hắn liên tục hô hấp nhân tạo cho cô, dùng mọi cách cấp cứu người con gái ấy. Tìm hắn như muốn phát nổ vì tình trạng ngộp nước hiện tại của Bạch Âm. Mãi một lúc, cô mới từ từ mở mắt và bắt đầu ho sặc sụa không ngừng. Trần Bách Ngôn vô cùng vui mừng, ôm lấy cô vào lòng thật chặt. Cảm nhận hơi lạnh trên người cô. Bạch Âm định thật vài phút, vội vàng đẩy hắn ra. Anh, anh là ai? Đôi mắt cô đề phòng nhìn vào trầm chầm, chầm, mắt hắn. Em, Trần Bách Ngôn có chút đau lòng. Cảm ơn anh đã cứu sống tôi, nhưng sao lại ôm tôi? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Bạch âm là anh đây mà. Hàn kinh ngạc nắm vội bàn tay nhỏ nhắn. Tôi thật sự không quen biết anh. Tôi cũng chưa bao giờ gặp anh. Bà mẹ chắc đang lo lắng cho tôi lắm nên tôi phải về. Bạch âm hất tay hắn, nhanh chóng nhặt con gấu bông hốt hoảng bỏ chạy. Trần Bách ngôn thẫn thở hướng theo bóng lưng cô. Tìm hắn vụt nát, đứng dậy đuổi theo người con gái đó. Tại sao cô lại giả vờ không quen biết hắn? Là hận hắn ư? hay chán ghét con người của hắn. Bạch âm xa hắn 9 tháng, khoảng thời gian đó hắn rất đau khổ, hắn tự dằn vặt bản thân mình không tốt nên đã để cô rời đi. Chỉ cần một ngày không thấy bạch âm là hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hơn nửa năm trôi qua như một cơn ác mộng vĩnh hằng đối với Trần Bách Ngôn. Thế giới sống của hắn bị thu hẹp trong căn phòng ngủ. Suốt đêm bóng tối tìm đến làm bạn, nhấn chìm hắn không tia hy vọng. Diệu, thuốc lá cứ tưởng giúp Trần Bách Ngôn quên bớt hình ảnh của Bạch Âm, nhưng không thể, hắn càng uống thì lại càng nhớ cô sâu đậm không lối thoát. Uống rượu không phải vì sầu, uống rượu để biết trong đầu mong ai. Khi say Trần Bách Ngôn mới nhận ra hắn yêu bạch âm tới chừng nào. Yêu đến mức không cách nào kiểm soát được lý trí. Không cách nào không ngừng nhớ cô khi đêm tàn xuống. Không cách nào khiến nhận thức tỉnh táo mỗi khi nghĩ về cô. Say bia say rượu rồi cũng phải tỉnh. Say men tình thì đời này mãi mãi vẫn còn say. Em đừng nhẫn tâm chơi trốn tìm nữa có được không? Hắn kéo cánh tay cô. Anh buông tôi đi, tôi trốn anh cái gì cơ chứ? Bạch âm không còn nhớ hắn là ai nữa rồi. Em tưởng mình cứ giả vờ như vậy, thì anh thả em đi dễ dàng thế sao? Anh biết bản thân chưa xứng đáng để cầu mong tình yêu của em. Nhưng anh xin hứa, anh sẽ cố gắng hết sức thay đổi chính mình. Trần Bách Ngôn thật lòng nói. Anh là ai? Anh nhận nhầm tôi. Chưa kịp dứt câu, đôi môi bạch âm bị hắn chặn lại. Nụ hôn sâu, kéo dài triển miên. Trần Bách Ngôn đưa đầu lưỡi khuấy đào khoang miệng cô, đầu óc của bạch âm trở nên lu mờ thân thể cô mềm nhũn sắp không đứng vững hắn đắm đuối hôn cô không tưởng tượng nổi hắn đã nhớ người con gái này tới mức nào đâu trần bạch ngôn đột nhiên cảm giác hơi thở cô đang yếu dần và ngưng hẳn bạch âm đôi mắt lim dim ngất đi vào lòng ngực săn chắc của hắn bạch âm hắn run rẩy bế ngang cô lên đoạn mau ký tên đồng ý chuyển tất cả tài sản cho bạch nhược vi đứng tên nhanh sắp chết đến nơi rồi mà ông còn muốn chừng diều gì hà lão gia chết tiệt Lương Mỹ Lệ hung dữ bóp cổ bạch dạ. Không, ông ta kiên quyết không cầm bút. Khốn kiếp, thuốc độc tôi tiêm vào da thịt ông không hề có thuốc giải đâu. Tôi thông báo cho ông biết một tin, con nhỏ bạch âm nó vẫn còn sống. Nếu ông không chịu ký, tôi thuê người giết nó ngay lập tức. À đàn bà độc ác trợt mắt hù dọa. Đừng, bạch dạ lắc đầu. Thương đứa con hoàng đó lắm sao hả lão già? Ông dám giấu thân phận nó để qua mắt thiên hạ ư? Không chuyện gì trên đời này có thể giữ bí mật mãi sẵn tiện tôi thú tội luôn cái chết của ninh khiết làm là do một tay tôi sắp xếp tôi tìm mọi cách chọc tức nhất phu nhân khiến cho bà tạo uất ức đạt hết giới hạn kiềm chế sau đó cố tình gọi bạch âm tới chuẩn bị chứng kiến cái cảnh mẹ nuôi nó rớt từ trên cao xuống đất đặc sắc hơn là bị thanh sắt nhọn đâm xuyên thủng người thật đáng thương lương mỹ lệ cười man dở băng tiếng súng bất chợt nổ một viên đạn bay đến từ đầu của lương mỹ lệ vũ hạn sắc mạch lạnh lùng nguy hiểm anh thu sớm đứng nhìn xác bà ta chết trên sàn máu đỏ chảy tạo thành vũng nước lương mỹ lệ chết không nhắm mắt bạch âm mất tích anh liền điều tra mọi chuyện bắt nguồn từ căn biệt thự thứ hai vũ hạn cho biết tìm kiếm và may mắn lấy được thông tin của người giúp việc bọn họ nói bạch âm có đến biệt thự đúng lúc đó lương mỹ lệ và bạch nhược vi đã trở về vũ hạn thẩm đoán chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra kiên nhẫn nghe kể mới biết được bạch âm bị đẩy rơi xuống dưới còn con gái bà ta đâu anh cất giọng băng lãnh hỏi bạch dạ. Tôi, tôi không biết. Thần kinh bạch dạ bắt đầu trở nên tê liệt. Ông ta cảm nhận rất rõ cái chết đang đến gần. Không còn hy vọng để bạch dạ mong chờ nữa. Vũ Hàn không nói gì, quay người chuẩn bị bỏ đi. Cậu khoan hẹn rời. Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện có được không? Một chút thôi, xin cậu hãy nén lại. Tôi không muốn nghe. Bạch âm thật sự còn sống sao? Lý do cậu tìm tới đây là vì chuyện của con gái tôi đúng không? Làm ơn cho tôi biết hiện giờ con bé thế nào rồi? Bạch dạ giọng nói vô cùng khẩn cầu. Còn sống, nhưng không may đã mất tích 9 tháng nay. Tại, tại sao? Vụ tai nạn máy bay năm đó không phải... Ông ta ngạc nhiên co giật toàn thân. Chuyện xưa, ông đi mà hỏi chị ấy. Vũ Hàn Thừa biết Bạch Dạ sống không còn được bao lâu. Anh cố tình nói thế để khiến cho ông ta chết trong nuối tiếc. Chuyến bay định mệnh đấy, thật ra có hai chuyến cùng giờ nhưng khác địa điểm tới danh sách hành khách cả hai đều có tên của bạch âm chiếc máy bay không may bị rơi xuống đại dương kia là của bạch âm khác sau vụ tai nạn thương tâm cảnh sát liền công bố tên hành khách sự kiện trùng hợp này chính thức làm cho bọn người của bạch gia cứ tưởng là bạch âm đã chết tôi muốn gặp con gái lần cuối xin cậu hãy giúp tôi bạch dạ cố gắng chịu đựng chất độc đã thấm mạnh vào xương thịt của ông ta hơi thở càng lúc càng yếu dần không đau đớn như những loại độc kia nó mang cảm giác tê liệt dần dần giết chết con người một cách nhẹ nhàng. Lượng Mỹ lệ, à đàn bà tàn ác có thể vì hư vinh của Bạch Nhược Vi mà nhộm đen trái tim. Đánh mất bản tính làm người vốn dĩ tồn tại 50%, tạo điều kiện cho tính con phát triển. Ninh Khiết làm chết thảm thế mà bà ta còn chưa thấy thỏa mãn. Người phụ nữ máu lạnh kia có xuống địa ngục cũng không rửa sạch hết tội. Luật nhân quả sẽ không dễ dàng buông tha lương mỹ lệ. Bạch dạ khuôn mặt tính tái không huyết sắc. Quả là kết cục của ông ta tận mắt chứng kiến kẻ đâm chết mẹ tôi. Ông ý thằng mồ côi tôi nhận nhân hậu đồng ý giúp. Tôi thật nực cười. Chưa giết ông đền mạng bà ấy là thế bản thân mình bao dung cho ông. Vũ Hàn cười lạnh, đôi bàn tay siết chặt lại. Cậu! Bạch dạ trợn to mắt, miệng không thốt thành lời. Ông ta không thể quên được sự việc mười mấy năm trước trong một ngày mưa lớn. Nhớ không? Chính ông đã nhận tâm lái xe đâm trúng mẹ tôi. Không đơn giản là một mạng người. Đứa bé gái bà ấy mang thai sáu tháng cũng không qua khỏi em gái còn chưa được nhìn mặt. Sau khi sinh Vũ Hàn được vài năm, nằm đấy mẹ anh chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ, thì bố bệnh nặng mất sớm. Mẹ một thân một mình nuôi nấng anh và em gái đang trong bụng, vất vả gian nan vô cùng. ấy thế mà, tai nạn xảy ra cướp đi người thân anh mãi mãi. Vũ Hàn đã trở thành trẻ mồ côi nhỏ tuổi, chỉ biết lang thang khắp phố để tìm đủ mọi cách sinh sống qua từng ngày. Anh từng ăn trộm đồ đạc có giá trị, đem bán để kiếm miếng cơm, từng bị người ta đánh đuổi không khác gì con chó hoang hèn hạ. Không than trách số phận, mỗi ngày trôi qua, quyết trí phấn đấu. Xin lỗi, tôi vì quá uống say. Bạch dạ không ngờ tới mọi chuyện. Dùng tiền bịt miệng cảnh sát, tạo hiện trường giả. Mẹ chết oan ức, tôi vì ông mà biến thành đứa trẻ mồ côi. Vũ Hàn xoay người hướng xuống vào đầu ông ta. Ông xin lỗi thì quá khứ sẽ thay đổi hả? Xin lỗi thì mẹ tôi sống lại được sao Bạch Dạ? Xin lỗi, thì có thể do dịu nỗi đau của thằng này à? Chị Bạch âm trở về nước là muốn báo thù ca dòng họ Bạch. Ông nghĩ chị ấy chịu tha thứ ư. Ông dừng ngay cái hy vọng đó đi, đừng có mơ tưởng chuyện tốt đẹp. Hôm nay, chính tay tôi sẽ thay chị Bạch âm kết thúc mọi chuyện. Anh nghiến răng, cặp mắt đỏ ngầu giận dữ. Tại bệnh viện, Trần Bạch Ngôn ngồi bên cạnh giường bệnh của Bạch âm, chăm chú quan sát sắc mặt cô. Bác sĩ nói cô không sao, chuyện xong nước biển là sẽ ổn. Hắn nắm tay cô không buông, Hắn không dám rời chỗ vì sợ cô lại trốn hắn. Trần Bách Ngôn đưa tay sở lên gò má của Bạch Âm, chậm rãi vuốt ve. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn kỹ cô như vậy? Rốt cuộc khoảng thời gian 9 tháng kia cô đã sinh sống ở đâu? Tại sao hắn không tìm thấy bất cứ thông tin gì từ người con gái đang nằm trước mặt? Bạch Âm thật sự không nhớ ra Trần Bách Ngôn hay là cô già vờ lãng quên? Cô chán ghét hắn thế sao? Hắn biết bản thân mình ích kỷ khốn nạn. Vì chỉ muốn em là của riêng mình. Trần Bách Ngôn hôn chán Bạch Âm. Bỗng, Cô kêu lên, cô đột ngột mở mắt đẩy mạnh hắn. Em bình tĩnh, anh không làm hại em. Hắn vội vàng nói. Anh đừng, đừng chạm vào tôi. Bạch âm cầm gối ném hắn. Em làm sao vậy chứ? Thật sự không nhớ ra anh ư? Trần Bách Ngôn đành đứng xa cách cô. Phải, tôi không hề quen biết anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đấy. Anh cứu tôi thoát khỏi chết đuối tôi còn biết ơn. Nhưng anh lại liêm sỉ ép hôn tôi. Loại người tỷ tuyện như Trần Bách Ngôn, cô không thích thậm chí còn ghét. Bạch âm cực kỳ đề phòng hắn. Trần Bách Ngôn bơ phở, hắn hoàn toàn không muốn bỏ cuộc. Cô lại đang xua đuổi hắn, phải có cách nào đó tiếp cận Bạch âm an toàn. Không gian im lặng, Trần Bách Ngôn đầu óc bối rối cực hạn. Càng đến gần cô thì càng khiến cô hoảng sợ. Ninh Tuyết và gia đình chắc chắn lo lắng cho cô lắm. Bạch âm phải lập tức về nhà nhưng mà cô không nhớ đường. Trần Bách Ngôn chợt nhìn lại bộ dạng dọa người của hắn. Đây hẳn là nguyên nhân khiến cô xa lánh hắn nhỉ. Trần Bách Ngôn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho trần nhật minh mang đồ tới két cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở một người đàn ông mặc vest đen bước vào trong chốc lát bạch âm nhìn thấy mạc khương liền bước xuống giường chạy nhào tới vào lòng ông ba cô vui mừng rạng rỡ ở con ngoan bà tới để đón con mạc khương dịu dàng xoa tóc của bạch âm ba ư ừ, trần bách ngôn nhíu mày cậu ý kiến gì sao không hắn lắc đầu ông nghiêm túc hỏi con gái chồng sắp cưới của con đang sốt ruột ở nhà tuyết và anh trai cũng đang tìm kiếm con khắp nơi lần sau có đi đâu phải nhớ thông báo với ba một tiếng có được không mạc hương nhẹ giọng nói con quên thưa ba bạch âm tỏ vẻ đáng thương trần bách ngôn sắc mặt kém tệ chồng sắp cưới cô ấy tuyết anh trai đây là đồ con thay ba đợi con mạc hương đưa cho bạch âm cái túi con sẽ nhanh thôi ạ cô nhận lấy vội vàng chạy vào phòng vệ sinh Trần Bách Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn hỏi, nhưng không thể vì nhìn Mạc Hương như không mà định trả lời. Cậu là Trần Bách Ngôn, chủ tịch của tập đoàn Zeus. Không ngờ tới Mạc Hương lại chủ động mở lời. Phải, hắn nhíu mày. Cậu thích con gái tôi. Mạc Hương chỉ cần quan sát ánh mắt của Trần Bách Ngôn là biết ngay hắn nghĩ gì trong đầu. Trần Bách Ngôn im lặng. Người đàn ông đứng đối diện hắn có lẽ không phải là một nhân vật tầm thường. Sát khí nguy hiểm tỏa lan xung quanh của Mạc Hương khiến cho hắn ớn lạnh toàn thân vừa rồi nói chuyện với bạch âm gương mặt ông ta rất là ôn hòa ấm áp đúng chuẩn dáng vẻ của một người cha yêu thương con gái mình nhưng khi cô quay người bước đi thì mạc hương lập tức thay đổi sắc mặt chẳng khác gì muốn giết người trần Bạch ngôn cảm giác hình như bản thân đã gặp ông ở đâu hắn thấy mạc hương quá quen chắc hẳn trong quá khí từng đụng chạm trao hỏi nhau cậu thích con gái tôi một câu hỏi tưởng chừng đơn giản ai cũng có đáp án nếu là người khác sẽ nhanh chóng trả lời liền Trần Bách Ngôn không thế Hắn không suy đoán đó là câu hỏi Mà là câu khẳng định chắc chắn để mối đe dọa Vì vậy Hắn nhất định cẩn thận trong cuộc trò chuyện này Giả sử hắn bảo không Thì mà Khương dễ dàng chịu tin không Tất nhiên là không Còn gật đầu thừa nhận Tránh xa con bé Mạc Khương cảnh cáo Ông không cần đợi câu trả lời từ hắn nữa Ngay lúc đầu ông đã nhìn thấu tâm tư của Trần Bách Ngôn quyết định đặt câu hỏi là muốn thăm dò kỹ suy nghĩ hiện tại của hắn mà thôi và đây là kết quả trần Bạch ngôn nghe xong phản ứng rõ ràng hắn siết chặt đôi bàn tay gương mặt trở nên căng thẳng cực hẳn bà của bạch âm là ngài hắn nghi ngờ sao con gái tôi đã từng có người ba khác ngoài tôi ư mặc Khương giả vờ hỏi ngược lại hắn là bạch dạ trần Bạch ngôn đề cập đến ông ta bầu không khí im ắng vài phút năm xưa lão già đó to gan đánh cháo con tôi vợ hắn sinh con không may bị chết yểu vì quá yêu vợ mình nên không nhẫn tâm nhìn khiết lam đau lòng bạch giả đã mua chuộc bác sĩ để đánh cháo hai đứa bé gái mạc hương đôi mắt đột ngột lấp đầy bi thương ngài ngài có biết mình đang kể cái gì không trần bách ngôn chấn động tinh thần kịch liệt nên khiết lam và tôi yêu nhau rất lâu cả hai đều dự định kết hôn sinh con sống hạnh phúc trọn đời tiếc rằng gia đình khiết lam không chấp nhận tôi trở thành con rể của bọn họ Mạc Khương thậm chí còn bị đe dọa, phải biến khỏi cuộc sống mẹ nuôi của Bạch Âm. Nếu ông không thỏa thuận thì bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Ninh Khiết Lam. Ông không có cách nào khác ngoài việc đồng ý đề nghị. Đau đớn tột đỉnh, ngày mà người mình yêu sâu đậm nhất kết hôn, thì trái tim của Mạc Khương chính thức vỡ nát hoàn toàn. Chứng kiến Ninh Khiết Lam đau buồn gại cho người đàn ông kia, không hề có chút tự nguyện. Mạc Khương đành nút chua xót quay lưng, chỉ biết thầm lặng cầu mong Ninh Khiết Lam được sống hạnh phúc. Nhưng ông không ngờ đến Tương lai đen tối đang chờ đón bà ấy ở phía trước Mỗi lần nhắc tới chuyện cũ Mặc Hương vô cùng cay đắng Một người sống bình yên hạnh phúc bên gia đình Một người xấu số phải chịu kiếp hồng nhan bạc phận Cái chết của Ninh Khiết Lam tới tận hiện tại Ông vẫn chưa hiểu rõ Chỉ biết bà chết khá thảm và oan ức Mặc dù bạch dạ không ngược đãi người con gái ông yêu Nhưng số phận của Ninh Khiết Lam Cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lương Mỹ Lệ Khoảng thời gian xa cách nhau Mặc Hương không hề bỏ rơi Ninh Khiết Lam ông cho người thường xuyên theo dõi cuộc sống của mẹ nuôi bạch âm mặc hương âm thầm bảo vệ che chở rồi thì sao bạch âm chính xác là con gái ruột của ngài trần Bạch ngôn kinh ngạc đúng vậy ông gật đầu vậy bạch tuyết không phải em gái ruột của cô ấy chuyện này thật sự khiến hắn sốc nặng tôi thừa biết con gái khiết lam chết yểu cũng mặc kệ bạch dạ đánh cháo bạch âm sau khi lập gia tình tôi không thể ngừng quên bà ấy hôm đó vợ tôi trùng hợp sinh con cùng thời điểm địa điểm với khiết lam tôi có cử người thăm dò và biết mọi chuyện. Cô đã kích khi tỉnh dậy, nghe tin con gái đầu lòng mất, tôi nghĩ Khiết Lam sẽ không chịu đựng được nên... Nên ngài thở ơ việc bạch dạ đánh cháo bạch âm với đứa bé kia. Trần Bạch Ngôn thay mặc Hương nói hết câu. Cậu thông minh. Ông cười khổ. Chết tiệt. Hắn tức giận xông tới và đấm thẳng vào mặt ông một cái thật mạnh. Ông vì cảm xúc cá nhân mà để bạch dạ đánh đổi số phận bạch âm. Ông có biết cô ấy phải một thân một mình đấu trọi với đám người khốn nạn đó thế nào không hả? trần bách ngôn hét lớn ông không xứng đáng để làm ba của bạch âm chính tay ông đã tạo dựng cho cô ấy một quá khứ đen tối không lối thoát bắt người con gái tôi yêu trở thành kẻ giết người để báo thù mẹ và em gái thì ra tất cả mọi chuyện từ trước tới nay ông thừa biết thật nực cười một người cha ruột như ông sống mà chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân không muốn người mình yêu tuyệt vọng nên đành đem con gái ruột để làm quà an ủi trần bách ngôn giận dữ kết ba bạch âm mở cửa đứng chôn chân tại chỗ ánh mắt cô dưng dưng giọt lệ mọi chuyện bạch âm đã nghe hết ban đầu có chút hơi buồn nhưng lúc sau cô hiểu và không trách mạc hương ông làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu mẹ nuôi cô tình yêu của hai người họ thật là sâu nặng có duyên mới tìm đến nhau không nợ mới không thể sống cùng nhau suốt chặng đường bạch âm trở thành vật hy sinh trong chuyện tình cảm của mạc hương cô nghĩ phải chăng mẹ nuôi mình số phận còn thậm chí đáng thương hơn cả bản thân sau tai nạn do bạch nhược vi gây bạch âm không còn nhớ tới cái chết thảm kịch của ninh khiết lam nữa Cô quên sạch những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh bà ấy rồi. Trong đầu Bạch Âm không tồn tại ký ức gì về người mẹ hồng nhan bạc phận đó. Ngay cả em gái Bạch Tuyết kia, cô cũng không nhận ra. Ninh Khiết làm, rốt cuộc bà ấy là người như thế nào? dáng vẻ bà ấy ra sao? Bạch Âm thật sự không còn nhớ bất kỳ điều gì về mẹ. Nghe bà kể, chắc chắn bà ấy là một người hiền lành hiền đức. Mà Khương không nói gì, ông thừa biết chuyện trước sau cũng nên kể cho Bạch Âm và đây là sự cố tình sắp xếp của ông Mạc khương giao con gái cho ninh khiết lam chăm sóc nhưng vẫn luôn quan tâm theo sát bạch âm ngay từ lúc nhỏ chính ông là người đã cứu giúp cô ở nước ngoài chính ông là người ra tay giết chết bọn sát thủ truy sát bạch âm mở sẵn cho cô một con đường sang đất khách bắt đầu lại cuộc sống mới mà khương không ngờ bạch âm vì cái chết của ninh khiết lam và bạch tuyết tức là ninh tuyết hiện tại mà thù hận đánh giá bạch gia thấu xương việc đó chứng tỏ cho mạc khương thấy ninh khiết lam rất yêu thương bạch âm bạch âm đi theo anh anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời này trần bách ngôn thật lòng yêu cô tại sao tại sao chị anh là người duy nhất tôi còn nhớ mãi bạch âm cười nhẹ câu hỏi như thể tự đặt ra cho bản thân vậy tự độc thoại với chính mình tự thấu hiểu tự chịu đựng em trần bách ngôn không hiểu cô đang nói gì tôi bị mất trí nhớ ký ức về người thân của tôi đều bị xóa sạch hết chỉ có anh là tôi vẫn thầy không thể quên được lần đầu gặp lại anh tôi đã cố gắng giả vờ không quen biết anh bạch âm kể thật Tại sao? Tại sao em phải làm như vậy? Em có thể hiểu cái cảm xúc vui mừng hạnh phúc khi anh nhìn thấy em sau hơn nửa năm mất tích không? Lúc đấy, anh cứ ngỡ là bản thân nằm mơ, không tin vào người con gái trước mặt mình là Bạch Âm. Anh đã tìm kiếm em rất lâu, rất bất lực và rất kiệt quệ. Hận thù khiến em đánh mất mọi thứ trong vòng tay. Em luôn tự cô lập chính em, em tự đẩy em chính ra sự bình yên và em tự hủy hoại cuộc sống của mình. Vẫn còn có người sẵn sàng bảo vệ yêu thương em, nhưng mà em không muốn đón nhận ánh mắt hắn cay, cay cay, giọng nói bao buồn, ánh mắt hắn cay cay, giọng nói đau buồn xen lẫn chút oán trách bạch âm vô tâm. Trần Bạch Ngôn dâng hiến cả cuộc đời của hắn này cho cô, nguyện che chở bạch âm qua khó khăn gian nan thử thách. Hắn nhìn thấu được nỗi cô đơn, mỗi khi trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đượm buồn ấy. Bạch âm không phải là một cô gái mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ngoại hình kiên cường đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo để che đậy tâm hồn dễ bị tổn thương ở bên trong. Trần Bạch Ngôn không thể ép buộc Bạch Âm ở bên cạnh mình, lại càng không muốn cô lựa chọn người đàn ông khác làm biến đỗ dừng chân. Phải thế nào? Hắn phải làm sao đây? Bạch Âm sắp kết hôn ư? Thấy cô hạnh phúc, đương nhiên hắn rất mong chờ. Nhưng người đem đến hạnh phúc cho cô nhất định phải là hắn. Được không? Cô có chấp nhận tình yêu vội vàng của hắn không? Hay là Bạch Âm cần khoảng thời gian dài để đợi Trần Bạch Ngôn chứng minh sự trung thủy? Nếu muốn, hắn chắc chắn sẽ đồng ý không điều kiện chỉ cần cô thử một lần chọn hắn chỉ cần cô thử một lần hướng về hắn chỉ cần cô thử một lần dũng cảm đem bán lòng tin cho hắn cất giữ thôi hắn sẽ tặng cô một cuộc đời hạnh phúc viên mãn anh đừng hy vọng gì về tôi cuộc tình này không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu chúng ta không duyên không nợ đến với nhau chỉ sợ đau thương bạch âm nhẹ nhàng nói em chưa từng nghĩ tốt về anh nên mới hình thành cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong tâm trí của em anh hoàn toàn không xứng đáng trở thành một người đàn ông chỗ dựa cho em hắn nghe xong không đành lòng để lập tức phản đối anh cô cứng hỏng trên thế giới này phải đâu bay chạy đâu để tìm kiếm cho em một thằng chồng tốt đây hả bạch âm sau em cứ không thử đón nhận anh bản thân anh sẽ luôn đối xử nuông chiều em hết mức trần Bạch ngôn không thể ngừng hy vọng về một tương lai tốt đẹp cùng bạch âm mặc kệ cô có dùng đủ mọi cách tránh né hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cô bảo không duyên không nợ nghe thật buồn cười ngủ với bạch âm năm xưa không phải nhờ duyên hay sao còn nợ đó là chuyện của kiếp trước Cô có thể biết ư Duyên do trời định Phận do người tạo Gặp được nhau là do duyên may Nhưng phải sống bên cạnh ai đó Chính là sự lựa chọn Trần Bách Ngôn chỉ thấy Bạch Âm Đang tìm cơ chối từ tình cảm của hắn thì được Không phấn đấu tranh giành hạnh phúc Hắn có nằm mơ cũng không gặp cô Người ta thường nói rằng Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người Là một hồi đau thương Ở đúng thời gian gặp đúng người Là cả một kiếp hạnh phúc Nếu là hiểu duyên thời gian không gian cũng không là khoảng cách. Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý. Có những người được số phận sắp đặt ở bên cạnh nhau, dù họ có đi đâu chăng nữa, dù họ có xa cách nhau tận chân trời góc bể, một ngày nào đó họ cũng sẽ gặp nhau. Trần Bách Ngôn tự tin, hắn và Bạch Âm thuộc trường hợp nêu trên. Rõ ràng chúng ta không hợp. Anh không cảm thấy như vậy sao? Cô kiến quyết. Ba tháng, cho anh ba tháng. Hắn nghiêm túc đề nghị lý do nào khiến tôi nên đồng ý điều kiện của anh? Bạch Âm cau mày hỏi kỹ. Không có lý do gì cả. Sống với anh ba tháng thôi. Sau khoảng thời gian đó, rồi em hãy đưa ra ý định của bản thân. Trần Bạch Ngôn không tìm được lý do để trả lời câu hỏi của cô. Nếu kết thúc ba tháng mà Bạch Âm vẫn không yêu hắn, dù chỉ một phần trăm nho nhỏ, hắn sẽ bỏ cuộc, sẽ không dùng tới thủ đoạn xấu xa để níu kéo cô nữa. Trần Bạch Ngôn đánh liều ván cờ lớn này. Liệu Bạch Âm có bị tấm chân thành của hắn làm rung động trái tim không? hai cô vẫn tiếp tục giữ câu đáp án ban đầu trần bách ngôn suy nghĩ rất kỹ mới dám đề nghị yêu cầu của bạch âm sống chung hắn không còn cách nào khác an toàn và hiệu quả như cách này cơ hội thành công có vẻ khá cao nhưng hắn cũng sợ thất bại hắn biết cách hóa ấm trái tim của bạch âm cho con gái tôi một đêm suy nghĩ mạc hương đành lên tiếng ba cô hoàng nhìn ông về hôn sự con không cần lo lắng cứ yên tâm để ba giải quyết trong hòa bình Bà cảm giác con không hề có cảm tình với người ta Con chỉ là đang cố gắng cưỡng ép cảm xúc cá nhân mình Ông thở dài Cảm ơn Thật sự cảm ơn Trần Bách Ngôn không biết dùng kính nghĩ xưng hô sau khi đánh ông Cậu mà lỡ làm con bé đau lòng Tôi thề cái mạng đáng giá của cậu sẽ chết không nguyên vẹn Mà Khương giọng giả cảnh cáo hắn Ông không hiểu sao lại muốn bạch âm nên yêu Trần Bách Ngôn Mà Khương tuổi từng chạy Ông cũng từng nếm qua cái mùi vị của tình yêu Nó mãnh liệt lắm đôi lúc ngọt ngào, đôi lúc đắng cay, như vậy mới hình thành một mối quan hệ lâu dài và bền chặt. Không trải qua khó khăn thì làm sao hiểu sâu được đối phương và rồi từ đó càng tôn trọng lẫn nhau. Càng cố gắng vì nhau mà tạo dựng thói quen tha thứ cho lỗi lầm. Nếu lỗi lầm gây ra nó quá lớn, không thể nào tha thứ, nên học cách bao dung. Hãy nhớ lại điều tốt đẹp nhất trong quá khứ của người ấy, rồi ta cũng sẽ tha thứ được. Nhưng mối quan hệ đó chắc hẳn tạm dừng trong êm đềm đôi bên. Bạch Âm, về thôi con mạc hương nhẹ nhàng nói Quản đã tối nay có thể đến nhà dùng cơm không trần bách ngôn nuốt nước bọt cậu là khách hay con gái tôi là khách là là tôi không được bạch âm không chịu cậu thấy rồi đấy quyền quyết định thuộc về con bé còn tôi thoải mái không có ý kiến gì cả mạc hương lắc đầu thì coi như tôi đến nhà bàn hợp đồng làm ăn với ngày đấy chứ không phải là tới gặp con gái ông vậy trần bách ngôn giờ tính lươn lẹo anh cô chỉ thẳng tay tức không thốt thành lời. Trùng hợp, tôi cũng có ý định mời cậu hợp tác phát triển một dự án lớn bên nước ngoài. Tối nay, khoảng 7 giờ hẹn cậu. Mạc Hương đi đến chỗ hắn vỗ vai. Biệt thự nhà họ Mạc. Chị à, chị làm cho em lo lắng lắm đấy. Lần sau chị có muốn đi đâu, thì nên báo với em một tiếng để em đưa chị đi có được không? Ninh Tuyết thấy Bạch Âm trở về, ngay lập tức nhào tới ôm lấy cô rất chặt. Lòng nhẹ nhõm hẳn, Mạc Tiểu Khiêm nét mặt cũng bớt phần sốt ruột. Chị xin lỗi em Chị hứa sẽ không như vậy nữa đâu Em đừng có buồn chị Chị vẫn an toàn không có bị thương gì mà Bạch âm nhẹ nhàng xoa đầu ninh tuyết như một chú mèo con Con gái Con trở về là tốt rồi Đấy là tần chị Lam vợ của Mạc Hương Bà sống hiền đức chẳng khác gì ninh khiết Lam Có khá nhiều điểm giống nhau giữa Mạc Phu Nhân Và người mẹ nuôi đã mất Bạch âm Đây cũng là lý do khiến Mạc Hương lấy bà Cũng có thể hiểu theo hướng tiêu cực Ông ấy xem bà là thế thân cho Ninh Khiết Lam của cô nhân diễn biến phần ban đầu không một chút tình yêu, Mạc Khương không hề yêu Tần Trị Lam, nhưng bà lại rất yêu ông. Người đời có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả nhiên đúng với cuộc tình của bọn họ. Mãi về sau này, Mạc Khương mới mở lòng chào đón Tần Trị Lam. Ông khó khăn thoát ra khỏi cái bóng u tối trong quá khứ, lại một lần thử yêu người con gái khác. Mẹ Bạch Âm vẫn chưa cho biết bà chính là mẹ ruột của mình, và Mạc Phu Nhân cũng chẳng hề hay biết sự thật năm xưa thiệt tình còn khiến cả nhà bất an vô cùng mẹ cứ ngỡ con sẽ gặp chuyện gì không may tần trì lam thở dài con thành thật xin lỗi cả nhà mẹ không nên trách con còn đâu phải là cố tình bỏ đi đâu chứ mẹ thừa biết tình hình sức khỏe hiện tại của con mà bạch âm ánh mắt buồn bã ngốc mẹ chưa bao giờ trách con con không nên nói thế con gái nghe vậy cô vui vẻ gật đầu tối nay nhà chúng ta có khách phiền em chuẩn bị một bàn ăn ngon đủ vị nếu em cần giúp thì hãy gọi anh làm phụ bếp mạc hương nhìn về phía tần chỉ lam giọng nói yêu thương con rể tương lai cũng tới dùng cơm tối anh lại thông báo đột ngột em sợ nguyên liệu nấu không đủ chẳng phải đi siêu thị mua thêm thực phẩm rồi vậy thì anh đi với em ba ba định mời anh thật sao bạch âm nhắc tới chuyện đấy lập tức phản ứng trần bách ngôn không đơn giản là tới nhà cô ăn cơm tối đâu hắn rõ ràng nuôi trộm ý đồ tiếp cận cô Bạch Âm không muốn dễ dàng bị khuất phục trước tên đàn ông đáng ghét đó. Suốt thời gian 9 tháng trôi qua, cô cứ tưởng Trần Bách Ngôn đã quên cô, không có sự làm phiền của hắn, Bạch Âm cảm thấy sống khá yên ổn. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô có chút trống vắng cô đơn. Rốt cuộc là thiếu đi thứ gì quan trọng hay cô tự tưởng tượng? Bạch Âm không biết bản thân mãi đang tìm kiếm một tình yêu đích thực. Phải chăng cô hơi đề phòng Trần Bách Ngôn nên mới không thể thử cho hắn một cơ hội vàng để chinh phục trái tim mình? Anh ta nào vậy chị? Ninh Tuyết thắc mắc. Ờ thì cô không biết trả lời sao. Là người muốn theo đuổi chị con thôi mà. Cậu ta họ Trần, chủ tịch tập đoàn Reus. Bà định sẽ hủy hôn ước với nhà bên kia. Thiệu Khiêm còn giúp bà đặt lệnh hẹn cuối tuần để bàn chuyện. Mạc Hương vừa kết thúc, liền quay người vào bếp. Chị à, bà nói thật chứ? Không phải chị thích anh ấy à? Hai người đính hôn đã được ba tháng, giờ hủy có hơi... Ninh Tuyết không muốn thiên hạ đánh giá xấu về người của Mạc Gia. Hai người không hợp nhau, ba làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả đôi bên. Tình yêu là phải phát triển từ tận đáy lòng đối phương không nên bị cưỡng ép. Mạc Tiểu Khiêm lên tiếng, chính thức ủng hộ quyết định của Mạc Hương. Yêu ư, bạch âm đầu óc trở nên bối rối, không hợp nhau. Tình cảm mà cô dành cho người ấy có phải là tình yêu nam nữ mãnh liệt không? Hay là... Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim cô đập rất nhanh và gần như lệch nhịp. Ngưỡng mộ anh là một người tốt, một người biết quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Anh ấy ấm áp, mỗi khi ở bên cạnh, khiến cho cô cảm thấy bản thân được che chở. Đây có phải là tình yêu rung động không, hay chỉ đơn giản là... Con gái, mẹ tôn trọng ý kiến của con. Cuộc đời vốn dĩ chỉ có một lần duy nhất sống cho tròn. Còn nên suy nghĩ kỹ về tương lai sau này. Tránh hối hận không kịp. Thích một người là chuyện nửa mùa, còn yêu một người là chuyện cả đời. Nếu lạc hướng, sẽ rất khó để con quay lại vạch xuất phát. Tội tệ hơn, con sẽ đánh mất người đàn ông yêu con thật lòng. Tần chỉ Lam khuyên nhủ cô vài câu Mẹ nói đúng đấy chị Hãy làm theo ý muốn của trái tim mình Ninh Tuyết đã tìm được bến đỗ của bản thân Đương nhiên cô cũng muốn bạch âm Phải sống hạnh phúc với người bạn thân yêu Mạc Thiệu Khiêm Cô nợ anh nên cuộc đời này nguyện hiến dâng cho người đàn ông ấy Anh đối xử với Ninh Tuyết rất tốt Chăm sóc bảo vệ cô không thua kém mẹ Ninh Khiết Lam Và chị gái không chung dòng máu Khó khăn lắm cả hai mới gặp nhau mà đem lòng yêu Hạ cử chi phải tự thử thách làm khó bản thân vừa mất thời gian, vừa bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Ninh Khiết làm ở trên thiên đường, mong nguyện cho hai cô con gái của mình đều sống được hạnh phúc và tự do. Phải thử mới biết được ai mới cần ai. Mạc Tiểu Khiêm cười nhẹ. Buổi tối, cổng lớn tại biệt thự Mạc Sa. Cậu ấy đến sớm thật đấy, Trần Bách Ngôn. Mạc Hương cũng không bất ngờ. Ông thừa biết hắn rất nóng lòng gặp Bạch Âm, nên cố tình không gọi cô ra đón tiếp mà tự đích thân mình đi bữa tối vẫn còn đang được tần chỉ lam gấp rút chuẩn bị chưa xong còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ dùng cơm trần bách ngôn theo địa chỉ mà mạc hương đưa nên khá dễ tìm biệt thự hắn bỏ không ít thời gian để lựa chọn một báo hoa đắt tiền tặng bạch âm vì muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt cô sau bao lâu không gặp nên hắn có nhờ tới nhà thiết kế nổi tiếng tạo dựng phong cách của một quý âm lịch lãm phong độ mạc hương nhìn bao quát trần bách ngôn cũng khen thầm hắn có đầu tư mời cậu vào uống trà chờ đợi vậy ông đưa tay về phía trước. Cảm ơn ngài, hắn không người kính lễ. Bạch âm chăm chú quan sát Trần Bách Ngôn qua khe rèm hở trên tầng cao. Ninh Tuyết đứng bên cạnh, tình cờ nhìn thấy nét vui mừng trên gương mặt của chị gái mình. Cô liền che miệng cười thầm, hắn hoàn toàn thay đổi bộ dạng, không còn quần áo sọc sạch, tóc tai bù xù nữa. Nói thật, cái khoảnh khắc gặp lại Trần Bách Ngôn, cô rất hoảng sợ bởi dáng vẻ chẳng khác gì ăn mày của hắn. Cô không tin được đó là tiên chủ tịch Zeus kiêu ngạo, ngang nhiên, luôn thích làm theo ý của bản thân. Chị đẹp trai thiệt nha. Ninh Tuyết đẩy đẩy vai Bạch Âm. Đẹp đẹp đâu cơ bình thường. Cô đỏ mặt. Thích mà còn ngại. Ninh Tuyết nháy mắt trêu chọc chị gái. Chị không thích anh ta. Em không mau trang điểm cho chị. Anh ấy cũng sắp tới rồi. Chị phải xuống cổng đón anh rể tương lai của em đấy. Anh rể tương lai gì đó không phải đang chờ chị dưới sảnh à? Tuyết à, chị, chị không thích tên Trần Bách Ngôn kia. Hắn ta không tốt như vẻ bề ngoài đâu. Em đừng bị nhăn sắc điển trai đấy lừa gạt. Cô nói lắp bắp. Thôi, chị em, để lát nữa có chị tự vả như thế nào nhé. Bạch âm chăm chú quan sát Trần Bách Ngôn qua khe xem hở ở trên tầng cao. Ninh Tuyết đứng bên cạnh, tình cờ nhìn thấy nét vui mừng trên gương mặt của chị gái mình. Cô liền che miệng cười thầm. Hắn hoàn toàn thay đổi bộ dạng, không còn quần áo sọc sạch tóc tai bù xù nữa. Nói thật, cái khoảnh khắc gặp lại Trần Bách Ngôn, cô rất hoảng sợ bởi dáng vẻ chẳng khác gì ăn mày của hắn không tin được đó là tên chủ tịch xe ớt kiêu ngạo, ngang nhiên luôn thích làm theo ý của bản thân. Dạ, tại phòng khách, mời cậu uống trà. Đây là loại trà mà tôi thích nhất, nên hy vọng cậu cũng thích. Mà Khương tự mình rót trà cho Trần Bách Ngôn. Cảm ơn ngài. Hắn miệng nói nhưng ánh mắt cứ liếc xung quanh, tìm kiếm bóng hình ai đó. Trần Bách Ngôn trong lòng có chút nao nao, khẩn trương rất muốn gặp Bạch Âm. Còn gái tôi nó đang chờ người kia, không phải là cậu. Ông lắc đầu cười nhẹ. À tôi... Hắn bị nói trúng tim đen. Cậu lo con bé không chấp nhận cậu sao? Nếu đúng thì cậu cũng đừng nên trách Bạch âm. Sẵn tiện tôi đây kể qua tình hình trong quá khứ và hiện tại của con gái mình. Mạc Hương nghiêm mặt nghiêm túc. Ông nghĩ Trần Bạch Ngôn cần biết chuyện này để hắn có thể thông cảm cho Bạch âm. Hắn sẽ không vội vàng mà thay vào đẩy kiên nhẫn chờ đợi cô hơn. Dù sao Trần Bạch Ngôn yêu cô thật lòng nên Mạc Hương không hẳn lo hắn bỏ cuộc dễ dàng. Trần Bách Ngôn khó khăn lắm mới gặp được Bạch Âm, thì hắn làm sao chịu buông tay cô ngay từ phút ban đầu, để người con gái mình yêu sâu đậm bước chân đến với người đàn ông khác được. Cô ấy đã từng trải qua chuyện gì sao? Lúc Bạch Âm mất tích, tôi thật sự rất sợ hãi. Cho người tìm kiếm con gái ngài khắp nơi, nhưng kết quả vẫn bằng không. Trần Bách Ngôn nhắc lại chuyện cũ, hắn muốn biết trong khoảng thời gian xa hắn, Bạch Âm sống như thế nào. Chuyện không dài cũng không ngắn, biến cố xảy ra khiến tôi không thể ngờ tới ngày hôm nay quả nhiên ông trời biết cách hành hạ tinh thần chúng sinh mà khương thở dài mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông giá như ông không mặc kệ bạch dạ đánh cháo hai đứa bé gái thì tương lai bạch âm sẽ không sóng gió như vậy cô sẽ không bị người khác trà đạp xỉ nhục và truy sát mà khương có lỗi nên ông nhất định bù đắp cho bạch âm thật nhiều ông sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của cô đón nhận cái oán trách của cô cho người cha sống chỉ biết nghĩ tới cảm xúc cá nhân mà khương không muốn cô tha thứ bản thân ông nhưng cũng không muốn cô ân đoạn nghĩa tuyệt với mình Trần Bách Ngôn quan sát sắt mặt ông có vẻ buồn bã Hắn im lặng chờ đợi Mạc Hương Bạch âm, cô đã khổ lắm rồi Hắn không muốn cô phải chịu đau thương nữa Cuộc đời cô đang sống hạnh phúc viên mãn Hy sinh quá nhiều mọi thứ chỉ để nguyện báo thù Con gái tôi hiện tại đang bị mất trí nhớ Ký ức của con bé không còn như trước Trở thành một đứa trẻ ngây ngô suy nghĩ non dại Thường xuyên bỏ nhà đi mà không biết bản thân muốn đi đâu Khoảnh khắc biệt thự bạch gia bốc cháy, chính ninh tuyết và thiệu khiêm tận mắt chứng kiến bạch âm rớt xuống đất thân thể không cử động máu đỏ hòa trộn với nước mưa trời mưa to cũng không thể dập tắt được ngọn lửa cháy dữ dội bạch âm may mắn được cứu mạng sống trở nên nhỏ bé mong manh vì mất máu quá nhiều nên tình hình uy cấp vô cùng tôi chưa từng thấy điều kỳ diệu nhưng nó lại tìm tới với bạch âm mà Khương nói tới đây thì ngưng ông hít thở thật sâu lòng nhói lên một cái bàn tay run dậy Trần Bách Ngôn cơ thể dần dần cứng đờ không nhúc nhích. Hắn nghe ông kể, sâu tận đáy lòng không thể không hoảng sợ. Bạch Âm bị mất trí nhớ sao? Cái gì mà máu trộn lẫn nước mưa lạnh buốt? Đầu óc của Trần Bách Ngôn loạn cả lên. Thì ra sau khi gây tai nạn đâm chết người, cô lái xe tới biệt thự Bạch gia tính sổ của đám người kia. Cô ruột thành vì cô mà gánh tội, hắn sẽ phải ngồi tù và trả giá nặng. Trần Bách Ngôn đương nhiên không thể bỏ mặc ruột Thành, hắn vẫn đang cố gắng cứu giúp người Bạch Âm mang ơn may nay Ai, kẻ nào đẩy bạch âm nếu để hắn tra được chắc chắn sẽ không nhẹ tay trừng trị còn bé ban đầu tắt thở cái gì ngày ngày trần bách ngôn trợn mắt kinh hãi đứng bật người dậy Dường như chết chính phép màu đã cứu vớt bạch âm bàn tặng cho con gái tôi một cơ hội sống mới mạc hương cố giữ bình tĩnh thời điểm ông đến hiến máu bác sĩ báo riêng cho ông rằng bạch âm không còn thở nữa mạc hương không thể tin vào sự thật ông nhất quyết nuôi hy vọng mong kỳ tích sẽ xảy ra và rồi kết quả Trần Bách Ngôn không dám tưởng tượng, hắn nhắm mắt cố gắng kiểm chế bản thân. Thật diệu kỳ, nếu không có sự che chở của Thiên Chúa, chắc hẳn là Bạch Âm đã rời khỏi thế giới này rồi. Chính Thiên Chúa đã đem người con gái hắn yêu trở lại nhân gian. Cảm xúc hiện tại của Trần Bách Ngôn rất khó tả. Bỗng, ba, anh ấy vẫn chưa tới sao? Bạch Âm đột nhiên xuất hiện, lên tiếng đánh bay bầu không khí u buồn. Cô diện một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn, tô điểm là vài con bướm 3D, trông rất chân thật và sinh động mái tóc được thắt bím một bên gọn gàng. Bạch âm trang điểm khá nhẹ nhàng, hợp với tông màu của trang phục. Cô như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ xứ sở thần tiên vậy. Trần Bách Ngôn chính thức bị cô hút hồn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Âm ăn mặc theo phong cách này. Có chút không quen với bộ dạng mới của cô. Trong mắt của Trần Bách Ngôn mà nói thì vốn dĩ đã lưu nhớ Bạch Âm với hình tượng mạnh mẽ. Nữ cường không dễ dàng chịu khuất phục trước bất cứ ai. Ờ thì con thử gọi cho cậu ta thử xem mà Hưng giật mình. Không còn gọi nữa, anh đến rồi. Trần Bách Ngôn đang mải say đắm nhan sắc của Bạch Âm. Nghe thế liền xoay lưng, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, từ từ tiến về phía cô. Anh chết, anh không mua quà tặng em à? Bạch Âm vui mừng ôm lấy cánh tay anh, bĩu môi. Anh để ngoài xe, lát nữa sẽ dẫn em ra xem. Đường Vũ Chiết xoa đầu cô. Đúng lúc cơm cũng đã chuẩn bị xong, mọi người đã đến đầy đủ thì mời dùng cơm. Tuyết, còn mau gọi khiêm nhanh chóng xuống đây Ninh Tuyết đứng ở cầu thang hóng chuyện Nghe vậy lại đi lên tầng Tần chỉ Lam nháy mắt Mạc Khương Thầm bảo ông mau làm gì đó Chứ bà cảm giác Trần Bách Ngôn kia khá khó chịu Và bực tức đấy Bạch âm không thèm ngó ngàng tới hắn Khiến hắn có chút tuổi thân buồn giàu Nhìn cô gần gũi với đường vũ triết, Đương nhiên hắn không thể vui Nhưng cũng không nên nhào tới đánh người ta vô lý Trần Bách Ngôn đành ngậm mùi tạm thời không gây chiến tranh Nói gì thì nói, vị hôn phu của Bạch Âm nhìn không tệ. Ngủ quan cân đối, nét cười khả ái lay động thiếu nữ. Đường Vũ Chiết tình cờ bắt gặp tầm mắt lạnh lùng của Trần Bách Ngôn. Chào anh, anh lịch sự. Ừ, hắn đáp một cách chán ghét. Anh là... Đường Vũ Chiết chưa biết tên để xưng hô cẩn thận cho đúng. Chồng thứ của Bạch Âm. Trần Bách Ngôn ngẩng đầu, kiêu ngạo. Anh thật hài hước mà. Cái gì mà gọi là chồng thứ chứ? Thế thiếp, gọi vậy cậu nghe thích sao? Không có. Ý tôi anh nhìn hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh. Đường Vũ Chiết gượng cười. Chật, cậu sai rồi. Trần Bách Ngôn ngang nhiên kéo tay Bạch Âm về phía mình. Mặc kệ cho cô kịch liệt phản đối, Hàn sẽ không buông tay. Tên điên chết tiệt này. Cô nghiến răng vùng vẫy. Anh mau thả vị hôn thê của tôi nhanh. Đường Vũ Chiết không vui. Này, muốn đánh lộn thì phiền hai cậu ra ngoài sân. Mạc Hương nói. Ai thắng, phần thưởng là con gái Bạch Âm tôi. Tần chỉ Lam tiếp lời ông. Cái gì mà ai thắng phần thưởng sẽ là con cơ chứ? Còn và anh chết đích thực đã đính hôn với nhau, là người của nhau, còn ai kia không biết liêm sỉ lại muốn chen chân vào. Bạch Âm hất mạnh tay hắn, bày ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét, nhìn Trần bách Ngôn châm biếm. Không phải cô không biết, Đường Vũ chết chưa từng học qua võ, trong khi môn võ Trần bách Ngôn yêu thích được mệnh danh là môn võ nguy hiểm nhất thế giới. Chuyện này quả thật hoang đường mà. Biết rõ Bạch Âm không thuộc về hắn, nhưng vẫn mặt dày theo đuổi tới tận đường cùng. Trần Bạch Ngôn thiệt tình không muốn buông bỏ cô dễ dàng, khó khăn lắm hắn mới gặp lại Bạch Âm. Chưa kịp vui mừng hết thầy nhận thêm tin cô lại sắp phải kết hôn, nực cười. Trần Bạch Ngôn sao có thể chấp nhận được cơ chứ? Mà người đàn ông Bạch Âm đang dùng lời để bảo vệ, nhìn có vẻ rất thật lòng yêu cô. Thì sao? Yêu cô, hắn cũng yêu cô, thậm chí hơn cả bản thân. Trần Bạch Ngôn thấy Bạch Âm không ưa mình, cảm xúc hiện tại buồn dầu không muốn nói nữa. Đây không phải là màn kết mà hắn mong đợi khi đến mặc ra. Chẳng lẽ cô đã xem hắn là kẻ thù? Anh ấy tới nhà chúng ta để dùng cơm, chứ không phải vì một chút nguyên nhân vô lý mà đánh người. Ba mẹ sao lại đồng tình người ngoài như vậy? Tâm trạng cô vốn dĩ khá tốt, nhưng bây giờ vì lời nói của Trần Bách Ngôn đã tan biến hoàn toàn như khói trắng. Em hơi quá rồi, mọi người chỉ là đang đùa giỡn vài câu thôi mà, anh không có ác ý đâu, em không cần phải đề phòng." Đường Vũ Chiết đành lên tiếng, anh không muốn bữa cơm tối này bị hủy diệt. Bạch âm nghe anh nói cũng chỉ biết gật đầu qua loa. Ánh mắt khó chịu của cô vẫn nhìn chăm chăm vào Trần Bách Ngôn. Cô phát ngôn không vui, rõ ràng là bắt nguồn từ hắn. Chính hắn đã khơi nguồn chọc tức Bạch âm. Mục đích xấu Trần Bách Ngôn cô thừa biết. Hắn muốn tìm mọi cách chia sẻ cô và đường vũ chiết. Nhất định, Bạch âm sẽ không để hắn một bước thành công trong chuyện đó. Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, mà Khương không thể chọc giận con gái mình. Ông nhìn mặc phu nhân ý tứ không chút che giấu chỉ là nói vài câu vui thôi sao con lại nhạy cảm thế lâu ngày ba mẹ mới có cơ hội đùa giỡn con không thích thì ngưng vậy tần chỉ làm cất giọng nhẹ nhàng xen lẫn hài hước chính thức phá tan không gian sắp phải có mùi thuốc súng con xin lỗi bạch âm sắc mặt kém hẳn trần bách muốn, muốn nói gì đấy nhưng nghĩ lại hay thôi tâm trí hắn liên tục mách bảo bản thân nên bình tĩnh từ từ mà hành động quan trọng nhất là hắn muốn gây ấn tượng tốt với bạch âm sau bao tháng xa cách Đông đủ cả hết, mọi người định cứ nói chuyện phiếm cho no bụng à. Mặc Tiểu Khiên nắm tay Ninh Tuyết đi xuống sảnh. Định nhờ con phụ giúp dọn bàn, không ngờ con tắm lâu gần một tiếng. Tần chỉ Lam giả vờ lau chán mồ hôi. Con cứ tưởng có người sẽ giúp mẹ vợ tương lai của mình nên mới nhường cơ hội cho. Không ngờ đã không giúp lại còn muốn khiêu chiến. Anh đang ám chỉ người nào đó. Trần Bách Ngôn trột xạ sờ mũi. Hắn chỉ quan tâm mũi bạch âm, đâu muốn tâm tư và chuyện lấy lòng Tần chỉ Lam. Mà Mạc Tiểu Kim nói cũng đúng Trước hết nên gần gũi với ba mẹ vợ tương lai Thì có phải tốt hơn không Không chừng Bọn họ có thể giúp hắn chinh phục trái tim của Bạch Âm Trần Bách Ngôn cuối cùng đã ngộ ra một điều sáng suốt Hắn phải quay xe sang ông bà Mạc Lôi kéo hai người ấy ủng hộ kế hoạch theo đuổi cô của mình Mạc Hương chăm chú quan sát sắc mặt của Trần Bách Ngôn Ông đoán thầm trong lòng Hắn là đang muốn tìm chỗ dựa cho bản thân về chuyện này đúng chứ Thật là một ý định không tồi Mạc Hương câu nói mập mờ Trần Bách Ngôn, không phải chứ, có vậy mà cũng bị ông nhìn thấu. Ba, Bạch Âm thắc mắc, cô không hiểu ý của ông. Chuyện người lớn cậu ta hiểu là được rồi, còn quan tâm làm cái gì không biết, lo chăm sóc vị hôn phu của con cho tốt đi. Tất nhiên, bà đâu cần phải nhắc con nhỉ. Bà chỉ sợ sắp có người cướp mất chồng tương lai của con. Mà Khương nửa đùa nửa thật khiến cho Bạch Âm trở nên hoang mang. Cô chuyển tầm nhìn sang đường chịu chiết, anh oan ức lắc đầu kịch liệt, không hiểu ông đang nói gì bạch âm bắt đầu suy nghĩ phức tạp có người muốn cướp vị hôn phu của mình nhà trần Bạch ngôn cũng như đường vũ chiết khi nghe mạc hương dứt lời hắn hơi lo lắng về người con gái ấy lo sau này sợ cô đau lòng lo cô bị phản bội nói chung là lo đủ mọi tình huống nếu đường vũ chiết dám làm chuyện có lỗi với bạch âm trần Bạch ngôn nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta ờ mà chắc gì đường vũ chiết kia đã có cơ hội chăm sóc che chở cho cô cả đời đâu ôi trời hắn suy nghĩ hơi lố vậy là chuẩn bị tiểu tam xuất hiện trong chuyện tình bạch âm. Hắn nên vui hay là nên buồn đây? Ai cơ? Mặc thiểu khiên thầm biết người đấy là ai, nhưng vẫn muốn chính miệng ông xác định. Kia, ông hất cảm về phía hắn. Trần Bách Ngôn, là mình sao? Hắn nhất thời phát run rẩy toàn thân. Quả đã, hắn là trai thẳng. Cậu sang Thái Lan chuyển giới đi là vừa. Mặc Hương buồn cười. Bà à, anh ta dù có biến thành con gái cũng sẽ không đánh mất liêm sỉ. Bạch Âm không hiểu sao tâm tình cá hẳn lên, phối hợp đùa giỡn Trần Bách Ngôn để hạ hòa cơn giận giữ còn lại ở trong bụng. Ngay cả Mạc Thiệu Khiêm và Đinh Tuyết cũng phải che miệng cười, sợ phát thành tiếng. Đường Vũ Chiết chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Trần Bách Ngôn, bị đem ra làm trò cười, đảm bảo hắn không thoải mái đâu. Không thoải mái thì phản công gì được cai cha con kia chứ? Trần Bách Ngôn chịu nhẫn nhịn để sau này dễ dàng chiếm chọn được trái tim của Bạch Âm hơn mà hắn cũng không thể nào suy nghĩ ra bản thân mình chính là người hắn cần để trên ngang cuộc tình của cô hiện tại sầu luôn chứ không muốn góp vui nữa được rồi ăn cơm thôi tần chỉ lam cố gắng không cười đột nhiên không muốn ăn nữa xin phép mọi người về trước vậy trần bách ngôn bị trả đạp thế là đủ no không cản cậu phiền cậu đi nhanh để gia đình chúng tôi bàn chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ mà khương dường như nghiêm túc anh rể à anh đứng mỏi chân mời anh vào bàn ngồi ạ à ninh tiếp thở hững nói đi thôi anh hầu em ăn cơm đường vũ chết gật đầu nắm tay bạch âm nhẹ giọng yêu chiều Khóe môi của trần bách ngôn hơi giật giật cái gì mà phiền cậu đi nhanh cái gì mà bàn chuyện kết hôn không phải muốn tán thành cho hắn và cô đến bên nhau sao giờ lại đổi ý về phép người đàn ông kia à trần bách ngôn không cam tâm hắn liền lập tức bỏ đi nhanh tới hướng của nhà bếp tự mình ngồi đại vào một cái ghế tự mình sắp xếp dụng cụ nếu giờ mà hắn rời biệt thự mạc ra có phải là rất hồ đồ không? Trần Bạch Ngôn không khác gì hiến dâng bạch âm cho đường chết vũ đâu. Thật quá là hồ đồ mà, tạm thời vứt lòng tự trọng xuống công xác. Hắn phải cố gắng nhẫn nhịn với người phụ nữ của mình. Người ba vợ tương lai này quả thật không có chứng kiến. ủng hộ hắn nên dốc hết sức chỉ. Sao mới có một chút, lại chuyển hướng rồi. Hắn bực bội trong lòng như muốn phát nổ tung, nhưng nào dám kêu than trách ai. Anh kia, mau qua bón cơm cho tôi nhanh. Chặt bách côn không khác gì trẻ con 3 tuổi, bưng cái chén cơm trắng để đầy, đầy trước mặt lạnh lùng nhìn đường vũ chiết quát lớn. Đường vũ chiết, mặc thiệu khiêm, nình tuyết, bạch âm cười như không cười. tề đáng ghét họ trần, có giỏi thì nhờ mình bón cơm thử xem coi. Anh nhờ người khác đi, tôi không thích phục vụ kẻ tâm thần. Đường vũ chiết không dễ gì bị hắn ức hiếp. Chật, mới thế mà đã từ chối. Hắn nhếch môi khinh thường. Để tôi. Mạc Khương đứng ra xung phong hầu hạ Chán hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Tại bệnh viện. Anh tự mình ăn cơm đi. Tôi phải về rồi. Thấy trời không còn sớm nữa. Châu Khả Hân đành từ chối hầu hạ cung tử ân. Cô hiện tại còn đang mang thai. Nên rất cẩn thận trong mọi chuyện. Không thể ở bên ngoài được lâu. Châu Khả Hân sợ phải đụng mặt với Triệu Mẫn Nhi. Cô ta chắc hẳn không dễ dàng dung tha cho cuộc sống của Châu Khả Hân đâu. Bởi thế cô mới tìm cách tránh càng xa càng tốt cung tử ân. Phủi sạch mọi quan hệ với anh. Tránh thiên tai sau này. Lỡ mai Triệu Mẫn Nhi biết được cô đang mang thai con anh thì sẽ sao đây? Châu Khả Hân không dám suy nghĩ tới chuyện đó nhưng không thể. Anh không còn sức để cầm muỗng, em giúp anh bón cơm. Em không phải muốn mặc kệ ân nhân cứu mạng đấy chứ. Công tử ân chẳng bao giờ chịu nói chuyện nghiêm túc trước mặt của Châu Khả Hân. Nhìn cô muốn mặc kệ mình, anh làm sao mà đành lòng được. Anh đủ sức cầm điện thoại chơi game, nhưng mà không đủ sức để cầm muỗng à? Anh không có lý do nào khác để nhờ vả người khác bón cơm cho anh ư? Khoản đã, Cô hình như nói cái gì đó sai sai Nên vội vàng sửa lời Lớn cả rồi Đâu phải trẻ con mà cần tôi phục vụ việc ăn uống Nếu không thích Thì hãy nhờ tới cô Triệu Cô ấy sẽ không từ chối Châu Khả Hân cố ý nhắc tới tên của Triệu Mẫn Nhi Quả nhiên đôi mắt của cung tử ân lạnh tối khi nghe tới cô ta Anh vứt điện thoại đang chơi game giang dở sang một bên Nhìn chằm chằm cô một cách hung dữ Tôi nói gì sai Không có Vậy anh tức giận vô cớ Dù sao cô Triệu cũng từng là bạn gái cũ của anh phải tôn trọng không nên tỏ thái độ chán ghét thế Châu Khả Hân vẫn cứ nói Mà không hề hay biết bản thân Đã khiến cho Cung tử ân không vui Mà qua câu từ Bạn gái cũ Không chính xác Đối với anh mà nói Triệu Mẫn Nhi chỉ là hàng chơi qua đường Chán thì lạnh tâm vứt bỏ Mà à ta cũng không hề xem trọng đàn ông Suy nghĩ của Triệu Mẫn Nhi hoàn toàn giống suy nghĩ của Cung Tử Ân. Trong mối quan hệ 2 năm, cả anh và cô ta đều dùng cách đê tiện để đối xử lẫn nhau dùng danh xưng bạn gái cũ có hơi để cao triệu mẫn nhi quá à mà cũng sống là bạn gái của anh ư không có chuyện hoang đường tính đào hoa ăn chơi nên tránh không khỏi nhiều tin đồn không đúng sự thật cùng tử ân vốn dĩ chỉ xem châu khả hân là mối tình đầu duy nhất đàn bà như cô ta em qua tâm lòng tự trọng làm gì thật là một cô gái ngây thơ hỏi sao anh không thể yên lòng anh thở dài lắc đầu ra châu khả hân lỡ miệng thốt em em nói cái gì cơ cứ cho như anh bị điếc đi, không nghe. ra, dạ, lần này cô đảm bảo mình nói không sai. Già dạ chỗ nào? Anh già dạ chỗ nào? Anh nhỏ tuổi hơn Trần Bách Ngôn đấy. Người anh em thân thiết của anh hiện tại cũng đã phải hơn 32 rồi. Anh không thể chấp nhận được mà. Nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng thấy chủ tịch Trần trẻ hơn giám đốc cung vài tuổi. Châu Khả hơn thành thật nêu ý kiến cá nhân. Cô ấy thật sự nghiêm túc. Anh chỉ biết nuốt cơn tức vào bụng, không muốn tranh cãi với Châu Khả hơn nữa cô nói gì cũng đúng bảo anh già thì đã sao có gì đâu mà phải cáu với mẹ tương lai của con mình công tử ân cố gắng nhẫn nhịn trong chuyện tuổi tác châu khả hân nhìn đồng hồ treo tường cứ nói chuyện phiếm làm cô quên mất việc phải về nhà đang chuẩn bị rời thì đúng lúc này bác sĩ đi vào là mẹ của công tử ân bà ấy phụ trách việc quan sát và chăm sóc tình hình của con trai mình châu khả hân không hiểu tại sao lại không dám nhìn trực tiếp vào mắt bà tại do lỗi cô thấy có lỗi vì cô mà anh mới thành ra như vậy đã giờ nào rồi mà vẫn chưa ăn cơm Không muốn uống thuốc sao thằng kia Có tiền mẹ cho mày một trận no đòn tại đây luôn không hả Phương Hòa tay đẩy xe đựng dụng cụ thay thế vết thương Giọng nói vô cùng không hài lòng liếc anh Mẹ chuyển dinh dưỡng được rồi Con không muốn tự mình ăn Công tử ân nhấn mạnh từng chữ Nhất là mấy chữ cuối Mày bị gãy một chân Chưa đâu phải liệt cả hai tay Qua kiểm tra Não may mắn không chấn thương Rất bình thường Chỉ là thương nhẹ ở sau đầu Không có nghiêm trọng Mẹ à, con thật sự không muốn ăn cơm. Không ăn thì nhịn, mẹ cũng không chuyển dinh dưỡng, để mày chết đói từ từ, khỏe. Phương Hòa không thèm quan tâm tới thằng con trai trời đất nữa, bà chuyển sang hỏi thăm Châu Khả Hân. Con gái, con đã ăn gì chưa? Dạ, con ăn cháo uống ít sữa bột rồi ạ. À? Đây là vitamin cho phụ nữ mang thai, con thường xuyên uống để bồi bổ bản thân cũng như cháu nội mẹ. Khi nào dùng hết thì phải báo với mẹ, để mẹ đem đến nhà con. Châu Khả Hân không thể từ chối Phương Hoa, cô nhận lấy âm thầm cảm ơn bà ở trong lòng. Cùng tử ân tận mắt thấy mẹ yêu thương con dâu tương lai như vậy, rất tâm tình hạnh phúc. Còn có con của anh, cùng tử ân nôn nao đợi tới ngày em bé được chào đời. Lúc đấy cảm xúc làm ba không biết phải miêu tả ra thế nào cho hết. Anh đã không ít lần tưởng tượng cuộc sống hôn nhân tương lai. Bình yên, ấm áp và hạnh phúc trọn vẹn. Cùng tử ân không nghĩ anh sẽ sớm dừng chân tại người con gái tên Châu Khả Hân. Phương Hoa đã chấp nhận cô và cũng dễ dàng nhìn thấy suy tư qua ánh mắt con dâu. Muốn mẹ tìm cho con một người đàn ông tốt để chăm lo những tháng ngày mang thai không? Phương Hoa bỗng nhiên đề nghị. Mẹ à, mẹ đang nói khủng điên gì vậy? Cùng từ ân nghe thế thì liền phản ứng. Mày bị thế, thì còn gì chăm sóc hai mẹ con khả hơn hả? Để người khác thay thế tạm thời, dám ý kiến. Vợ con mà mẹ đẻ cho thằng khác nuôi, có phải muốn chọc tức con trai mẹ không? Đúng, anh nói đúng, Tôi muốn hành anh. Anh đâu có tốt lành gì đâu. Cái tính đào hoa của anh đấy. Dễ dàng từ bỏ được sao? Khả Hân không phải vợ anh. Nên ăn nói cẩn thận tránh người đời bàn tán. Châu Khả Hân chọn cách im lặng. Không được. Con không đồng ý. Cùng tử ân vất vả chống gậy leo xuống giường. Nhảy nhảy một chân tiến đến chỗ cô. Anh định làm cái gì? Cô giật mình khi bị anh ngang nhiên nắm tay. Đăng ký kết hôn với anh. Cùng tử ân gương mặt điển trai không hề đùa giỡn. Phường Hòa, Châu Khả Hân, Pháp luật chẳng lẽ nghiêm cấm người bị què như con không được lấy vợ à? Anh ngây ngu hỏi. Tại biệt thự nhà họ mặc. Trên bàn ăn, sang mặt của Trần Bách Ngôn rõ ràng là không được tốt cho mấy. Ngồi bên cạnh hắn không ai khác chính là Mạc Hương. Ông đang chăm sóc, bóc vỏ tôm hầu hạ Trần Bách Ngôn. tay hắn run đến mức không thể gắp nổi miếng thịt bò. Tình huống mất mặt này hắn chưa từng nghĩ đến. Mạc Huynh thế mà đòi một mực phục vụ việc ăn cơm. Mọi người lại còn dùng cơm nói chuyện khá vui vẻ. Nhất là Bạch Âm, cứ liên tục cười đùa với Dương Vũ Chiết, khiến hắn không khỏi khó chịu. Thật sự không có một ai quan tâm tới vị trí ngồi của Trần Bách Ngôn. Hắn muốn đổi chỗ, cứ thế này áp lực đe chết người. Ăn vào. Mạc Hương đưa con tôm đã bóc vỏ ra trước miệng hắn. Không, không cần tiết phải như vậy đâu. Tôi tự ăn được, ngài lo cho vợ mình đi ha. Phụ nhân chắc hẳn cũng đang chờ chồng mình bóc vỏ tôm. Trần Bách Ngôn né người từ chối. Một là cậu nuốt, hai là cậu cút. Mạc Hương cười lạnh. Bà hầu hạ người ta không nên hung dữ như thế đâu nha. Coi chừng lại lên cơn đau tim thì khổ lắm chứ đùa. Ninh Tuyết trêu chọc hắn. Em lo ăn đi, không ăn hết hai chén thì không được rời bàn. Mặc thiệu khiêm để cái dĩa anh đã bóc tôm sẵn sàng nhắc sang cho cô. Em biết rồi, cô cúi đầu nhỏ giọng. Trần Bách Ngôn đẩy ghế đứng thẳng dậy, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa. Muốn tìm kiếm lý do chính đáng nào đó để rời bàn. Nhưng không, Bạch Âm đang mải uống canh thì ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Bách Ngôn lau mồ hôi chán, cố gắng hít thở sâu. Chỉ là một bữa cơm tối thôi mà, cần gì phải áp lực thế không? Mà Khương muốn hầu hạ hắn kiểu này đến khi nào mới chịu buông tha? Bà vợ tương lai tâm tư khó phán đoán, đích thực không thể tin tưởng đúng chứ? Hắn không biết phải nên đối dựng tình hình hiện tại như thế nào để tránh gây mất thiện cảm. Cậu cứu ai bây giờ? Có ai về phe hắn đâu? Cậu muốn đi vệ sinh sao? Mà Khương hỏi, ờ thì... Trần Bách Ngôn bối rối, hay là để con gái tôi chỉ đường cho cậu vậy? Lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, còn lạ lẫm nên phải nhờ tới Bạch Âm. Ba, sao phải là con chỉ đường cho người lạ? Bạch Âm tỏ vẻ không đồng ý. Người lạ? Cậu thật sự xem hắn là người xa lạ? Tại sao? Tại sao chị anh là người duy nhất tôi còn nhớ mãi? Trần Bách Ngôn đột nhiên nhớ lại. Hắn siết chặt đôi bàn tay, cố gắng không để cảm xúc điều khiển hành động. Bạch Âm chán ghét hắn cỡ nào, hắn rất muốn biết. Giọng điệu lúc đó của cô như thể oán trách ông trời vậy oan trách tại sao không cho cô quên đi hắn oan trách tại sao người cô nhớ duy nhất không phải ai khác mà lại là hắn oan trách tại sao hắn không biến mất khỏi cuộc đời cô mãi còn cố duật thành người đàn ông nguyện vì bạch âm mà hy sinh bản thân gánh tội thay cô mà cũng bị quên lãng một cách không đáng duật thành khi biết được chuyện này thì phản ứng như thế nào hắn sẽ đau lòng hay chấp nhận đấy là do ông trời sắp đặt trần bách ngôn ích kỷ hắn muốn trở thành một phần quan trọng trong lòng của bạch âm không cần thương ngài tôi không định đi vệ sinh xin phép mọi người tôi về trước chúc buổi tối vui vẻ hắn lịch sự để lại lời chúc rồi nhanh chóng rời bàn mà không nhìn bạch âm một cái thấy trần bách ngôn đột nhiên thái độ không quen biết không hiểu sao cô lại có chút không hài lòng gương mặt hắn lạnh lùng ngay cả giọng nói cũng không như lúc mới tới bạch âm không ăn nữa cô dựa lưng vào ghế suy nghĩ điều gì đó hết sẵn cô à ờ mà khoan sao cô lại nghĩ thế hắn đâu có quyền giận cô thật vớ vẩn bà mẹ muốn nói chuyện với đường vũ chiết các con tránh mặt một lát mạc hương nghiêm túc đề nghị dạ được mạc tiểu Kim hiểu được vấn đề cuối cùng ông cũng quyết định cả con luôn sao bạch âm mơ màng hỏi ờ cả con ông gật đầu bầu không khí biến hóa rõ rệt sắc mặt của đường vũ chiết không tốt lắm anh cảm thấy hình như mạc hương đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi nên mới không muốn bạch âm ở lại ông xưng hồ tên không thân mật chứng tỏ bản thân của anh sắp phải đón nhận buổi trò chuyện không mấy an lành mạc thiệu khiêm và ninh tuyết đứng lên hai người hướng ánh mắt về phía của bạch âm ngụ ý cô không nên nén lại chuyện mạc hương chuẩn bị nói với đường vũ chiết đảm bảo sẽ làm tổn thương cô mất khoảng vài phút bạch âm mới chịu đồng thuận anh nhìn theo bóng lưng cô gương mặt tuấn tú có lỗi vô cùng ba người im lặng một lúc sau cậu không có gì muốn khai báo à người hỏi không phải là mạc hương mà là mạc vô nhân giọng nói bà thanh thoát có chút ngọt ngào như kẹo đường. Được vũ chết không trả lời, các ngón tay đan xen vào nhau, gương mặt căng thẳng, chưa phần chuẩn bị cho chuyện này. Đừng để mất thời gian quý báu của gia đình chúng tôi. Cậu thông minh, thừa biết phu nhân muốn đề cập đến chuyện gì. Mạc Hương thiếu kiên nhẫn. Nếu cậu thấy khó nói vậy thì để tôi trình bày giúp, cậu đồng ý không? Được vũ triết vẫn chọn cách lặng thinh. Được rồi, không cần nói nữa, hủy hôn đi. Ông dường như sắp tức giận. Không thể thưa, Tại sao không thể? Cậu tiếp cận con gái tôi vì mục đích gì? Muốn tôi nhắc sao? Đường vũ chiết. Đừng tưởng tôi nể ba cậu thì cậu muốn làm gì cũng được. Mọi người hiểu lầm con rồi. Tình cảm con dành cho Bạch Âm thật sự là xuất phát từ trái tim. Đường vũ chiết phản ứng mạnh mẽ. Dối trá. Mạc Hương khinh thường lấy điện thoại gọi nhanh. Không tốn thời gian ông. Một vệ sĩ áo đen cầm túi giấy bước vào. Anh ta đặt thứ được coi là bằng chứng lên bàn. Sau đó cúi chào Mạc Hương lui đi. Đường vũ chết tò mò muốn biết trong đó chứa đựng cái gì. Anh không dám mở ra xem một cách tùy tiện. Đường bộ chết phút chốc trở nên bất ổn, hô hấp càng khó khăn. Mạc Khương đã phát hiện ra bí mật của anh đang cố gắng che giấu rồi sao? Không thể nào, anh rất cẩn thận trong việc này cơ mà. Đường bộ chết tay chân run rẩy, không dám đối diện với sự thật trước mắt. Anh muốn tránh né nhưng không được. Mạc Khương nhất định không buông tha cho anh dễ dàng đâu. Không mở ra xem thử sao cậu đường. Tần chỉ lam cao giọng. Còn không tính làm tổn thương Bạch Âm như hai người nghĩ Thừa nhận ban đầu không hề có tình cảm gì với cô ấy Về sau qua một khoảng thời gian tiếp xúc còn mới chợt nhận ra bản thân đã thích Bạch Âm Mục đích con theo đuổi con gái Hai người là muốn Là muốn thử lòng bạn gái Đường vũ chết nghiến răng nhắm mắt khi vừa dứt lời Chệt tiệt Quả nhiên là vậy Mà Khương chính thức bị câu nói của anh làm cho giận dữ Bạch Âm là con gái tôi không phải là vật để cậu đem ra thí nghiệm tình yêu. Muốn thử lòng bạn gái, nức cười. Còn xin lỗi, thành thật xin lỗi. Xin lỗi thì tôi sẽ cho qua sao hả? Cậu nằm mơ mà cậu xin sự tha thứ của tôi. Ba mẹ cậu giáo huấn con cái kiểu làm người thế à? Mạc Hương dùng những từ ngữ khó nghe. Không tính làm tổn thương bạch âm, nhưng trong tâm trí đường vũ triết. lại chọn chúng con gái ông làm đối tượng thử lòng bạn gái. Thì không thể không có mưu tính tương lai. Mạc Hương không chấp nhận chuyện này được. Bạch âm nếu biết mình bị đường vũ triết lợi dụng thì đau lòng như thế nào? Bị chơi đùa tình cảm một người đàn ông cô kính mến, Mạc Khương không dám tưởng tượng tình cảnh đấy. Ông đã hứa với lòng sẽ không để cho Bạch Âm chịu thiệt thòi trong mọi vấn đề của cuộc sống. Nhưng hiện tại, Mạc Khương nhận thất bại mở đầu. Ông chưa hoàn thành tốt bổn phận của một người cha. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Những bức ảnh chụp kia không cần phải coi nữa. Đường Vũ chết đã thừa nhận lỗi lầm, thì mọi chuyện vẫn nên giải quyết công bằng cho Bạch Âm. Ở bên ngoài, xe hôi của Trần Bách Ngôn còn đậu trước cổng, hẳn là chưa muốn rời đi. Hắn hôm nay tự lái xe ngồi ghế lái gương mặt tâm tư. Điều thuốc là hắn hút đã đến điều thứ ba. Trần Bách Ngôn ngước nhìn bầu trời đêm không một ánh sao. Như thể hắn hết hy vọng về tình yêu viên mãn. Giá như biết trước được tương lai thì sẽ không thành ra thế này. Thì Trần Bách Ngôn đã đối xử đàng hoàng tự tế với Bạch Âm hơn rồi. Đáng tiếc. Thế gian làm gì tồn tại cái gọi là giá như? Giá như. Nó không khác gì là một điều ước xa hoa, không thể thực hiện được. Trần Bách Ngôn lắc đầu, cười chua xót sao bây giờ mình thấy tuyệt vọng vậy chưa không còn sức để tranh giành cô ấy mày vô dụng mày thật sự vô dụng một ngôi sao hy vọng cũng không thấy đâu dù chỉ có bé nhỏ không lẽ mày phải chấp nhận thua cuộc sao ở trần bách ngôn hắn tự độc thoại bản thân gương mặt rất buồn bã và đáng thương lại cháy hết thuốc lá hắn tiếp tục đốt thêm điếu mới bình thường trần bách ngôn không hề thích hút thuốc vì nó không tốt cho sức khỏe nhưng không hiểu sao ngay tình huống thê thảm này hắn rất cần đến nó để xua đi cảm xúc tệ hại Trần Bách Ngôn bất chợt nhìn thấy bóng dáng của Bạch Âm qua làn khói trắng, ảo ảo mờ mờ không chân thật. Là em sao? Hay là do anh vì quá nhớ cô nên đã tưởng tượng? Anh chưa về. Bạch Âm đứng cách xe hắn một khoảng, nhỏ giọng nói. Là em thật sao? Trần Bách Ngôn vẫn không tin cô đang xuất hiện trước mặt hắn. Còn không muốn hủy hôn ước với Bạch Âm một cách dễ dàng như vậy được. Dù sao con gái hai người cũng thật lòng thích con. Đường Vũ Chiết cúi đầu tránh đi gương mặt điển trai, đang hết sức xấu hổ qua lời nói của bản thân. Cậu dám uy hiếp chúng tôi sao? Mạc Hương cười khinh bỉ. Nếu Bạch Âm biết được sự thật này, cậu nghĩ con bé sẽ chịu bỏ qua cho người như cậu? Tần chỉ lam lên tiếng. Không thể để cho con gái bị tổn thương bởi một người đàn ông có vẻ bề ngoài đàng hoàng tuấn tú, nhưng bên trong lại như vậy. Làm ơn cho con một cơ hội để chính xác hành vi của mình. Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Âm, yêu thương cô ấy đến cuối đời. Đường vũ chết giọng nói đầy run rẩy, xen chút lợn bất an cổ họng không hiểu sao lại khó phát ra âm thanh như thể đang bị một bàn tay của ai đó bóp nghẹt đầu óc thì hoàn toàn không để tâm vào cuộc đối thoại trước mắt mà nghĩ về bạch âm phải làm sao mới tốt cho cả hai bên đường vũ chết không muốn tổn thương cô nhưng ngay từ đầu đã làm một mớ hỗn độn không rõ ràng khiến đầu óc nhức nhối đường vũ chết phải nhanh tìm bạch âm để giải thích mọi chuyện cậu xin cô tha thứ lỗi cho mình hy vọng có thể cùng người con gái ấy bắt đầu lại cậu chỉ có lựa chọn duy nhất một là tránh xa bạch âm nếu không thì đừng trách phận làm cha như tôi xuống tay mà trừng trị nam nhân họ đường. Mà Khương nhất quyết không để cho đường vũ chiết chuộc tội. Con gái tôi thích cậu chỉ là cơm cản nắng đầu đời của thiếu nữ 17. Qua rồi sẽ không mặn nồng như mới chớm nở nữa. Tình yêu thật sự mà nói phải tích tụ nhiều năm. Ý Tần Chỉ Lam muốn nhắc nhở đường vũ chiết không hề mờ ảo. Trần Bách Ngôn mới chính là người đàn ông mà Bạch Âm cần cả cuộc đời trong tương lai. Giác quan thứ sáu của Mạc Phu Nhân trần đoán gần như đúng. Tần Chỉ Lam cảm thấy Bạch Âm đang cố lòng thử kiên nhẫn, chịu đựng của Trần Bách Ngôn. Bởi lẽ trong quá khứ, hắn đã làm chuyện không tốt với cô, nên bây giờ mới hứng chịu sự xa lánh người mình yêu. Nhưng nếu nó không quá đáng, không gây tổn thương tinh thần, thể xác thì sẽ không sao. Trần Bách Ngôn cũng đã vất vả tìm kiếm Bạch Âm. May mắn cho hắn là cô đã không rời bỏ hắn khoảng thời gian tính bằng năm. Chỉ 9 tháng, không dài cũng không ngắn, nhiều đó quá đủ để hành hạ hắn. Ngày đêm mong nhớ cô đến mức kiệt quệ. Vì cô mà đánh mất chính mình Vì cô mà nguyện đem sức khỏe ra đùa giỡn với thần chết Cảm nắng Ý này con không hiểu Đường vũ chiết nhìn mạc phu nhân Muốn tôi chứng minh không Chứng minh cậu chỉ là con người mà con bé thích tạm thời Chứng minh cuộc hôn ước kia chỉ là cho chơi Tần chỉ lam lại có bộ dáng đáng sợ Khiến cho người ta phải cảnh giác Mạc Hương giao chuyện hôm nay Sẽ tìm thời điểm tốt Để tự mình nói ra bí mật bấy lâu nay che giấu Sớm muộn gì cũng nên thú nhận tất cả bạch âm từ lâu đã xem tần chị lam làm mẹ mình điều này ông không cần quá lo lắng còn bà Mạc khương đã sẵn sàng chịu hình phạt ninh khiết lam trên thiên đường chắc hẳn cũng mong muốn bạch âm tìm được gia đình sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau Mạc khương sẽ yêu thương ninh tuyết như con gái ruột vậy mạc thiệu khiêm anh trai bạch âm thay ninh khiết lam bảo vệ che chở cho cô con gái duy nhất của bà không còn không muốn từ bỏ cô ấy đường vụ chiết lắc đầu liên tục cái gì mà của hôn ước chỉ là trò chơi quên mất một chuyện quan trọng. Bạch Âm hiện giờ không như người trưởng thành, nên mỗi quyết định mà cô đưa ra không hề đúng đắn. Vậy tại sao không ai ngăn cản và khuyên bảo cô ấy? Không lẽ là vì... Cậu có quyền chơi đùa con gái tôi, còn chúng tôi thì không thể à? Tần chỉ lam khoanh tay trước ngực cười mỉa mai. Không tốn lời với cậu ta, mọi chuyện kết thúc tại đây. Mà Hưng nói xong quay người bỏ đi. Được vũ chết quỷ gối xuống sàn, nét mặt vô cùng buồn rầu. Cứ tưởng mọi thứ sẽ xuân sẻ qua hết không ngờ rằng vẫn là ông tiến trước một bước, thầu tóm từ đầu đến cuối. Ban đêm tiết trời xe lạnh, Bạch Âm ăn mặc đơn giản không áo lông. Cô vẫn đứng đó chờ Trần Bách Ngôn phản ứng. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt gần như là tuyệt vọng. Trần Bách Ngôn nhắm mắt, rồi lại mở không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn xác nhận có thật là Bạch Âm không? Hiện tại tâm trí hắn không chút tỉnh táo, nên sợ nhận nhầm người rồi lại tự hành hạ bản thân. Bạch Âm gần như kiên nhẫn chờ đợi Trần Bách Ngôn bình tâm. Cô thừa biết hắn là rất sợ hãi bản thân cô sẽ biến mất nếu hắn chuyển đi tầm nhìn. Thời tiết lạnh thật đây, vậy mà vẫn có người thờ ơ mặc kệ tôi đứng nhỉ. Bạch âm mở lời, giọng nói ngọt ngào xen mùi rỗi hờn. Trần Bạch Ngôn không nghe lầm đâu, chính miệng người con gái xinh đẹp phía trước đang trách móc hắn không quan tâm cô chu đáo. Trần Bạch Ngôn toàn thân run rẩy không hiểu lý do. Lạnh lắm đấy, Bạch âm bĩu môi, thấy hắn vẫn không xuống xe. Ây da, thất vọng thật mà, Cô giả vờ thở dài xoay lưng nhấc chân. "Đừng đi, em đừng đi." Trần Bạch Ngôn rút cuộc cũng thức tỉnh khỏi mộng, hắn lập tức mở cửa xe bước nhanh tới ôm lấy Bạch Âm từ phía sau. "Buông ra." "Không buông, nếu buông tay em sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác mất." "Anh yêu tôi, yêu lắm sao?" Cô thấp giọng hỏi. "Đương nhiên, anh yêu em, yêu rất nhiều." Trần Bạch Ngôn càng lúc càng siết tay, hắn hít thở mùi hương nhẹ nhẹ bám trên cơ thể của Bạch Âm, nó khiến cho Trần Bạch Ngôn say đắm. Chỉ hít thì hơi đáng tiếc. Hắn muốn hơn, muốn đem cô hòa nhập vào nhau. Trần Bách Ngôn không đủ can đảm yêu cầu cô làm chuyện ấy. Bạch âm cảm nhận rất rõ hơi thở gấp gáp của hắn. Cô bất chợt do sự, bản thân cô cũng mong muốn trải nghiệm cái cảm giác đó. Bỗng nhiên, Trần Bách Ngôn buông tay. Điều này làm cho Bạch âm hụt thận không ít. Tại sao? Tại sao hắn lại không ôm cô nữa? Tại sao cô phải đặt ra câu hỏi ngứa ngẩn thế kia? Thật sự điên rồ rồi. Nhưng nếu kết thúc tại đây như vậy thì có hơi nhạt. Muốn anh hôn không? Trần Bách Ngôn tư tư chậm rãi nói. Anh... Bạch âm cứng họng. Nói chống tim đen mình. Hay là em muốn làm chuyện khác để xoa dịu cái lạnh ở trên thân thể em? Hắn quả nhiên không biết ngược. Anh có dám chịu tôi nữa ư? Tôi liền... Cô ngại đỏ mặt quay người đối diện với Trần Bách Ngôn. Bà em thật sự rất đáng sợ. Anh không dám. Nhưng nếu em không thích thì anh cũng không cưỡng ép. Nhiệt độ bây giờ đang giảm. Em mau vào nhà tránh bị bệnh. Hắn nghiêm túc nói. Tôi bảo không thích lúc nào. Bạch âm tức giận. Một giây sau. Quản đã. Thôi chết. Em không lén đi mách ba là anh ức hiếp em chứ. Trần Bách Ngôn bật cười thành tiếng. Bạch âm. Tại trung cư Serain. Vẫn chưa tìm thấy tiểu quân sao? niên Ngọc Linh gương mặt thiếu sắc vì lo lắng hoảng sợ cho tình hình của con trai Bạch âm. Thằng bé đã mất tích khoảng 10 tiếng rồi. Nếu qua 24 giờ không tìm thấy tiểu quân thì cô phải đi báo cảnh sát nhờ họ giúp đỡ. Bạch âm không có ở đây nên Ngọc Linh phải thay thế cô chăm sóc cho kiểu Tuân chu đáo. Vậy mà, bản thân mình vô dụng không thể, nên Ngọc Linh cảm thấy có lỗi với Bạch Âm. Nếu Tiểu Quân không may gặp chuyện xấu bên ngoài thì cả đời cô sẽ không được Bạch Âm tha thứ. Nên Ngọc Linh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn đưa tay che mặt. Nước mắt cứ rơi, cố gắng không phát ra tiếng nước. Cô còn có sức khỏe để khóc lóc sao? Mấy giọt nước mắt trong suốt đó giúp giải quyết được vấn đề hả? Nếu cô thấy đúng thì hãy khóc cho đến chết vũ hàn chứng kiến bộ dáng mềm yếu này của niên ngọc linh tức giận không kiềm chế được quát lớn nếu cô thấy đúng thì hạng khóc cho đến chết câu nói lạnh lẽ kia liên tục lập đi lập lại trong đầu của niên ngọc linh bất chợt nó khiến cô ngừng khóc ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào ánh mắt hung dữ của vũ hàn niên ngọc linh cắn răng thân thể run lên ngay cả muốn khóc cũng không cho cô khóc vũ hàn không hề né tránh niên ngọc linh ngược lại còn đe dọa cô bằng biểu cảm khó coi thể hiện qua gương mặt nên ngọc linh từ trước tới giờ luôn ngưỡng mộ vũ hàn việc gì cũng dựa vào bản lĩnh cậu ta để xử lý ổn thỏa cứ như thế cô dần trở thành đánh mất khả năng tồn tại của chính mình được tôi sẽ tự đi tìm tiểu quân nên ngọc linh đứng dậy nói vô năng như cô thì tìm được gì ngay cả việc trông coi thằng bé mà cô cũng làm không xong giống như lần trước cô vì mải mê ăn diện bản thân mà bỏ quên tiểu quân tại trường học hôm đó trời mưa to Niên Ngọc Linh phụ trách việc đưa đón thằng bé đi học hàng ngày. Đợi chờ không thấy Niên Ngọc Linh tới thì tiểu quân liền đi bộ hai chân. Vì thời tiết xấu mà thằng bé suýt chút nữa thì bị đụng xe. Cũng may là Vũ Hàn Anh xuất hiện kịp thời. Tiểu quân tuổi còn nhỏ nhưng cũng không gọi là lớn. Để một thằng bé lang thang trên đường như thế là nguy hiểm. Đứa trẻ ngây thơ non dại thì làm sao có khả năng bảo vệ mình tránh khỏi rủi ro được. Tiểu Bạch Âm, tinh thần của tiểu quân không hề xuống dốc mà rất kiên cường. Thằng bé an ủi tâm hồn nhỏ rằng mẹ chỉ là đang du lịch đâu đó thôi. Không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ trở về. Ăn diện cái gì? Cậu nói tôi ăn diện cái gì? Cậu đã từng nghe tôi giải thích chưa hả Vũ Hàn? Nên Ngọc Linh không muốn nhắc lại chuyện trước, cũng không thích nêu nguyên nhân vì sao mình không đến đón tiểu quân. Bởi cô nghĩ người nóng tính như Vũ Hàn sẽ không chấp nhận lời biện minh. Oan ức, nghe cô giải thích bao giờ? Anh cười khinh. Tại sao tôi gọi cậu không nghe máy? Tại sao lúc đó tôi gọi 69 cuộc mà cậu không nghe? Tại sao? Nghiên Ngọc Linh chất vấn. Vũ Hàn không trả lời. Bầu không khí im lặng. Cả hai đều không mở miệng. Qua một lúc. Hai đứa bị làm sao vậy? Sao cứ suốt ngày tranh cãi đúng sai với nhau thế kia? Tiểu quân đã về nhà chưa? Có tìm được thằng bé hay không? Dì An đứng trên bậc thang. Giọng nói vô cùng buồn bã. Nên Ngọc Linh lắc đầu. Dì yên tâm nhé. Con nhất định sẽ tìm thấy tiểu quân. Sức khỏe dì không tốt nên vào phòng nghỉ ngơi. Cô nói rồi quay người đi nhanh khỏi. Vũ Hàn, dì thấy con hơi quá đáng. Bóng dáng điên Ngọc Linh khuất dần sau cánh cửa, dì An lắc đầu thở dài. Ngoài đường đêm, trước tiệm kem, có một đám trẻ con của bốn thành viên đang tụ tập ức hiếp bạn cùng lớp. Người đi đường xung quanh chẳng ai thèm quan tâm tụi nhỏ đang làm gì. Bọn họ cứ từng chỉ là chơi đùa với nhau. Tiểu quân gương mặt bị chảy sức nhiều chỗ, cặp mắt đỏ ngầu như muốn xé xác tụi bạn kia. Trên lớp bọn họ không ngừng rủ nhau bày trò chơi khăm tiểu quân. Hết lần này tới lần khác, thằng bé đều nhịn chúng. Nhưng sáng nay, trong lúc thằng bé đang ngồi vẽ hình mẹ bạch âm thì bị một tên tạt nước tiểu lên người. Nhóc không tính toán chuyện nó làm bẩn quần áo mình, cũng không mách cô giáo trị tội, cứ lơ cho qua. Mục đích là muốn cho tiểu quân chủ động đánh mình nên tên nhóc đó đã giật lấy bức vẽ bạch âm và xé thành tương mảnh. Điều này đã kích động mạnh tới tiểu quân. Kết quả cuối cùng cũng như ý nguyện ban đầu của thằng nhóc kia, tiểu quân đánh bạn. Bị cô giáo trách phạt nặng, phụ huynh con bị đánh lên trường viết đơn kiện. Chuyện này thằng bé vẫn chưa kể với ai cả. Này, Bạch Dương Quân, mày thật sự không có ba mẹ đúng không? Chưa sao nữa, hồi sáng cô giáo gọi cho mẹ nó nhưng không có tín hiệu đấy. Đáng lẽ, mày phải được đưa vào trại trẻ mồ côi cơ. Lêu lêu lêu, đồ không có ba mẹ. Tiểu quân hung hăng xông tới đẩy ngã đứa bậm nhất ở trong đám. Thằng bé ngồi lên người đưa tay bóp cổ nhóc con. Mày còn nói nữa, tao liền cho mày tắc thở. Mấy đứa còn lại nghe thế không thể không hoảng sợ. Định giết người chỗ này sao hả nhóc con? Một giọng nói mang hương vị đùa giỡn, phát lên, vang sau lưng của tiểu quân. Thằng bé nhanh chóng dừng động tác quay người nhìn thử là ai. Hắc phong tay cầm điếu thuốc hút, đã tàn và vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh. Mái tóc bạch kim là điểm nhấn nổi bật nhất của anh. Đây không phải là thằng bé học kế lớp pha lê hay sao? Hắc phong vẫy tay ý gọi tiểu quân đến đây. Thấy anh có vẻ thân thiện Nên nhóc liền nhanh chóng chạy tới Anh mỉm cười soi đầu thằng bé Rồi nhìn tụi nhỏ thích ức hiếp bạn kia Bằng ánh mắt đáng sợ Xin lỗi nhanh Hạc Phong yêu cầu Không, tại sao em phải xin lỗi nó Em mới là người bị đánh cơ Tên nhóc mập khóc lóc Nhưng nhóc là người gây chuyện trước Anh nghiêm túc nói Em có mẹ, em không xin lỗi nó đâu Vậy sao, mẹ em chết thì em sẽ chịu xin lỗi bạn Anh nhóc mập thịt phát run Được rồi, máu xin lỗi bạn nhanh. Hắc Phong thiếu kiên nhẫn. Anh cũng ngầm đoán thằng nhóc này chắc hẳn không dễ dàng mở lời. Em không. Ồ, thật à? Dạ. Tại biệt thự mặc ra. Bạch Âm, anh có chuyện muốn nói với em. Đường Vũ Chiết không biết xuất hiện từ lúc nào, kéo lấy cánh tay cô với lên mặt căng thẳng. Trần Bạch Ngô nhìn người đàn ông được xem là chồng sắp cưới của mình, tâm tình bỗng nhiên xuống dốc không ít. Bạch Âm quên mất Đường Vũ Chiết vẫn chưa rời khỏi đây. Có chuyện muốn nói sao? Thật trùng hợp, bản thân Bạch Âm cũng có chuyện muốn nói. Trần Bạch Ngôn cảm thấy hắn sắp trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của cô. Không đúng, sao hắn phải chấp nhận mình là hạng người đó nhưng lại càng không có quyền khẳng định Bạch Âm là người phụ nữ của riêng hắn. Hai người nói chuyện thoải mái, tôi xin phép đi." Trần Bạch Ngôn nói. "Anh rốt cuộc có quan hệ gì với Bạch Âm từ trước?" Chưa kịp nhắc chân thì Đường Vũ triện đã đặt câu hỏi cho hắn. "Quan hệ đối tác." "Phải, ban đầu hắn và cô không phải là quan hệ đối tác sao?" Cô là người mẫu đã ký kết hợp đồng quảng cáo sản phẩm bên tập đoàn J-US của hắn. Nếu vậy thì khuyên anh đừng làm gì quá mức. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, không nên gần gũi với đàn ông khác. Đường Vũ Chiết nói lời này là có ý gì đây? Trần Bách Ngôn cười thầm. Là vợ sắp cưới của anh, tự mình tiếp cận tôi, đúng không? Hắn nhìn sang Bạch Âm. Đúng vậy, ấy thế mà cô trả lời. Trần Bách Ngôn chuyển mắt quan sát sắc mặt khó coi của đường Vũ Chiết. Trong lòng không hiểu sao vui mừng chiến thắng. Anh chết, chúng ta hủy hôn ước đi. Cô hít thở thật sâu quyết định nói. Vài giây sau. Bạch âm, em có biết là mình đang nói gì không? Ngay cả em cũng không chịu. Khoan, cô ấy vẫn chưa biết chuyện kia. Đường vũ chết không nói hết câu còn lại. Điều này khiến Trần Bách ngôn nghi hoặc. Ngay cả em, cũng không chịu. Câu đó của anh có nghĩa là gì đây? Hắn nhíu mày. Tại biệt thự Gia Khánh. Đây, đây là ai? Đây là con ai thế? dung tĩnh ánh mắt vô cùng ngạc nhiên tiểu quân gương mặt không biểu cảm cứ ngừng đầu nhìn bà thằng bé rõ ràng biết địa chỉ nhưng lại không muốn về nhà tiểu quân quyết định rồi nhóc sẽ tự mình tìm mẹ bạch âm hắc phong xoa đầu thằng bé anh không quên quan sát nét mặt của dung tĩnh từ đầu giây phút tới giờ bà không thể ngưng cái suy nghĩ vớ vẩn đang bùng cháy trong đầu thằng bé này sao lại giống y trang thằng ngôn nhà này quá vậy cứ như là một phiên bản mini dung tĩnh nhìn không sai đâu Cháu chào bà Đột nhiên tiểu quân lễ phép cuối người mở lời Thằng bé chớp chớp đôi mắt có vẻ buồn rầu Từ trên tầng cao Phà Lê mặc chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khôi vẫy tay vui vẻ hướng tiểu quân Cô nhóc ra dấu hiệu ngụ ý Bảo Bạch Dương Quân nhanh chóng chạy lên đây Trần Nhật Minh đúng lúc mở cửa phòng rụi mắt Anh vì khát nước Nên đành lười biếng xuống giường Phà Lê thấy thế liền lập tức kéo nắm tay của Trần Nhật Minh Đêm đã khuya rồi Mà anh hai còn chưa về biệt thự Không biết sau khi thức dậy lý trí lại không biết đi đâu để tìm người phụ nữ tên Asika kia. Cậu bà soái ca, cậu nhìn bạn trai cái thử xem, có phải khá sống với ba ngôn của con không? Và Lê chu mọ đáng yêu hỏi. Giống cái gì chứ không biết, thằng bé rõ ràng rất giống mà. Trần Nhật Minh ngáp ngủ bất đắc dĩ trả lời qua loa. Ba giây sau, khoản đã. Trời ơi, thằng nhóc này chui ra từ đâu đây? Đừng nói với mình là con rơi của anh hai đấy nhá. Không thể có trường hợp đó nha, bà còn không phải là hạng đàn ông thích gieo hạt giống bậy bạ bên ngoài được trần nhật minh quả thật tình luôn cả ngủ anh tập trung nhìn rõ nhan sắc tiểu hoàng tử đang đứng dưới sảnh kia thật sự quả có nét tương đồng anh có ảnh của trần bách ngôn khi còn nhỏ nếu đem ra soi từng chi tiết thì chắc chắn sẽ không nhầm trần nhật minh không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh mình nhưng nếu đứa trẻ này thật sự có liên quan đến máu thịt của trần gia thì anh phải ra tay để điều tra trần nhật minh đưa móng tay lên cắn trầm tư suy nghĩ vấn đề phà lê muốn có anh trai để đánh lộn còn bé mếu máu sắp trào nước mắt không được rồi phải trực tiếp giám định adn trần nhật minh dự cảm nếu kết quả như anh đang thẩm đoán thì coi như anh hai chắc chắn bị bà nội phanh thay từng mảnh bà sẽ không để yên chuyện mà anh dám qua lại với phụ nữ không đàng hoàng đâu nha. giám định adn là sao ạ à? phà lê tò mò hỏi là phân tích so sánh những đoạn adn tách chiết từ tế bào của cơ thể gồm máu chân tóc mô hiểu không trần nhật minh nhếch mày dạ không hiểu con bé lắc đầu nói chung con chỉ cần biết khi chúng ta đem đứa bé trai dưới sảnh kia đi giám định adn thì sẽ biết thằng nhóc đó có phải là con ruột của ba con không đấy dê dê con sắp có anh trai để chơi cùng nhau rồi chưa chắc nhưng mà thật sự quá giống anh hay trần nhật minh vỏ tóc về phía dung tĩnh bà không thể chuyển mắt khỏi tiểu quân trần bách ngôn do một tay bà nuôi dưỡng từ nhỏ đương nhiên làm sao không ghi nhớ gương mặt còn bé của hắn không lẽ trần bách ngôn lén bà sinh con với người phụ nữ khác nào ở bên ngoài đây không phải là tính cách của hắn dùng tĩnh không tin cháu trai trưởng thành của mình dám to gan làm chuyện đó sau lưng bà nếu thật dùng tĩnh bà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ở cháu tên cháu là gì nào bà mỉm cười hiền hậu bạch dương quân thưa bà thằng bé ngoan ngoãn đáp lại Cháu có thể cho bà biết gia đình mình gồm những ai không? Dùng tính không ngại mà tiếp tục đặt câu hỏi. Lát nữa bà sẽ cử người điều tra mọi thông tin của Bạch Dương Quân. Nếu không vì ngoại hình quá giống với bách Ngôn, thì ta đã không nghi ngờ thân phận của cháu. Cháu chỉ có duy nhất là mẹ Bạch Âm. Mẹ Bạch Âm? Thằng bé theo họ mẹ sao? Dùng tính có chút thương xót. Ba cháu, bà hơi so dự. Không tồn tại. Bạch Dương Quân nghiến răng. Dùng tính hơi cứng đầu. Thằng bé có vẻ rất hận ba mình. Hoàn cảnh cũng không khác gì pha lê. Con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ. Điều tra nhiều năm như vậy nhưng không rõ thông tin người phụ nữ bí ẩn đó. Lần đầu tiên gặp pha lê là vào đêm Giáng sinh. Lúc ấy con bé vừa mới chào đời liền bị vứt bỏ trước cổng của Trần Gia. May mắn quần áo lông đầy đủ để tránh bị cảm lạnh. Chiếc nồi pha lê nằm năm xưa và bức thư dung tĩnh bà vẫn còn giữ lại. Nội dung lá thư chỉ ngắn gọn, viết vài chữ đơn giản. Đây là sự sắp xếp của tôi Mẹ đứa bé không có lỗi Đơn giản nhưng ý nghĩa không hề đơn giản Vậy là mẹ ruột pha lê không hề biết chuyện Là ai đã nhận tâm chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng Cũng vì đó mà dung tĩnh không truy cứu Trần Bách Ngôn cũng đã thừa nhận trước mặt bà rằng Hắn có từng ngủ với một người phụ nữ Trong trường hợp bản thân không may bị hạ dược Kết hợp giữa lời thú nhận thật lòng Và sự xuất hiện đặc biệt của pha lê Dung tĩnh lập tức giám định ADN Kết quả đúng như bà nghĩ Quan hệ cha con ruột Bà sao trách móc được hắn Đành cho qua. Mọi chuyện Dung Tĩnh cảm giác hình như có kẻ đứng sau điều khiển lập trình. Dung Tĩnh linh cảm cho hay, người mà Trần Bách ngôn lên giường 100% chính xác là mẹ ruột của Trần Pha Lê. Suy đoán qua bức thư, bà đưa ra kết luận cuối cùng. Mẹ đẻ Pha Lê vẫn còn sống. Nhưng tại sao lại không đi tìm kiếm đứa con gái mất tích của mình? Là vì nguyên nhân gì? Bà rất muốn gặp mẹ ruột Pha Lê để hỏi đầu đuôi mọi chuyện dùng tính bà không hề biết Trần Bách Ngôn từ lâu đã tra được người phụ nữ bản thân bà luôn muốn gặp. Vì hắn cũng không nhận ra điều mà bà suy luận là chắc chắn. Màu gọi thằng Ngôn về đây, ta phải trực tiếp tra hỏi. Dùng tính không thể chân chờ được nữa. Càng nhìn kỹ lại càng thấy giống. Bà, đây là nhà của người đàn ông mặc vest đen trong khung hình treo ở đằng kia sao ạ? À? Tiểu quân thấp giọng. Phải, khắc phong thay dung tĩnh nói. Bà hướng nhìn gương mặt sắc bén của Trần Bách Ngôn không một nét cười, một tay hàn bế pha lê ngồi ghế hoàng tộc màu đỏ sang trọng là lão phu nhân dung tĩnh còn đứng bên cạnh là trần nhật minh bộ dạng cố gắng nghiêm túc vest đen ý bảo trần bách ngôn trần nhật minh mặc vest xám màu cháu quen thằng đó à dung tĩnh hỏi là người đàn ông đã cắn mẹ cháu tiểu quân không quên chuyện cũ cháu nói cái gì bà trận mắt kinh ngạc cháu không nói dối rõ ràng người đàn ông đó ức kiếp mẹ cháu thằng bé tỏ thái độ căm thù công khai Mẹ, mẹ cháu, có thể cho bà nhìn nhan sắc không? Dùng tính kiểm nén giận dữ. Đứa nhỏ ngây thơ như thế này, ta sao thể không tin được? Mẹ cháu rất đẹp, thế thôi ạ. À? Tại mạc ra, Trần Bách Ngôn bất chợt thấy lạnh người, không rõ là vì thời điểm ban đêm hạ nhiệt hay nguyên nhân nào khác. Hắn nhìn đồng hồ, chắc hẳn bây giờ bà nội không còn thức chờ nữa. Quay lại vấn đề, đường vũ chết suốt cuộc đang che giấu bạch âm chuyện gì? Trần Bách Ngôn quan sát ánh mắt của đường vũ chiết, Thừa biết người đàn ông này lại lo ngại bí mật bị bại lộ. Anh còn không định đi. Đường Vũ chết khó chịu. Sợ hãi gì chứ? Không qua mắt được tôi đâu. Trần Bách Ngôn cười dễ cợt. Tôi buồn ngủ rồi. Hai người mau về đi. Bạch âm ngửi mùi thuốc súng. Em tin anh chứ? Asika. Tại sao đột nhiên anh ấy lại hỏi như vậy? Cô suy nghĩ một lát rồi lại gật đầu nhẹ. Anh thấy rồi đấy. Vấn đề tôi muốn đề cập anh cũng ngầm hiểu. Trần Bách Ngôn vuốt tóc. Nói chuyện riêng với tôi. Đường vũ chết trở nên căng thẳng vô cùng thậm chí còn đồ mồ hôi chán không có chuyện kịp nói hết một câu thì tiếng nhạc điện thoại vang lên hắn đành tạm ngưng cuộc đối thoại tránh mặt chỗ khác để nhận máy vẫn chưa ngủ chết tới nơi rồi anh hai lập tức trở về biệt thự cho em nhanh bà nội nổi điên sắp đốt cháy nhà rồi đó anh trần bách ngôn giật mi mắt ở nhà có họa gì sao bà nội không phải đột nhiên lại tức giận như lời em kể trần bách ngôn đưa tay xoa xoa mi mắt phải đấy, là họa của anh gây ra. Đầu dây bên kia, Trần Nhật Minh giọng nói có vẻ khẩn trương. Anh từ trước tới giờ làm việc gì cũng rất cẩn thận, tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Bà nội hiểu rõ tính anh, phải chi em nhàn rỗi rồi cho hãm hại anh. Hiếm khi dùng tính tức giận, Trần Bách Ngôn không thể suy đoán ra suốt cuộc bản thân hắn đã phạm sai chuyện gì. Ánh mắt bạch âm vẫn quan sát hắn không rời một giây. Bởi cô biết, trong lòng đang mong chờ chuyện khó mở lời, từ giây phút này không hiểu sao, Bạch Âm lại cảm thấy đường vũ chết trở nên phiền phức hẳn đi. Nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông họ đường kia, thì không gian riêng tư của cô và hắn được kéo dài một chút. Ngược lại, đường vũ chết nét mặt không vơi đi sự bất an. Nó càng lúc càng dâng cao, khiến đáy lòng vô cùng bất dứt Gia đình Bạch Âm đã biết hết nguồn gốc bí mật. Chỉ riêng cô là không hề hay biết, chính mình đã bị đường vũ chết lừa dối. Chắc chắn Mạc Khương sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta. Nhưng bản thân gây tội lỗi, thật khó khăn để đi cầu xin sự tha thứ từ Bạch Âm. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn biến theo ý muốn, thật không ngờ tới, mà Khương vẫn lợi hại và biết xử lý mọi tình huống. Anh, em thật tình không cười nổi đấy anh hay, là gan em không lớn như anh nghĩ đâu, chuyện cá nhân của anh mình, em vốn không quan tâm. Tình hình bây giờ như thế nào rồi? Trần Bách Ngôn chỉ lỡ miệng nói như vậy, không ngờ Trần Nhật Minh lại phản ứng mạnh mẽ. Anh tự về mà xem, cái thằng chưa kịp dứt câu mắng trời thì người em trai yêu dấu của hắn đã dập máy ngang đồ đà ma cũng biết lựa giờ đấy trần bách ngôn nhăn mày hắn hít thở thật sâu quay lưng nhìn bạch âm nở nụ cười ấm áp vài giây ngắn sau đó không nói thêm lời tạm biệt hay chúc ngủ ngon mà bước chân nhanh về phía xe hơi cô chỉ biết đứng thẫn thờ chờ trần bách ngôn cùng chiếc bốn bánh biến mất khỏi màn đêm xe lạnh bạch âm thất vọng tự đặt câu hỏi liệu hắn có lại đến đây nữa không cô không dám hy vọng mong chờ điều đó vì một khi đã ước muốn Thì con người cũng nên nghĩ đến hai tử hụt thẫn Anh chết Chỗ này của em có lẽ tìm thấy người sưởi ấm rồi Bạch âm chỉ tay vào ngực Nơi trái tim đang đập nhịp đều Em thích anh ta sao Đường vũ chết nghiến răng hỏi Em thật muốn biết quá khứ của mình ra sao Em muốn nhớ lại tất cả Mặc kệ nó đau thương như thế nào Em nghĩ việc bản thân bị mất trí nhớ Đều là do ông trời không muốn em phải sống trong đau khổ Bạch âm ngẩng đầu ngắm bầu trời cô suy nghĩ kỹ rồi bằng mọi giá cô phải nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ mà chỉ có trần bách ngôn mới giúp được bạch âm tin chắc rằng người đàn ông đó chính là định mệnh của đời cô nếu không đúng vậy tại sao duy nhất hắn bạch âm vẫn không lãng quên khi mất trí nhớ đây có phải là sự sắp đặt của thượng đế em thích anh ta sao đừng vũ chiết nghiêm túc lập lại câu hỏi mau trả lời anh chính miệng em nói đi anh ta đột nhiên siết chặt lấy hai bà vai của cô ánh mắt thay đổi, như thể sắp không kiểm chế được cơn ghen tuông đang sôi sục. Anh lên cơn điên với em ư? Bạch âm đẩy mạnh đường vũ triết xa. Chúng ta rõ ràng sắp được chung dưới một mái nhà. Tại sao hắn vừa xuất hiện thì em điền lập tức thay đổi hả? Chuyện gì thế này? Mình điên rồi rồi. Đường vũ chiết ngay cả hồ thẹn cũng vứt sang một bên. Em hiện tại đang bắt đầu cuộc sống mới, một mối quan hệ mới. Anh mặc kệ trong quá khứ, em và người đàn ông đó từng như thế nào. Nhưng ngay lúc này, Người em đứng trước mặt em mới là người thực sự mang lại hạnh phúc cho em. Giọng nói của đường vũ chiết càng về sau càng lớn. Bạch âm chưa từng nhìn thấy anh ta mang bộ dạng có vẻ tức giận. Tự tin khẳng định chính bản thân sẽ đem đến tương lai màu hồng cho cô sao? Đường vũ chiết không giống với Trần Bách Ngôn. Cô không thể nhìn thấy được điểm đáng để mình đặt lòng tin vào anh ta. Hạnh phúc của Bạch âm tự cô quyết định để đánh cược. Để rồi về sau cũng sẽ không nhớ lại mà thất vọng vì sự lựa chọn đưa ra hôm nay. Đôi khi con người chúng ta không cần phải thay đổi mới cuộc sống. Nhiều lúc quá khứ nó không hẳn là cần lãng quên. Bạch âm ngưng vài giây. Vậy nên em chọn anh ấy. Đường vũ chết toàn thân cứng đơ. Vậy nên em chọn anh ấy. Đáy mắt anh ta không chớp, sự thống khổ dần được hiện lên. Tim của đường vũ chiết cứ như bị tay cô bóp nát ngay tức khắc. Cả hai chim vào yên lặng, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt. Đường vũ chiết trong nội tâm tự thương hại, tự trách móc chính mình. Ngay từ phút ban đầu anh đã không có tình ý. Nhưng về sau mới chợt nhận ra trái tim không may rung động trước người con gái tên Bạch Âm. Muốn có cơ hội để chăm sóc cô ấy chu đáo để bù đắp tội lỗi. Đáng tiếc, một lát sau. Anh xin lỗi. Muốn kể tội với em, nhưng không đủ can đảm, sợ bị em chán ghét, sợ tất cả khả năng có thể xảy ra. Em mới là người nên nói câu nói đó. Cô thở dài. Anh xin lỗi vì hành động làm mình hoảng sợ vừa rồi sao? Chuyện đó không quá nghiêm trọng để xin lỗi. Người nên xin lỗi phải là mình. Bởi vì chính cô đã yêu cầu hủy hôn ước. Không, em vốn, vốn không có lỗi. Phải, em làm gì có lỗi. Anh ta cố gắng cười nhưng không đủ sức. Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều. Đường vũ chết thật lòng. Em vẫn không hiểu tại sao anh lại xin lỗi nhiều như vậy. Chuyện em hủy hôn ước, anh mới là người chịu tổn thương. Anh không xin lỗi chuyện đó. Có một chuyện anh thiệt tình không muốn em tìm hiểu. Nếu anh không muốn thì em cũng không tra cứu thêm đâu nha. Giọng điệu cô mang chút đùa giỡn. Số điện thoại của anh, đừng xóa nhé. Bạch âm gật đầu, chủ động ôm lấy người đàn ông như một lời an ủi. Hy vọng hành động của cô có thể xoa dịu tâm tình của đường vũ chiết. Vơi đi một ít cũng tốt đẹp được phần nào. Bạch âm không nỡ làm tổn thương anh ta, nhưng cô không thể bỏ lỡ tình yêu của chính mình. Quan sát qua khung kính trong suốt, mặc hương sắc mặt vẫn như cũ. Nếu đường vũ chiết không tự mình rút lui, thì chắc chắn ông sẽ xuống tay nặng với anh ta tại biệt thự Gia Khánh. Trần Bách Ngôn mất khoảng hơn 20 phút để lái xe cẩn thận về tới nhà, vừa mới mở cửa xuống đất thì đã thấy Dung Tĩnh tay cầm thứ gì đó đang tiến dần tới phía hắn. Theo phía sau là Trần Nhật Minh nét mặt căng thẳng, thật sự có chuyện lớn rồi. Trần Bách Ngôn hiếm khi chứng kiến cái sự nghiêm túc của đứa em trai hắn lắm. Trần Nhật Minh trong lòng thầm cầu nguyện người anh bá đạo bình an qua ải. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng muốn đích thân thay bà nội tra hỏi mọi chuyện diễn ra Anh hài dám mò về thật luôn à Thật gan dạ Trần Nhật Minh không ngừng cảm thán Nội à Có chuyện gì mai hãng nói có được không Anh lau mồ hôi nhẹ giọng khuyên bảo Thằng cháu chết tiệt Dùng tĩnh quyết không nghe lời cháu ơ ờ không nội nội ơi bình tĩnh Nhìn thấy dung tĩnh hung dữ cầm roi sông tới, chuẩn bị đánh Trần Bách Ngôn. Trần Nhật Minh giật hết cả hồn, liều mạng giữ lấy bà lại. Chạy đi anh hai! cái thằng này máu bỏ ba ra không bỏ trần nhật minh lắc đầu kiên quyết nội trần bách ngôn mặt mũi trắng bệch nhà này không nuôi chó mắc mớ gì con phải chạy đi cắn người hả còn cắn cô gái đó rồi có cho tiền cô ấy đi tiêm ngừa không hàng ngôn dùng tịnh tay quật quật cái soi khoản đã nội quên anh hai tuổi gâu gâu sao chứ trần nhật minh nói chuyện gì thế này hắn thật sự không nhớ bản thân có sở thích cắn người là kẻ nào dám đồn tin bậy bạ với hắn như vậy trần bách ngôn sẽ cho người điều tra rồi nhất định trừng trị mạnh. Hắn không tiếp xúc thân mật với phụ nữ nào khác ngoài bạch âm. Nhưng chuyện của hắn và cô chẳng lẽ có người khác biết. Trần Bạch Ngôn liền nghĩ tới bọn phóng viên chuyên săn tin tức. Nhớ lại, bạch âm cũng từng là người mẫu nên không thể tránh khỏi trường hợp chuyện riêng tư của mình bị do dị. Không đúng, vẫn thấy sai chỗ nào đó. Trần Bạch Ngôn bắt đầu lập luận. Bạch âm đã không xuất hiện trong giới giải trí 9 tháng nay. Làm gì có chuyện bị phóng viên rình dập thông tin cá nhân cơ chứ? Với lại, Cô ấy là người mẫu hợp đồng của tập đoàn Zeus. Không có khả năng. Hắn lầm bẩm Nếu cắn người, mình chắc chắn chỉ cắn duy nhất bạch âm. Thằng ngôn, rốt cuộc còn đã lén lút bà quan hệ với ai ở bên ngoài. Thậm chí còn sinh con trai, còn thật sự khiến bà nội muốn cầm bom phát nổ đấy. Dùng tính tức giận tột đỉnh. Cái gì? Con trai ở đâu ra? Trần Bạch Ngôn kinh ngạc. Nội à, con không có. Hắn phủ nhận. Em không dám tin anh, nhưng mà thằng nhóc thật sự rất giống anh. Trần Nhật Minh tay không chịu buông bà nội, miệng ngứa quá mà nói, sợ khi thả bà thì anh hai sẽ thiệt nửa cái mạng không chừng. Trần Bạch ngôn đầu óc không hiểu sao phản ứng chậm. Hắn vừa nghe em trai dứt câu thì chỉ biết ngơ ngác nhìn con nai tơ. Hắn cùng Bạch Âm từng quan hệ không chỉ một lần nhưng không có kết quả gì. Uống hồ, chuyện giấu bà nội sinh con trai đảm bảo không thể. Dùng tĩnh rất thích Bạch Âm, trước kia cô còn sử dụng tên giả để thân thiết làm bạn với bà nội hắn. Nếu Trần Bạch ngôn lỡ làm ai khác mang thai không phải cô thì chắc chắn số hắn sẽ chấm dứt dưới bàn tay quyền lực của bà thằng nào dám giống anh không phải con ruột anh thì không có cửa di chuyển gen của chân bách ngôn hắn cười kiêu ngạo thằng này một giọng nói non nứt vang lên tiểu quân gương mặt lạnh lùng xuất hiện thằng bé đứng ở ngay cửa lớn vào biệt thự nhóc con hắn đứng hình vài giây chú giống tôi ở điểm nào thật vớ vẩn nhìn tôi đẹp trai hơn chú nhiều mà mọi người ở đây có bộ mù rồi Thằng bé khoanh tay trước ngực khinh thường nhìn hắn. Dùng tính Trần Nhật Minh, Trần Bách Ngôn. Thằng bé nhìn cứ thế quen quen. Trần Bách Ngôn cố gắng nhớ. Không quen sao mà được hả? Ngay cả con trai của mình còn còn muốn vứt bỏ. Lời nói của Dung Tĩnh càng khiến cho tâm hắn hoang mang. Hắn sẽ không máu lạnh đến mức như thế. Nhưng rốt cuộc thằng nhóc có đường nét khá tương đồng với hắn này. Trôi từ đâu ra vậy? Không có bằng chứng thì nội quan hãy phán tội con. Nội hiểu rõ tính cháu mình sẽ không đi tìm phụ nữ quan hệ bậy bạ." Trần Bách Ngôn nghiêm túc nói. "Được, nội muốn con và thằng bé lập tức đến bệnh viện giám định ADN." "Đúng vậy anh hai, em cũng đồng ý." "Thằng kia, ngay cả em." Hắn cứng họng. Trần Nhật Minh cảm thấy dung tĩnh đã dần dần bình tĩnh nên mới buông tay, thả làm cho tới còn đỡ hơn là bỏ lỡ. Không thể để dòng máu của Trần gia lưu lạc ở bên ngoài được. Trần Bách Ngôn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt. Bà nội và em trai không tin tưởng hắn sao chứ? trần nhật minh ngay từ nhỏ đã luôn luôn đứng về ve hắn nhưng vì tiểu quân quá sống với anh trai mình nên bản thân rất kiên quyết toán thành ý của bà hai người nhất định phải làm rõ chuyện đứa bé thì mới yên tâm đúng không trần bách ngôn bất lực đỡ chán chiều thuê anh hai thằng nhóc cứ y như là một khuôn tử anh đúc ra vậy mà em sợ rằng sau khi anh kết thúc quan hệ với cô chị dâu gì đó mà quyên ném bao cao su vào thùng rác rồi người ta dọn phòng biết anh là chủ tịch sẽ ớt nên Trần Nhật Minh gãi đầu mạnh dạn nên suy nghĩ riêng của mình. Ý miệng ngay, hắn quát. Dạ dạ em xin lỗi, anh nuốt nước bọt. Cô chị dâu mà Trần Nhật Minh nhắc không ai khác chính là Bạch Âm. Trần Bạch Ngôn thật tình muốn khen thường đầu óc thích suy diễn tưởng tượng của em trai mình đấy. Hắn sẽ không bao giờ dùng biện pháp khi cùng cô ân ái. Uống hồ gì Trần Nhật Minh còn dám nghĩ, hắn ý thức kém vứt xác lung tung. Mặc dù Trần Bạch Ngôn không thể nhớ chính xác tiểu quân là ai, nhưng thằng bé lại rất chi lưu giữ hình ảnh của hắn. Chú à, làm ơn đừng bắt chước giống tôi như vậy. Mọi người ở đây đều hiểu lầm tôi và chú là cha con ruột thịt. Hờ, chú rõ ràng lớn tuổi hơn con, ai đạo nhái ai cơ. Không có luật nào quy định người già không thể phẫu thuật thẩm mỹ theo dung nhan của người khác. Tiểu quân liếc hắn. Còn Trần Bách Ngôn tức tím mặt. Nội à, có khi bác sĩ sẽ từ chối việc kiểm tra mẫu ADN không chừng. Trần Nhật Minh kéo dung tĩnh thì thầm to nhỏ bên tai. Tại sao nhỉ? Bà nhíu đầu thắc mắc. Thật vớ vẩn, các người buồn chán không việc gì làm sao? Ngay cả con trai cháu chắt của mình mà cũng không nhận ra. Kiểu vậy đây nội, hiểu ý con không? Dùng tĩnh. Biết sao được nội, đúng thế mà. Tiền hạ họ cười ha ha vào mặt người chân ra mất. Thích cười, thì nội sẽ ném tiền đô la vào mặt của bọn họ. Đúng 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 nội. Trần Nhật Minh cười. Ném tiền vào mặt con đi nội. Dùng tĩnh. Mọi người tính nói chuyện tới ngày mai luôn sao hả? Con mệt rồi, con đi ngủ trước vậy thưa nội. Trần Bách Ngôn bất lực trước việc tranh lý luận với tiểu quân. Hắn nghĩ im lặng có vẻ là biện pháp không tồi. Thằng bé này thật không dễ đối phó đâu. Nói câu nào câu đấy đều chặn họng của đối phương. Trẻ con thời này thông minh đáo để quá. Cứ thích leo lên đầu người lớn ngồi. May mắn hắn chỉ có duy nhất đứa con gái pha lê nhỏ nhắn dễ thương mà cũng không chịu nổi. Thêm một thằng tính tình trời đánh nữa, chắc hắn đi đầu thai mất. Tôi muốn ngủ với chú, cái gì? Chú điếc à? Trần Bách Ngôn cố gắng nhẫn nhịn. Còn không phải phụ nữ. Chú ngủ với mẹ tôi còn tôi thì từ chối sao? Mẹ con là ai? Hắn nghiêng đầu hất cầm. Là người chú nên biết rõ nhất. Nếu là con trai mình thì đã đấm ngay từ đầu. Anh hai à? Thằng bé chỉ muốn ngủ thôi mà. Anh không nên keo kiệt với con nít như vậy. Trần Nhật Minh thở dài. Cháu à? Cháu cứ ngủ thoải mái nhé. Bất cứ nơi nào cháu muốn. Ai dám ngăn cản cháu cứ mép bà đây. Bà bảo kê cho cháu, ok chứ. Dùng tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Trần Bạch Ngôn. Bên cạnh khác. Niên Ngọc Linh vẫn chưa tìm thấy tung tích của tiểu quân. Cô đã đến những nơi có khả năng thằng bé đi qua, dò hỏi thông tin. Nhưng cuối cùng cũng không được gì. Niên Ngọc Linh như muốn khóc thật lớn. Nước mắt trong suốt chỉ bám trên mi mắt. Thì cô đã đưa tay lau nó. Nhớ lại lời của Vũ Hàn nói. Niên Ngọc Linh cảm giác bị tổn thương. Muốn hỏi ông trời, mọi chuyện tại sao lại có thể tồi tệ tới mức này? Bạch Âm hiện giờ không biết sống chết thế nào. Tiểu Quân, em ở đâu rồi?" Niên Ngọc Linh dựa lưng vào thân cây ven đường, từ từ trượt xuống, gương mặt cô mệt mỏi mang theo cơn buồn ngủ. "Cậu thật vô dụng như lời của Vũ Hàn nói, chỉ có một đứa trẻ cũng không chăm sóc được." Niên Ngọc Linh không ngừng tự trách bản thân. Bạch Âm là người bạn duy nhất của cô, vì vậy Niên Ngọc Linh không thể làm phụ lòng bạn mình. Nhưng khả năng cô chỉ đạt mức trung bình, bóng hình nhỏ bé lẻ loi này lọt vào tầm nhìn của Vũ Hàn anh đứng không xa cách chỗ niên ngọc linh thầm lặng quan sát biểu hiện cô rồi tâm tình phức tạp hẳn mãi một lát thấy niên ngọc linh vẫn ngồi không động đậy trên gốc cây anh mới lên tiếng ngọc linh cô có bị làm sao không vũ hàn hốt hoảng chạy tới gần chỗ cô chạm nhẹ lên gò má chết tiệt niên ngọc linh ngất xỉu khi nào không hay anh nóng ruột bế cô lên nhiệt độ thân thể cô có cái gì không đúng hình như là bị sốt vũ hàn sắc mặt tối sầm ngủ ngốc sao lấy được chồng không mất nhiều thời gian để đưa cô về chung cư. Dì An đã ngủ say, anh không dám gọi dì dậy lau người cho Niên Ngọc Linh. Vũ Hàn cũng không thấy ngại trong việc giúp cô thay quần áo mới. Anh suy nghĩ ngây thơ, cơ thể của Niên Ngọc Linh có làm bản năng anh trỗi dậy. Vũ Hàn pha nước ấm, anh dùng hai khăn, một cái thì lau người, còn một cái thì lau mặt. Quần áo của Niên Ngọc Linh bị anh cởi sạch hết. Tới lượt nội y thì tay anh hơi khựng lại. Da thịt cô mềm mại mà trắng nõn, vòng ngực dưới cách đánh giá của anh khá là đầy đặn. Vũ Hàn không thể điều khiển được bàn tay để nó chạm vào đó. Vừa vặn lòng bàn tay, anh cứ như bị bỏ bùa. Bạn trai cô có phải đã chạm qua chỗ này không? Ánh mắt lạnh lùng lóe liên tia khó chịu. Vũ Hàn nhanh chóng dẹp mọi suy nghĩ vốn không nên có. Anh cẩn thận giúp cô hạ nhiệt. Chiếc áo ngực cũng được tháo nút mà để sang một bên. Niên Ngọc Linh trong cơn mê man, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi khá nhiều. Mỉ mắt cô khẽ động, gương mặt điển trai lạnh lùng của Vũ Hàn mờ mờ ảo ảo. Niên Ngọc Linh cứ nhìn anh chằm chằm, Bản thân không biết đây là người thật hay ảo xác Sáng hôm sau, thằng nhóc quỷ, ai cho phép con té lên giường của chú hả? Trần Bách ngôn sắc mặt giận dữ, nắm cổ áo tiểu quân ném xuống thảm lông. Hắn nằm ngủ cứ người thấy mùi gì đó khai, kiểm tra rồi mới biết nó xuất phát từ tiểu quân. Trần Bách ngôn, mắc bệnh sạch sẽ, hắn đương nhiên sẽ không thích điều này. Chú dám, tiểu quân bỏ dậy cắn môi. Nhóc con, hắn cười nhạt. Là tôi cố tình tiểu đấy, Khen cho chú tôi không xịt nước thẳng vào mặt. Chú cứ chờ đó. Thằng bé bỏ đi vào nhà tắm. Cái gì thế này? Chỉ là một nhóc gà trống mà mình phải e sợ là sao hả? Hắn vỏ tóc. Tiếng điện thoại bỗng nhiên đổi chuông, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Trần Bách Ngôn nhân mày cầm máy không định nghe. Tâm tình sáng sớm không tốt nên hắn rất khó chịu. Trần Bách Ngôn tắt máy, dãy số đó vẫn cứ gọi lại. Hắn vốn không quan tâm mà chuẩn bị đưa dãy số vào danh sách chặn thì tin nhắn gửi qua kịp thời hắn quyết định mở ra xem thử. Tôi là Bạch Âm, không biết tối 7 giờ anh có thời gian không? Tôi muốn hẹn anh một bữa cơm tại nhà hàng e, e. Willy. Là cô ấy gọi. Trần Bạch Ngôn lập tức thay đổi biểu cảm, nhanh chóng gọi lại. Xin lỗi, vừa rồi anh thật sự không biết đây là số của em. Không sao, bình thường tôi cũng không hay nghe máy khi số lạ gọi tới. Đúng là giọng của Bạch Âm. Em làm sao có được số điện thoại của anh? Là ba tôi cha. Thế à? Vậy tôi anh qua đón em. Anh có con rồi sao? Tôi vừa mới biết từ ba. Ông ấy nói anh hiện tại chưa kết hôn, nhưng đang nuôi một đứa bé gái tên là Pha Lê. Phải, anh có con. Trùng hợp, em chính là mẹ ruột của Pha Lê. Trần Bách Ngôn vừa nói, tay vừa kéo cái tủ đầu giường. Hắn lấy ra một tờ giấy kết quả giám định ADN giữa Pha Lê và Bạch Âm. Từ khoảnh khắc cô say rượu quậy phá ở quán bar, rồi cùng hắn ân ái ngay chính tại biệt thự Gia Khánh. Lúc đó, hắn tỉnh cờ phát hiện ra hình xăm bên mạn sườn trái của cô, khớp với cô gái năm xưa mà hắn từng quan hệ. để muốn chắc chắn hơn thám tử bên hắn, cũng tra ra được địa điểm khách sạn là Kim Đế, số phòng 109. Quả thật, người đó là Bạch Âm. Mẹ của con bé, anh không có thông tin à? Em muốn nhớ lại quá khứ của mình vào 5 năm trước không? Trần Bách Ngôn nghiêm túc nói. Vì sao anh hỏi thế? Bởi vì nó liên quan đến mẹ ruột của con gái anh. Anh không đùa tôi đúng chứ? Quá khứ của tôi thật sự có liên quan tới mẹ pha lê sao? Em sẽ rất kinh ngạc khi biết được sự thật. Trần Bách Ngôn suy nghĩ, Mạc Khương đang bắt đầu khui mở mọi chuyện. Hắn đương nhiên mong muốn tất cả kết thúc tốt đẹp trọn vẹn. Em ngại việc anh có con sao? À không, tôi rất thích trẻ con mà. Mẹ ruột của con anh dung mạo như thế nào vậy? Tại sao cô ấy lại không ở bên cạnh anh ngay lúc này? Giọng bạch âm nghe có vẻ trầm hẳn đi so với ban đầu cô suy nghĩ rất kỹ nên mới quyết định hỏi tới vấn đề riêng tư của trần bách ngôn hắn có quyền từ chối trả lời nhưng bạch âm ngược lại khá mong chờ hắn hồi đáp cô ấy trần bách ngôn cười nhẹ thật sự rất xinh đẹp đầu dây bên kia bỗng chìm vào im lặng em cô đang còn nghe máy không hắn không hiểu bản thân mình nói sai cái gì quả thật cô rất đẹp cơ mà thế à không vui trần bách ngôn nhíu mày nếu lỡ lỡ mày cô ấy trở về tìm cha con anh, thì anh sẽ sống hạnh phúc với cô ấy sao? Hai người cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới đúng chứ? Cô không muốn mình biến thành kẻ thứ ba chen ngang phá hoại tình cảm của hai người họ. Nhưng tại sao, tại sao cô cảm thấy ghen tị với người phụ nữ đó? Rõ ràng điều đấy là sai trái với đạo lý. Trước khi bạch âm gặp biến cố, không phải trần bách ngôn và cô đã từng thân thiết với nhau chăng? Ngay cả ông trời còn ủng hộ việc cô và hắn trở thành một đôi bạch âm bị mất trí nhớ chỉ riêng ký ức thuộc về hắn là cô không thể nào quên thậm chí chuyện hắn có con gái cô vẫn còn nhớ mang máng nếu là người phụ nữ khác thì anh sẽ không còn nếu người ấy là chính em thì anh sẽ màn hình bị tắt đúng lúc quan trọng trần bách ngôn kiến răng siết chặt cái điện thoại trong tay chết tiệt hết pin hắn không thương tiếc mà ném điện thoại về phía cánh cửa phòng tắm đúng thời điểm không báo trước tiểu quân vừa mở cửa ngay lập tức thiết bị thông minh bay thẳng vào mặt Gương mặt thằng bé trở nên ngây ngốc Lực ném của Trần Bách Ngôn không hề nhẹ Sắc thái hắn thay đổi nhanh chóng Cảm giác sợ hãi đang dần xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể Máu mũi của tiểu quân bắt đầy chảy từng giọt Thằng bé ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm vào hắn Chuyện rồi rủi, chú không hề muốn đâu Trần Bách Ngôn lắc đầu vô thức lùi chân mấy bước Tiểu quân mím môi Đừng, hắn giơ tay thành hình chữ X Thằng bé dồn nén, hít một hơi thật sâu rồi bật khóc lớn Chú xấu xa, chú ức hiếp tôi Trần Bách Ngôn. Bà ơi, chú ta đánh con chảy máu rồi. Tiểu quân miếu máu chạy nhanh ra khỏi phòng hắn. Trần Bách Ngôn không biết thằng bé thật sự khóc lóc hay là đang dở vờ nữa. Nhưng hắn cảm thấy tính mạng của mình sắp gặp nguy rồi đấy. Dùng tịnh có vẻ rất xem trọng đứa nhóc này. Mặc dù mọi chuyện cha chưa rõ ràng, Trần Bách Ngôn cũng không thể ngồi yên nhìn tình hình cứ thế mà diễn ra được. Rõ ràng thằng bé trông rất là quen. Chắc phải đã từng chạm mặt ở đâu đó. Trần Bách Ngôn nghĩ mãi mà không ra. Điều này bắt đầu khiến hắn đau đầu. Tiểu quân bỏ chạy ra tới cầu thang thì đụng ngay sung tĩnh. Thằng bé ngẩng đầu nhìn bà bằng cặp mắt ướt át hơi đỏ. Bộ dáng này của tiểu quân không khác gì bị người ta bắt nạt. Dung tĩnh trong lòng dâng lên cảm xúc không vui. Nét mặt bà vốn dĩ đang thoải mái đầy sức sống liền lập tức biến hóa xấu đi. Ôi! Còn không phải ngủ mơ thấy ác mộng chứ? Sao mới sáng sớm lại khóc như thế này hả? Dùng tĩnh khom lưng, đưa tay lau nước mắt cho tiểu quân. Khoan, Máu mũi, tại sao máu mũi? Lại lại chảy máu mũi. Trời ơi, giờ bà mới để ý đấy. Cháu, thằng bé ôm lấy bà. Ngoan, cháu ngoan mau nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra. Là ai đã khiến cháu ra nông nỗi này? Bà hứa sẽ trả thù giúp cháu được không? Dùng tĩnh so thường. Là chú ta, chú ta ngang nhiên đấm con chảy máu mũi. Bởi vì con lỡ tẻ trên giường ngủ, nên chú ta dùng bạo lực để xử lý con. Giọng tiểu quân nghẹn nghe rất chân thật. Cái gì? Chú ta nào hả con? chú ta nào dám đánh cháu ôi trời ơi tên khốn kiếp đó muốn chết với bà chắc luôn bà phẫn nộ còn ai ngoài chú ta nữa chú ta xấu xa chú ta còn đe dọa cháu nếu đi mất chuyện này thì sẽ sẽ sao con không cần phải sợ thằng nào tên nào hết có bà ở đây bà sẽ bảo kê cho con thật ư dùng tĩnh gật đầu chắc nịch tiểu quân cười chiến thắng trong lòng bên ngoài lại tiếp tục sử dụng bộ mặt ấm ức để lôi kéo bà về phe của nhóc chuyến này Trần Bách Ngôn chết chắc rồi. Hắn chắc chắn sẽ không ngờ mọi chuyện đều được thằng bé thêm mắm thêm muối chứ nhỉ. Dùng tịnh bắt đầu thấy lạ lạ. Trong biệt thự gia khánh an ninh đảm bảo chặt chẽ. Làm gì có vụ người khác to gan lẻn vào đấm bé con được ta? Tối qua, thằng bé ngủ chung với Trần Bách Ngôn cơ mà. Không lẽ dùng tịnh đỡ chán? Mình thật ngu. Ngủ quá. Là thằng ngôn đúng không? Thằng danh đó đánh cháu rất máu mũi hả? Dạ vâng. Thằng này được, được lắm ánh mắt bà tràn đầy sát khí nguy hiểm. Biệt thự mặc ra. Chị, sao lại thẫn thờ thế kia? Có chuyện gì không vui vậy chị? Bạch âm nên mặt hoang mang cực kỳ. Trong đầu cô vẫn lập đi lập lại câu nói chưa hết của Trần Bách Ngôn. Ninh Tuyết nhìn thấy chị mình như thế dường như lo lắng. Không biết Bạch âm vừa mới nói chuyện điện thoại với ai xong nữa. Trông có vẻ đối phương khiến chị cô không hài lòng hay là hụt thẫn một chút gì đó thì phải. Bạch âm siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng không để cảm xúc lấn át trên gương mặt nhưng cô không thể. Chị ổn mà em, chỉ là chỉ là rõ ràng giọng nói của Bạch Âm đang tự tô cao chính cô cơ đấy. "Chị à, nếu như em đoán không lầm thì chị đã chủ động gọi điện cho anh ta đúng chứ?" Ninh Tuyết thở dài. "Không được sao? Chị chỉ muốn hẹn anh ấy ăn một bữa cơm bình thường thôi mà." Cô gãi đầu. "Chị để tâm đến anh ta lắm sao? Sao em lại hỏi vậy? Em không có ý xấu, cũng không định kiến xấu về anh ta." Lúc trước em rất sợ mà không nói ra chuyện này Nhưng bây giờ em cảm thấy nên nói Việc chị đính hôn với đường vũ chiết em không đồng tình Ninh Tuyết nắm lấy bàn tay của Bạch Âm Chị và anh ấy đã nói chuyện rồi Sẽ không có cuộc hôn nhân nào hết trong tương lai Ban đầu anh ấy phản đối Sau về cũng đã chịu buông bỏ mối quan hệ này Anh ta dễ dàng thua cuộc thế à? Ý em Cô không hiểu ý tứ của Ninh Tuyết Em không tin đường vũ chiết đó thật sự là hiền lành như cái vẻ bề ngoài đâu Chị nên cẩn thận đề phòng anh ta thì hơn. Tốt nhất tránh xa người đàn ông đó. Bạch âm trầm mặc Trong lòng cô có chút lo lắng. Những lời ninh tuyết vừa mới nói không thể không để tâm. Muốn hiểu rõ người khác là một chuyện khó. Tâm tư sao dễ dàng nhìn thấu được mà đề phòng hay tránh né. Khoảng thời gian Bạch âm quen biết đường vũ chiết không nhiều. Cô cũng chưa từng gặp người thân của anh ta nên không tìm hiểu. Bạch âm có lòng tin đường vũ chiết là người đàn ông tốt. Nhưng Ninh Tuyết lại khuyên bảo cô phải giữ khoảng cách. Không điều gì tự nhiên em gái cô bảo thế đúng không? Chị sẽ suy nghĩ. Bạch âm nói nhỏ. Bà rất thích chủ tịch Zeus. Nếu có thời gian chị hãy dẫn anh rể đến nhà chơi nhé. Không muốn chị mình bận tâm những thứ không đáng nên Ninh Tuyết vội đổi chủ đề. Anh, anh rể. Bạch âm ngại ngùng. Trước sau gì thì cũng phải gọi. Em tập gọi cho quen miệng ấy mà. Ninh Tuyết cười tươi. Mỗi lần đường Vũ chết đến thăm, em gái cô biểu cảm không thích rõ ràng, đôi lúc có chút chán ghét, nhưng Trần Bách Ngôn thì không. Em bị làm sao vậy chứ? Ai nói là chị sẽ lấy anh ta về làm chồng? Cô quay mặt sang chỗ khác. Chị đừng có bày đặt làm bộ làm tịch nha. Thôi mà chị cứ chốt đại người ta đi. ninh tuyết nhọng nhẽo. mặc Khương quyết định hôm nay sẽ kể hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho vợ mình. Tận chỉ Lam có quyền không tha thứ lỗi lầm hoặc thậm chí là hận ông. Mà Khương biết chuyện này thật khó để bà dung thứ. Ông chỉ vì quá thương Ninh Khiết Lam nên mới làm như vậy. Ông ghi nhớ cái khoảnh khắc tần chỉ lam khóc cạn nước mắt, rồi ngất đi trên giường, khi nghe tin đứa em gái song sinh của Mạc Thiệu Khiêm chết yểu. Mọi thứ vốn dĩ đều do ông sắp xếp, ngay cả việc bạch âm sinh con cũng không thoát khỏi. Chồng à, mấy bộ vest này em đặt may cho anh, anh thử xem coi bản thân có ưng ý cái nào không? Tần chỉ lam đem tới vài bộ vest trước mặt của Mạc Khương. Anh không cần thử, miễn là do em bỏ công thì anh đều thích. Bình thường anh đâu có lãng mạn như thế đâu, này anh khiến em ngạc nhiên đấy, có phải anh đang muốn nịnh nọt vợ mình chuyện gì không không có mạc hương ôm lấy tần Trị lam giọng hơi nghẹn người con gái này đã hy sinh không biết bao nhiêu vì kẻ khốn nạn như ông cảm thấy vị trí làm chồng này thật không xứng đáng tần Trị lam đáng lẽ phải yêu một người đàn ông tốt chứ không phải là mạc hương đây anh sao vậy tần Trị lam vuốt ve lưng ông em đã nói từ lâu với anh dù có phá sản nghèo nàn ăn xin thì em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh công việc có vấn đề gì xấu thì cứ kể với em được không đừng có cố gắng một mình chịu đựng nữa ông hít thở thật sâu anh đã giấu em chuyện năm xưa chuyện về đứa con chết yểu thật ra con gái của chúng ta không hề chết mà là bị đánh cháo anh nói cái gì tần chỉ lam ngay lập tức đẩy ông ra anh vừa mới nói cái gì màu lập lại cho em nghe đôi mắt bà chấn động đến mức không chớp năm đó thật là trùng hợp khi cả em và cô ấy đều sinh nở đứa bé mà cô ấy sinh không may vì sức khỏe quá yếu mà qua đời Chồng cô ấy không nhận tâm nhìn vợ mình đau lòng Nên đã bỏ tiền mua chuộc bác sĩ Đánh cháo hai đứa bé gái Đứa bé bị đánh cháo Chính xác là con gái của chúng ta Chuyện này anh thừa biết nhưng vẫn mặc kệ ngó lơ Bởi vì người phụ nữ sinh con chết yểu Là người con gái anh từng yêu rất sâu đậm Anh vẫn luôn theo dõi đứa con gái nhỏ của mình Đến khi con bé trưởng thành Chính tay anh vẫn là người sắp xếp mọi thứ Bạch âm là tên con gái của chúng ta Mạc Hương siết chặt hai tay Tần chỉ Lam toàn thân run rẩy không ngừng, ngay việc đứng vững trên sàn nhà bà bà cũng không thể nào làm được. Cả người tần chỉ Lam trao đảo, gương mặt đầy sắc hồng, giờ trở nên trắng bạch không huyết sắc. Mà Khương thấy vợ mình gần như sắp ngã thì hoảng hốt đỡ lấy bà. Tần chỉ Lam không động đậy được tứ chi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cứ như là một giấc mộng ảo. Bà thật khó để cố tin rằng những câu nói vừa rồi đều là chính miệng ông nghiêm túc nói Mạc Khương chỉ biết cắn răng nhắm mắt, bởi vì ông không muốn chứng kiến Tần Chỉ Lam đau lòng. Ông rất giỏi trong việc chịu đựng, nhưng với nước bát của bà thì không. Cũng giống như không nỡ nhìn đinh khiết Lam suy sụp tinh thần vậy. Mạc Khương không cầu mong sự tha thứ từ Tần Chỉ Lam, nhất định là thế. Cú đà kích lớn này chắc chắn khiến cho bà đổ bệnh. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật bao lâu nay chứ? Trong tiềm thức, Tần Chỉ Lam vốn dĩ đã khắc họa ký ức đứa con gái nhỏ của mình đã chết yểu, nhưng không phải. Đứa bé vẫn chưa hề chết Chỉ là bị đem đi đánh cháo thân phận Chỉ là vì không nhận tâm nhìn người phụ nữ mất con tuyệt vọng Giờ có ai nghĩ cho cảm giác của Tần Trì Lam không? Có ai hiểu được trái tim của bà? Nó đau đớn gì máu cỡ nào Khi nghe tin bác sĩ thông báo không? Mạc Thiệu Khiêm là niềm an ủi duy nhất Tại thời điểm đáng sợ đó của bà Tần Trì Lam không nói lời nào Không có sức lực dù chỉ là một chút Mạc Hương nói Ông vẫn luôn theo dõi con gái ruột của bà đến khi trưởng thành Con, con còn sống sao? Thật sự là con còn sống sao? Làm ơn, làm ơn đừng nói dối em mà. Con gái đáng thương thật sự còn sống sao? Tần chỉ Lam cuối cùng cũng phải khóc lên. Phải, con gái của chúng ta vẫn còn sống. Mạc Hương khẳng định. Con, con của em. Em muốn nhìn thấy con. Bà sắp hóa điên rồi. Em hãy cố gắng nghe anh và giữ bình tĩnh được không? Con gái đang ở rất gần em, ngay tại căn biệt thự này đây. Con bé tên là Bạch Âm, là em gái song sinh của Mạc Thiệu Khiêm. Bạch Âm, còn bé tên là Bạch Âm. Bạch Âm, tần chỉ lam che mặt. Nước mắt bà đan xen qua khe hở của bàn tay, chảy xuống, đầm xuyên qua trái tim của Mạc Hương. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh có lỗi với hai mẹ con em. Anh khốn nạn, anh không hiểu cho em. Anh đáng chết, cậu xin em đừng tha thứ cho một kẻ xấu xa như anh. Cả căn phòng ngủ tổng thống đều tràn ngập tiếng khóc bi thương của tần chỉ lam. Mạc Hương lòng quặn thắt lại, chỉ biết dùng cái ôm để an ủi vợ mình. Còn em, Bạch Âm chính là con gái ruột của em. Dứt lời, Tần Chỉ Lam ngất tại chỗ. Anh thật sự đáng chết. Mạc Khương hôn chán bà. Tại một căn nhà gỗ có diện tích khá rộng, xung quanh là cây xanh lá tốt không gian mát mẻ. Không khí trong lành, mang hơi mát của biển cả thôi vào đất liền. Ngôi nhà được xây dựng trên một hòn đảo lớn. Cư dân sống và làm việc ở đây chủ yếu bằng nghề đánh cá. Trên bãi cát trắng mịn, từng bước chân của người đàn ông in dấu vào lòng cát. Hắn đang nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu, Gương mặt tuấn tú bỗng hiện rõ nét cười nuối tiếc. Cố Duật Thành, sau này anh sẽ lấy em chứ? Duật Thành, anh mau hứa đi. Duật Thành à, chúng ta nhất định phải cùng nhau sống hạnh phúc có được không? Muộn màng, thật quá muộn màng để hắn tưởng tượng ra một mái ấm nho nhỏ. Thật quá trễ để hắn đền bù cho người con gái đáng thương ấy. Thật quá hận bản thân, không thể thật sự tử tế được cô, dù chỉ là một lần duy nhất. Cố Duật Thành, anh đợi em với bỗng có một tiếng nói trong trèo băng lên sau lưng hắn, bước chân liền dừng lại nhưng không định quay người. Anh ngắm biển tại sao không rủ em đi Trung Hà? Làm vậy người ta tổn thương lắm đấy nha. Cô gái mái tóc màu vàng óng ả xải bay trong gió, đôi mắt màu xanh dương như chứa đựng cả bầu trời yên bình chớp chớp bĩu môi nhìn hắn. Không thấy bản thân có phiền phức lắm sao? Duật Thành cực kỳ khó chịu. Cái gì mà phiền phức cơ chứ? Em luôn sống hết mình vì người khác, đặc biệt là anh mà. Này tâm trạng anh tốt nên mới chịu đi ngắm biển phải không? Liên quan gì tới cô? Tránh ra tôi một chút. Không tránh. Serena giơ hai tay sáng ngang trước mặt của cố Duật Thành. Đừng có chọc điên tôi. Hắn cảnh cáo. Ngày mai em sẽ trở về nước rồi. Cũng không dự tính khi nào mới quay trở lại hòn đảo này. Ba mẹ em đã thay em tìm được một người đàn ông để kết hôn. Nhưng em... Serena cúi đầu buồn bã. Mặc kệ cô, Duật thành lạnh lùng đẩy ngã cô qua một bên nếu anh không muốn em rời xa hòn đảo thì em nhất định nghe lời anh rõ ràng anh có một chút quan tâm tới em cơ mà cô bị ảo tưởng sao tôi nào có quan tâm đến cô anh nói dối seraner không tin thế cô muốn tôi chứng minh phải không duật thành ném cho cô một ánh mắt chán ghét cực cạn em thật sự rất thích anh Nơ cười trần bách ngôn sau khi vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng rời khỏi phòng để đến tập đoàn xử lý một số công việc lớn nhỏ trong thời gian qua, hắn đã bỏ lơ xe ớt quá nhiều rồi. Nhờ vậy mà cung tử ân dường như trở nên rất chăm chỉ. Trần Bách Ngôn ngay cả dùng bữa sáng cũng không ngó ngàng tới. Hắn dùng bãi đậu xe, chuẩn bị lựa chọn một con siêu tốc độ để cùng đồng hành ngày hôm nay. Nội à, nội đang làm gì thế này? Trần Bách Ngôn đứng hình ngay lập tức, trơ mắt nhìn dung tĩnh, tay cầm bình xịt đầy thân xe của hắn. Anh hai, em đã cố gắng ngăn cản nội rồi, nhưng mà không hiểu sao nội vẫn cứ muốn hủy hoại hết chỗ siêu xe của anh. Trần Nhật Minh xuất hiện đằng sau hắn, gương mặt hốt hoảng lên tiếng. Tại sao? Hắn siết chặt đôi tay, nghiến răng. Em không biết, ngay cả chiếc xe mà em trân quý nhất trong bộ sưu tập thì nội cũng không bỏ qua nữa. Anh suy sụp hoàn toàn, quỷ gối ôm mặt khóc nước nở. Trần Bách ngôn đôi mắt dần đỏ ngầu lên, tơ máu hiện rõ. Không ai không biết hắn rất thích siêu xe. Nó không chỉ là một phương tiện di chuyển thôi đâu. Nó là bạn của hắn, là tài sản của hắn, Trần Bách Ngôn không tưởng tượng nổi hắn sẽ phát điên cỡ nào khi tận mắt nhìn những người bạn đồng hành của hắn bị hủy nhan trước mặt. Dùng tính không hề quan tâm cảm giác cháu nội mình ra sao. Điều quan trọng ngay lúc này đây là muốn bà dạy dỗ lại Trần Bách Ngôn. Sao hả? Đau lòng lắm sao? Bà ném bình sơn về hướng hắn, giọng nói vô cùng tức giận. Chết tiệt! Vì quá sốc nên hắn không định thần được bản thân liền bị bình sơn đập thẳng vào mặt. Ở hai cái thằng chơi đánh kia! Mày còn dám chửi ba nữa hả? có phải trưởng thành rồi dư lông dư cánh tung bay một cách lộng hành nên giờ muốn chống đối tôi có đúng không ôi trời đất ơi bà giả như tôi thật bất hạnh quá mà biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng mầm non thành tài rồi nhận lại được cái gì tụi nó thậm chí còn hợp tác phản tôi nếu nhìn trước tương lai tôi thề sẽ không bao giờ nói đến đây dùng tĩnh ngưng trần bách ngôn tối sầm mặt bà sẽ mặc kệ ông ta giết cháu chứ gì hắn đột nhiên nói giúp bà anh hai trần nhật minh đứng dậy kéo lấy cánh tay hắn không, ngôn, bà nội không có ý đó. Cháu đừng có hiểu lầm. Mọi chuyện bà quyết định không hề cảm thấy hối hận. Dung tĩnh hồi tưởng lại quá khứ. Chuyện dù gì cũng đã qua. Chúng ta không thể để nó chỉ vào quên lãng sau hai người. Đừng cứ mãi để quá khứ rằng xé tâm tình của mỗi chúng ta chứ. Trần Nhật Minh nhỏ tiếng nói. Tiểu quân đứng bên ngoài, nhận thấy tình hình dường như đi quá xa dự đoán của nhóc. Ban đầu cứ tưởng chỉ cần dạy dỗ Trần Bách Ngôn một chút bằng cách đề nghị dung tĩnh, động chạm tới những thứ mà hắn yêu thích nhất. Nhưng tiểu quân đâu hề biết Trận bách ngôn còn qua quá khứ đau thương không kém gì bạch âm Cô tính ra còn đủ gia đình Đầy đủ ba mẹ Còn hắn thì không Đúng là dù có tự tay giết chết ông ta Còn vẫn mãi luôn nhớ hôm nay Chính là ngày rỗ của kẻ máu lạnh đó Trần bách ngôn cười thành tiếng Ngôn dùng tính đôi mắt nhòe đi về giọt lệ Khốn kiếp Chính người đàn bà được ông bao nuôi thuê người hãm hiếp mẹ tôi đến chết không phải sao hả Bây giờ Tôi cũng thay mẹ tôi trả thù y như thế đấy. Người phụ nữ của ông dù có chết theo cách nào đi chăng nữa thì cũng thấp hèn dơ bẩn không khác gì nhân cách thối nát. Ông còn trơ mắt nhìn mẹ tôi bị đám đàn ông bệnh hoạn cưỡng bức tới chết. Ngược lại, người đàn bà kia ông sợ không yêu thương đủ. Nực cười, kẻ như ông xứng đáng được chết nguyên vẹn cơ à? Trần Bách Ngôn hồi tưởng lại quá khứ tăm tối. Con người hắn thành đạt như hiện tại đã phải đánh đổi những thứ duy nhất của cuộc đời. Sinh ra trong một gia đình quyền quý thì đã sao chứ? Cái thứ gọi là nhà, hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Bọn họ ganh tị ao ước những điều xa xỉ mà hắn sở hữu. Nhưng còn bản thân hắn thì trái lại. Hắn muốn đem tất cả đánh đổi. Hắn chỉ cần một mái nhà đầy đủ tình thương. Hắn muốn nhìn thấy mẹ cười mỗi ngày, không bận tâm mọi thứ. Cha hắn vì người đàn bà khác mà nhận tâm hành hạ con trai mình. Trần Bách ngôn hồi nhỏ bị chính tay cha bóp cổ đến nghẹt thở. Nếu mà Dung Tĩnh không kịp xuất hiện, ngăn cản thì có lẽ hắn đã chết theo mẹ rồi. Kể từ khi đấy, sự hận thù của hắn càng dâng cao. Chỉ cần ông ta sống một giây là hắn cảm thấy ghê tởm và chán ghét cực hạn. Bản chất hắn vô dĩ lương thiện, nhưng rồi cũng phải hóa thành quỷ. Trần Bách Ngôn đã tự tay mình, hủy hoại cha ruột một cách bi thương nhất. Tôi xin lỗi mà, chú đừng giận bà. Đột nhiên tiểu quân lên tiếng, thằng bé kéo vạt áo của hắn. Sao có thể chơi ác với chú như vậy hả? Trần Bách Ngôn vừa tập trung lái xe, vừa buồn cười chất vấn tiểu quân. Hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện hắn bị dung tĩnh trách oan là do sự sắp đặt của nhóc. Đùa giỡn chút thôi, chú đừng đề bụng. Tiểu quân lạnh lùng trả lời. Thật sự muốn xét nghiệm ADN với chú à? Lỡ như chúng ta không phải quan hệ cha con ruột thịt, thì cháu phải chịu trách nhiệm nặng nề cho chuyện này đấy. Hắn nghiêm túc nhắc nhở. Hờ, tôi có mà thèm theo họ Trần. Thằng bé khinh bỉ. Trần bách ngôn. Thế giờ nhóc muốn đi đâu? Tôi theo chú. Cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào thằng bé, địa chỉ nhà chú đưa cháu về chúng ta không thân không biết không sợ chú đem cháu đi bán hả cháu thực sự tin tưởng chú là người tốt ư trần bách ngôn bẻ lái hướng về phía tập đoàn tôi cũng không nói tôi là người tốt tiểu quân vênh mặt hẳn đỡ chán rốt cuộc thằng nhóc này chui tới chỗ nào ra vậy nói rồi cuối cùng trần bách ngôn đành quyết định dẫn tiểu quân tới xe ớt cùng khi cả hai một lớn một nhỏ bước vào tập đoàn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bọn họ đều châm trồ trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé. Từ đó cũng suy diễn ra nhiều tin đồn thất thiệt về hắn. Trần Bách Ngôn cũng chẳng muốn quan tâm, bởi vì hắn đã chuẩn bị tâm lý trước đấy rồi. Tiểu quân lần đầu tiên đặt chân đến xe ớt, cảm thấy xa lạ là điều bình thường. Thằng bé dường như khó chịu khi đám nhân viên cứ lời ra tiếng vào. Không thể câm miệng được sao? Mấy người còn muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa không? Tiểu quân lớn tiếng quát. Tập đoàn chú mang tầm quốc tế kiểu gì vậy? Thật kém chuyên nghiệp. Nhiều chuyện quá, không lo làm việc đi. Cuối tháng này trừ 40% lương tất cả, lễ Giáng sinh cũng không được nghỉ phép. Công tử ân đứng vị tay cầu thang bực bội nói. Nhân viên hoảng sợ giải tán, người thì không người xin lỗi năn nỉ giám đốc nhưng vô dụng. Trần Bách Ngôn phải họp khẩn cấp nên giao tiểu quân cho công tử ân chăm sóc ở trong vòng 3 tiếng đồng hồ hoặc hơn. Thằng bé cũng ngoan ngoãn, nghe theo lời căn dặn của hắn. Công tử ân dẫn tiểu quân đi một vòng, tiêu tốn thời gian, sau đó dừng chân tại một căn phòng trang trí sang trọng theo phong cách năng động. Trang mệt rồi hà nhóc con, ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, chú đi gọi điện thoại cho vợ yêu cái đã. Cùng tử ân mỉm cười đóng cửa phòng lại. Trong phòng, tiểu quân đưa mắt lướt nhìn xung quanh, vô tình nhìn trúng tấm khung ảnh kích thước lớn được treo trên tường. Đôi mắt của thằng bé chợt bừng sáng, quái miệng cong lên. Tiểu quân tìm kiếm một cái ghế để đứng tiện quan sát cái nhan sắc tuyệt trần quen thuộc kia. Không ngờ, cả căn phòng này đều là ảnh của người phụ nữ ấy. Mẹ! Tiểu quân xúc động gọi. Phụ nhân, người tỉnh rồi. Tần trì Lam mở mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Không thấy bóng dáng của Mạc Hương đâu. Bà từ từ ngồi dậy, thấy thế người hầu vội vàng đỡ lấy. Bạch! Bạch âm! Ta muốn gặp con bé. Dạ, hai vị tiểu thư đang chuẩn bị đi ra ngoài ạ. À. Phụ nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe được không? Khi nào hai người họ về con sẽ truyền lời. Không được, Màu nhanh chóng gọi Bạch âm lên đây. Mạc Hương đứng ở bên ngoài quan sát qua khe hở của cánh cửa. Ông không dám đối diện với Tần Chỉ Lam. Chuyện này lớn như vậy, thật không dễ dàng gì mà tha thứ. Mà Khương chỉ biết trông chờ vào thời gian, chỉ có nó mới giúp ông vùi lấp được những gì đang và đã xảy ra. Nhìn Tần Chỉ Lam đau lòng bao nhiêu, thì bản thân lại càng tự trách bấy nhiêu. Nhưng phải làm sao, Mạc Khương không nhận tâm thấy Ninh Khiết Lam tuyệt vọng. Bạch âm chính là ánh sáng của bà ấy vào thời điểm khó khăn đấy. Nếu không, linh hồn của Ninh Khiết Lam phải chào tạm biệt thế giới này mất. Ông thừa biết rõ chính mình nặng tình, còn lưu luyến những kỷ niệm đẹp với người từng rất yêu mặc khương hy vọng kiếp sau nên khiếp lam sẽ sống hạnh phúc và bình yên người phụ nữ lương thiện luôn gặp những điều tốt đẹp không phải sao ba không định vào bên trong xin lỗi mẹ tha lỗi mạc thiệu khiêm không biết xuất hiện từ khi nào đứng bên cạnh ông vỗ vai mẹ con cần một khoảng không gian để quen dần sự thật tạm thời ba nên tránh mặt bà ấy thì hơn ông thở dài Còn tiền mẹ nhất định sẽ bỏ qua cho ba Hoàn cảnh của Ninh Phu Nhân thật đáng thương. Bà ấy cần động lực để tiếp tục và cố gắng sống. Việc làm của ba đáng trách, nhưng cũng không đáng ghi hận. Mặc Khương nghe được những lời an ủi từ con trai, tâm tình ông không đến mức quá tệ. Chỉ là sợ tần chị Lam cứ ôm mãi mà không quên. Còn bảo nói chuyện với mẹ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mặc Thiệu Khiêm vừa kết thúc lời, liền bước chân đi vào phòng. Trần Bách Ngôn kết thúc cuộc họp muộn so với dự tính ban đầu. Hắn mệt mỏi không muốn ăn cơm trưa. Theo lời của công tử ân, tìm đến nơi mà tiểu quân nhất quyết không chịu rời. Trên đường đi, Trần Bách Ngôn tự đặt ra câu hỏi, nhưng không trả lời được. Tại sao thằng bé cứ một mực đòi ở lại căn phòng đặc biệt đó? Hắn rõ ràng đâu có dấu kho báu hay thứ gì quý giá cơ chứ. Mất khoảng 10 phút, hắn dừng trước địa điểm giơ tay gõ cửa thử. Cốc cốc cốc. Âm thanh cứ vang nhưng không thấy động tĩnh. Này, nhóc con. Bỗng sắc mặt Trần Bách Ngôn trở nên tái nhợt. Hắn một tay ôm bụng dựa lưng vào thành cửa. Chệt tiệt lại tái phát mồ hôi bắt đầu đổ đầy chán đôi lông mày nhân lại thể hiện sự đau đớn do dạ dày gây ra trần bách ngôn thừa biết bản thân mắc bệnh nhưng vẫn cố cứng đầu hắn thường hay bỏ bữa quan trọng ăn đồ ăn qua loa cho có mỗi lần như thế đều uống thuốc cứu giúp trần bách ngôn tìm lục hai bên túi áo phét mà không thấy thuốc bình thường hắn luôn mang theo người sao hôm nay đáng chí lại không sủi thế hắn trời tục vẫn còn sức để giặt chữ nhân viên nghỉ ngơi không ai qua lại khu này Trần Bách Ngôn đứng không nổi thì liền ngồi bẹp xuống, hắn chỉ biết nghiến răng chịu đựng, ngay cả điện thoại cầm thì cũng bị sớt. Hắn cảm thấy đau hơn mấy lần trước thì phải. Một lúc sau, két, Tiểu Quân mở cửa, thấy được cảnh trước mắt thì lập tức hốt hoảng. "Chú, chú bị sao thế?" Thằng bé kéo cổ áo của Trần Bách Ngôn đang ngất. "Mày qua chú ta còn thở." Tình huống hiện tại là lần đầu tiên nhóc gặp. Tiểu Quân rất ghét bị làm phiền, nên mỗi lần nghe tiếng gõ cửa đều không quan tâm. Nếu không đói bụng thì có lẽ thằng bé không định mở cửa. Bây giờ nhóc không biết làm gì để cứu Trần Bách Ngôn nữa. Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ làm sao có thể vác được một người đàn ông trưởng thành. Tiểu quân nhanh trí tìm kiếm điện thoại của hắn rồi vào danh bạ nhấn chọn đại một dãy số. Đầu dây bên kia kết nối ngay tức khắc, giọng nói quen thuộc mang chút ngọt ngào, khiến cho nhóc đưa người. Trùng hợp, tôi tính gọi cho anh. Anh mà không lên tiếng tôi sẽ cúp máy. Bạch Dương Quân dường như khó mà tin được, đây là giọng nói của mẹ nhóc không thể sai. Thằng bé toàn thân run rẩy, ánh nhìn dần mờ hoe đi bởi nước mắt sắp rơi. Chú ấy, chú ấy xỉu, cứu chú ấy. Phải xác nhận có thật là mẹ hay không? Cô mau đến đây giúp cháu với, cháu sợ lắm. Nhóc nghẹn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Còn bình tĩnh cô sẽ đến ngay. Bằng cách nào đó mà Bạch Âm dễ dàng tìm được vị trí của Trần Bách Ngôn rồi đưa hắn tới bệnh viện. Bác sĩ đề nghị hắn phải nằm viện vài hôm để theo dõi tình hình. Bạch Âm có vẻ khá tức giận khi biết nguyên nhân vì sao Trần Bách Ngôn bị đau dạ dày nặng đến vậy. Hắn coi công việc quan trọng hơn sức khỏe của bản thân. Mẹ à, mẹ không nhận ra con ư? Tiểu quân nằm lấy bàn tay của Bạch Âm, gương mặt vô cùng buồn bã. Từ giây phút nhìn thấy cô, thằng bé thật sự không thể nào tin. Nhưng niềm vui và hạnh phúc trong lòng thì lại sôi trào. Không hiểu, nhóc không hiểu tại sao mẹ không có biểu hiện gì khi gặp mình sau bao nhiêu tháng ngày xa cách nhung nhớ. Bạch âm từ đầu tới giờ chỉ tập trung chú ý mỗi trần bách ngôn mà không quan tâm trước sự xuất hiện của tiểu quân bản chất cô đã từng lãng quên cậu con trai này rồi thằng bé sẽ rất đau lòng nếu biết được mọi chuyện mà cô đã trải qua và rồi tiểu quân nhất định thấu hiểu cho mẹ mẹ bạch âm nhéo má nửa nụ cười con nhà ai mà dễ thương đẹp trai thế nhỉ có tên gì nào cô hỏi bạch dương quân ạ à? thằng bé dõng dạc trả lời là mẹ đang giả vờ đúng không bạch dương quân bạch dương quân cái tên nghe thân thiết lạ thường Bạch âm quỷ gối đối diện con trai Ánh mắt cô cứ chằm chằm nhìn nhóc Tiểu quân chủ động ôm chặt cổ mẹ Muốn khóc lớn nhưng phải kìm nén Đôi tay của bạch âm như bị thứ gì đó điều khiển Cũng đáp lại cái ôm đặc biệt Thằng bé thèm khát sự yêu thương của mẹ Thằng bé không muốn nếm trải cảm giác bỏ rơi nữa Nó đang sợ Nó lạnh lẽo, nó cô đơn Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con Con xin mẹ Tiểu quân rốt cuộc cũng chịu thua mà bật khóc nước nở Còn, còn sợ lắm con sợ mất mẹ con hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn con nhớ mẹ nhớ mẹ rất nhớ mẹ thằng bé vừa khóc vừa nói hết nỗi lòng đừng khóc con đừng khóc bạch âm không biết chính mình đang suy nghĩ điều gì tâm trí cô bỗng nhiên có chút bất thường một thứ lạ lẫm đang cố gắng khơi dậy ký ức trong đầu cô bạch âm thừa hiểu bản thân đánh mất trí nhớ và cô cũng đã sẵn sàng nhớ lại mọi thứ nếu có thể quá khứ của cô chắc chắn phải tồn tại những người quan trọng nhất trong cuộc đời không một ai thay thế mẹ bỏ đi bao lâu nay con không muốn biết lý do là gì cả vô dị nếu có biết chăng nữa thì con cũng không thể hiểu tiểu quân đẩy cô ra nhắm chặt đôi mắt cố gắng hét lớn nhưng tại sao mẹ lại không nhận ra con mẹ ghét con rồi phải không mẹ không còn yêu thương con đúng chứ bạch âm ngơ ngác khóe môi cứng đờ có một thứ gì đó đang cố gắng quay trở lại trong ký ức của cô bạch âm ôm lấy đầu mình rốt cuộc nó là cái quái gì mà khiến cô lại cảm thấy khó chịu quá làm ơn, làm ơn đừng hành hạ cô kiểu này. Bạch âm mơ màng, chỉ thấy bóng dáng của tiểu quân bỏ chạy. Cô hoảng sợ đứng lên vội vàng đuổi theo thằng bé. Đứa con trai nhỏ ấy bị tổn thương, nó không biết mẹ mình đang rơi vào tình trạng còn thậm tệ hơn nó. Nhưng nó là trẻ con, làm sao suy nghĩ được chuyện mẹ nó mất trí nhớ. Bạch Dương Quân thật sự cho rằng bản thân nhóc bị mẹ chán ghét. Thằng bé vừa chạy vừa khóc nức nở vô cùng. Tiểu quân không biết mình đã làm sai điều gì, nên mẹ mới coi nhóc là người dưng qua đường như vậy. Cái ánh mắt bà mẹ nhìn tiểu quân nó lạ lắm Nó xa cách khiến cho thằng bé đau lòng Không có ba Hiện tại đến mẹ Người nhóc yêu thương nhất trong cuộc đời Cũng không muốn nhận con trai Thế này tiểu quân phải sống sao đây Bạch âm chỉ biết chạy theo sau con trai Không hiểu sao những bước chân của cô trở nên nặng nề khác thường Dường như nó muốn bỏ cuộc Nó muốn từ bỏ một cách gì đó Không Bạch âm không thể dễ dàng chấp nhận bản thân chịu thua trước mọi thứ Cô phải đuổi theo nó đến tận cùng Tại sao vậy? tại sao bạch âm chạy rất nhanh mà vẫn không đuổi kịp thằng bé rốt cuộc bạch dương quân là con nhà ai sao con lại gọi cô bằng mẹ cổng chính của bệnh viện mẹ không cần mày mẹ không cần mày nữa đâu tiểu quân cười tươi ánh mắt nhóc thay đổi toàn thân thì run dậy thằng bé bắt đầu có những suy nghĩ tồi tệ không cần mày cả thế giới này không một ai cần bạch dương quân đúng vậy vốn dĩ ngay từ khi mới sinh ra thì mày đã bị ba bỏ rơi dù lúc bạch âm chưa mất trí nhớ thì đứa nhỏ vẫn cứ coi bản thân là đồ bỏ nó đã in sâu trong ký ức của tiểu quân thằng bé tự so sánh mình cũng như xác không cần vứt tiểu quân ngước nhìn đối diện bệnh viện là một tiệm kem có một gia đình gồm ba người cô bé gái ấy đang ngồi liếm cây kem ngon hai bên là ba và mẹ người mẹ vuốt ve mái tóc dài của cô bé còn người ba thì thẻ lưỡi diễn hài cho con gái mình cười gia đình của họ đùa giỡn hạnh phúc khiến không khí xung quanh trở nên náo nhiệt Tiểu quân cảm thấy ghen tị, không biết cái cảm giác đấy sẽ như thế nào. Quá thèm khát sự yêu thương, thằng bé liền sinh ra ảo giác. Tiểu quân, mau đến đây. Con trai nhanh lên, ba mẹ dẫn con đi ăn kem. Lại đây con yêu. Ba, mẹ, chờ con với. Tiểu quân vui mừng rạng rỡ, lập tức chạy băng qua đường. Thằng bé không cần quan tâm bản thân sắp gặp nguy hiểm. Nhóc chỉ cần biết, nếu không nhanh chóng chạy qua với ba mẹ, thì bọn họ sẽ biến mất mãi mãi. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cái chết phải không? kít bầu trời xanh mây trắng tiếng phanh xe van vọng ra giết xé nát tâm hồn mơ mộng của đứa trẻ ngây thơ ấy âm thanh người qua đường tụ tập chính thức đánh thức thằng bé thoát khỏi ảo giác trước mắt tiểu quân là một mảng màu đỏ thân thể nằm sấp giữa đường được bao vây bởi những vết thương gương mặt thằng bé trắng bạch không còn huyết sắc nhìn rất kinh hãi ánh mắt của tiểu quân vô cùng tuyệt vọng cùng với tứ chi bất động tại phòng phẫu thuật cứu mẹ cháu đi bác sĩ làm ơn đừng để mẹ cháu chết mà cháu cầu xin bác sĩ mẹ cháu nằm trên đường máu chảy rất nhiều là lỗi do cháu nếu cháu không băng qua đường thì mẹ đã không bị chiếc xe đó đâm cháu muốn xin lỗi mẹ làm ơn cứu mẹ đi bác sĩ phải làm sao để mẹ đừng chết đây máu nhiều lắm tiểu quân không còn sức để gào thét hiện trường tai nạn vừa mới xảy ra thật sự rất đáng sợ Nhấp hối hận thậm chí còn tự nguyện rủa bản thân là do quá khát khao tình yêu thương gia đình nên mới đẩy mẹ vào nguy hiểm đáng lẽ Nhóc phải học cách chấp nhận cuộc sống. Không nên quá tham lam vào những thứ vốn dĩ, không tồn tại, để rồi đánh đổi tính mạng của người mẹ quan trọng nhất. Nhóc con, có chuyện gì vậy? Sao lại đứng đây khóc lóc? Trần Bách Ngôn tỉnh dậy, không biết ai là người đưa hắn tới bệnh viện, chỉ biết dạ dày quá đau mà ngất tại chỗ. Hắn nhớ mình đứng gọi tiểu quân trước cửa, nhưng khi mở mắt thì mọi chuyện đã khác. Bác sĩ phụ trách theo dõi khám bệnh cho hắn con nói, đi theo hắn là một người phụ nữ và bé trai, Trần Bách Ngôn đương nhiên đoán ngay được là tiểu quân. Còn người phụ nữ kia là ai thì hắn không dám chắc, nhưng hy vọng là cô. Sau đó, hắn nhanh chóng hỏi được thông tin từ y tá và những người khác, rồi vô tình thấy thằng bé. Chú à, là cháu, là cháu đã hại mẹ bạch âm. Tiểu quân đưa tay đánh vào mặt mình. Còn nói cái gì? Trần Bách Ngôn nắm lấy đôi vai của thằng bé mà trợn to mắt. Mẹ cháu, vì đuổi theo cháu mà bị xe lớn đụng, màu ra nhiều lắm. Cháu chỉ thấy mẹ bất tỉnh, cháu có gọi mẹ nhưng mẹ không nghe tiểu quân đau đớn khóc khốn kiếp mỏ nói lại cho chú nghe đi mẹ cháu tên là gì mẹ cháu tên là gì hả hắn không thể tin nổi những gì mà mình đang tập trung nghe thành âm của hắn cao dường như sắp phát điên mẹ bạch âm mẹ tên là bạch âm trần Bạch ngôn chấn động mẹ ruột cháu cô ấy là mẹ ruột của cháu sao hắn muốn thằng bé khẳng định làm ơn đừng dập tắt hy vọng của hắn tiểu quân gật đầu mạnh thế thì bà cháu là ai không, Trần Bách Ngôn không thể tưởng tượng được cái trường hợp có khả năng đấy. Hắn không nên vội vàng, phải từ từ xác nhận từng chi tiết. Nhất định là vậy, nếu lượng kết quả không đúng như dự đoán của hắn, thì hụt hẫng mất. Giờ nghĩ mới thấy đúng, không lý do gì mà bà nội và em trai cứ một mực muốn hắn giám định ADN. Phải chăng thằng bé có nét quá tương đồng với hắn, nhóc con lại chắc chắn khẳng định cô là mẹ ruột của mình. Khoản đã, cô ấy, thằng bé nói cô bị sao? Trần Bách ngôn giây phút này giật mình hoảng hốt. Mẹ cháu, vì đuổi theo cháu mà bị xe lớn đụng, máu ra nhiều lắm. Cháu chỉ thấy mẹ bất tỉnh, cháu có gọi mẹ nhưng mẹ không nghe. Bạch Âm hắn đột ngột siết chặt cổ áo của vị bác sĩ đang ngơ ngác. Màu nói cho tôi biết, cô ấy tình hình có ổn không? Nếu Bạch Âm có xảy ra chuyện gì thì tôi thề, thề sẽ thiếu cháy cái bệnh viện này. Chết tiệt, phải cứu sống cô ấy bằng mọi giá. Quá khứ đối xử chưa đủ tồi tệ với người tôi yêu hay sao hả?" trần bách ngôn nghiến răng tức giận nhưng ngược lại trong lòng rất đau nhói tại sao tại sao ông trời cứ thích đem tính mạng của người con gái hắn yêu sâu đậm ra đùa cợt như thế chứ cô ấy phải bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác đến mức nào thì mới chịu buông tha vậy anh hãy bình tĩnh tôi hứa sẽ cố gắng hết sức đừng có mà hứa phải chắc chắn cứu sống cô ấy cho tôi 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 biết rồi trần bách ngôn buông tay vị bác sĩ kia lập tức quay trở lại phòng phẫu thuật hắn suy sụp bạch âm đang phải một mình chiến đấu với sự sống còn hắn thì sao? Hắn vô dụng chỉ biết cầu nguyện mong cô qua khỏi cơn nguy kịch. Trận bách ngôn oán hận ông trời, tại sao người nằm trong đó không phải là hắn? Hắn sẽ thay bạch âm chịu hết tất cả. Những nỗi đau mà cô đã gánh chịu, hắn thật sự muốn ôm hết vào bản thân. Bạch âm, em mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại rất là cần thiết. Trận bách ngôn, gạt giọt lệ mặn, hắn tiếp tục đấm mạnh vào bề tường. Cậu xin em, đừng bỏ rơi anh và con. Chú ơi, chú làm ơn cứu mẹ con đi mà. Còn bên mình sai rồi Con hối hận lắm Con không nên tham lam như vậy Con không muốn phải trưởng thành một mình đâu Bố dĩ đã không có ba Nếu mất thêm mẹ nữa Con thật sự không dám tưởng tượng ra cái cảnh kinh khủng đó Bạch Dương Quân khóc lóc thảm thiết Cầu xin Trần Bách Ngôn Thằng bé không biết ai để hy vọng hết Chỉ có hắn mới có thể giúp mẹ nhóc Tiểu quân tin tưởng hắn Thằng bé đặt lòng tin vào người đàn ông này Trần Bách Ngôn nghe lọt tai những lời ấy Tầm càn hắn đau nhói không từ ngữ nào bao hàm sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt hắn, trần bách ngôn đầu áp hỗn loạn. hắn sợ mất cô. Không phải là chú yêu mẹ con sao? Chú sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ đúng chứ? Tất nhiên, hắn làm sao mà kệ cô được? Người con gái hắn yêu đến mức nguyện đem tính mạng sao cho cô, nguyện đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho cô, nguyện vì cô mà chịu bất hạnh. Nếu có thể, thì hãy cho hắn trở thành ác quỷ để bảo vệ cô. Hắn sẽ không buông tha cho kẻ nào hành hạ người mình yêu. Cô ấy là thế giới của hắn. Nếu không có cô hắn sẽ không tồn tại Vua Tám đã chấp nhận từ bỏ ngai vàng Để được sống bên cạnh người yêu Có người nói Hy sinh hạnh phúc bản thân cho cô ấy mới là yêu đích thực Không ai có thể phủ nhận điều đó Hy sinh vốn là đặc tính của tình yêu mà Nhưng trong trường hợp này Trần Bách Ngôn coi bạch âm chính là hạnh phúc của hắn Vì thế hắn nhất định bảo vệ hạnh phúc đó Mất đi Hắn sẽ không định nghĩa được cái gọi là hạnh phúc nữa Đúng vậy Chú yêu cô ấy Trần Bách Ngôn mỉm cười nhìn Tiểu Quân. Nụ cười tươi như thể an ủi thằng bé, như thể nói với nhóc hãy yên tâm, giao bạch âm cho hắn cả đời chăm sóc yêu thương. Như là một lời hứa, sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng, nhưng này con, Trần Bách Ngôn muốn có một yêu cầu đối với thằng bé. Chú cứ nói đi, Tiểu Quân nhìn hắn. Chúng ta làm giám định ADN được không? Chú cảm giác rất mãnh liệt, điều đó là sự thật, nhưng vẫn phải chứng minh nó. Nếu có thắc mắc về nguyên nhân vì sao nên giám định, thì chú sẽ giải thích rõ ràng cho con hiểu. Hắn không tránh né dù kết quả có như thế nào. Mảnh ghép cuộc đời hắn đang dần được hoàn thiện hoàn hảo. Hắn đương nhiên cố gắng tìm kiếm hạnh phúc riêng cho bản thân. Pha Lê, con bé luôn ao ước một gia đình đầy đủ tình yêu thương ba mẹ. Trần Bách Ngôn đã cố gắng bù đắp cho Pha Lê. Nhưng mà thứ mà con gái hắn cần là một người mẹ thực thụ. Còn chuyện trong quá khứ, bị sao Bạch Âm và Pha Lê bị chia cắt tình mẫu tử thì Mạc Khương chắc chắn sẽ có câu trả lời thích đáng chú và mẹ từng quen biết nhau trước khi con hiện diện trên thế giới này đúng không vậy bạch dương quân hỏi ngược lại hắn không hẳn là thế chính xác thì là tình một đêm trần bạch ngôn không che giấu mà thành thật trả lời có phải lúc đó mẹ rất thiếu tiền nên mới tìm đến chú chị ngọc linh từng kể mẹ vất vả lắm mới ổn định được cuộc sống nơi đất khách thằng bé chưa từng dám hỏi mẹ làm sao mà nuôi mình lớn khôn đến tuổi này dù là khó khăn gian nan, Niên Ngọc Linh cũng không hề nói bạch âm than phiền trong mọi hoàn cảnh. Mẹ nhóc mạnh mẽ kiên cường lắm. Những thứ mà mẹ có được ngày hôm nay thật sự chưa xứng đáng với nỗ lực hy sinh bản thân. Tiểu quân cảm thấy mẹ mình vẫn còn thiệt thòi. Bạch âm phải hưởng phúc hơn nữa. Tình hình thời điểm năm xưa của mẹ con tồi tệ kinh khủng. Bị chính vợ thứ truy sát muôn phương để diệt tận gốc. Hắn chưa sót kể bằng giọng điệt chậm rãi. Chỉ vì đám người độc ác đó muốn quyền thừa kế hoàn toàn thuộc về mình, nên bọn chúng đã không ngại dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại. Mẹ còn phải chạy trốn không khác gì kẻ truy nã, nếu không cô ấy sẽ chết dưới tay của bà ta. Tiền đương nhiên là thứ rất quan trọng đối với mẹ con. Vì thế, Bạch Âm đã đành lên kế hoạch chuốc thuốc chú. Cô ấy không còn cách nào khác, không còn trong trắng mẹ con mới tồn tại. Trần Bách Ngôn nghẹn ngào. Bạch Dương Quân im lặng, không gian dường như ngưng động, chỉ có tiếng thở dài đôi phần mệt mỏi của hắn. Thằng bé rốt cuộc cũng đã hiểu và tra ra được nguồn gốc tất cả. Tiểu quân cứ luôn thắc mắc trong lòng. Tại sao mẹ chưa một lần kể về gia đình dù là chi tiết nhỏ? Bởi vì nó quá đau thương, quá bất hạnh, quá tăm tối. Thằng bé chỉ biết mẹ mình rất trân trọng và cố gắng bảo vệ những gì đang có ở trước mắt. Chú à, chú có ghét mẹ không? Nhóc hỏi. Trần Bách Ngôn không biết phải dùng từ ngữ nào để trả lời cho đúng chính xác tâm tình của mình nữa. Hắn ghét loại phụ nữ thủ đoạn. Rồi hắn lại suy nghĩ. Nếu như Bạch Âm không một chút tính toán, leo lên giường hắn, thì chắc hiện giờ cô đã sống yên bình bên thế giới song song. Không, mẹ con, dù có là người phụ nữ xấu xa nhất thế giới, thì chú vẫn sẽ mãi mãi yêu. Hắn nhất định không bao giờ từ bỏ Bạch Âm, người đàn ông đầu tiên của mẹ. Chắc có lẽ là chú rồi. Mí mắt của Bạch Dương Quân rủ xuống, thẳng bé mím môi. Duy nhất nữa, Trần Bạch Ngôn tự tin bổ sung thêm. Không chỉ đầu tiên, mà còn là duy nhất của cuộc đời cô ấy. Vậy con có khi là... Tiểu quân xúc động, nhóc không ngừng run dậy. Từng nhịp thở vô cùng gấp gáp, cảm xúc thằng bé như muốn vỡ tung, không dám hy vọng vì sợ thất vọng quá mức. Nhưng lý trí thì lại mách bảo mãnh liệt điều đó là thật. Thằng bé dù sao cũng là một đứa nhỏ ngây ngô, khát khao tình yêu thương của ba. Khả năng người đàn ông này chính là cha ruột nhóc rất cao. Ờ, hắn gật đầu nhẹ. Ngay cả bản thân tiểu quân còn nghĩ tới điều đó, uống hồ gì một người đàn ông trưởng thành như hắn đây chứ? Nhưng trước mắt phải đợi Bạch Âm bình phục ổn định thì hắn mới cùng thằng bé giám định ADN. Hắn đang hình dung ra cái cảnh gia đình được đoàn tụ bên nhau. Trong lòng hiện giờ vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tin tức nhanh chóng chuyển tới Mạc Hương. Ông sẽ không nói cho Tần Chỉ Lam biết chuyện Bạch Âm gặp tai nạn. Bởi vì bảo mới trải qua cú sốc tinh thần khó chấp nhận kia. Nếu biết thêm chuyện xấu nữa, bảo ý nhất định không chịu nổi. Đối diện với Mạc Hương, Trần Bách Ngôn muốn ông trả lời hết thắc mắc của mình. Mạc Hương cũng có chuyện thú nhận, nhưng phải khi Bạch Âm tỉnh dậy, con gái ông là người nên được hiểu rõ mọi chuyện đầu tiên. Thời điểm ngay hiện tại, mà cương sẽ không che giấu bất cứ điều gì cả. Sự việc xảy ra trong quá khứ đều là do chính tay ông sắp đặt hết. Trải qua bao nhiêu tiếng chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chịu mở. Bác sĩ trưởng bước ra, khuôn mặt ông ta ở đằng sau lớp khẩu trang dường như không còn căng thẳng. Chặt Bạch Ngôn đứng không biết mỏi chân, hẳn tin Bạch Âm đủ mạnh mẽ để vượt qua nguy hiểm. Cô phải có ý chí chiến đấu chứ. Người hắn yêu không dễ dàng bỏ cuộc đâu Bác sĩ Con gái tôi như thế nào rồi Mạc Hương gấp gáp hỏi Tình hình bao quát thì không có gì đáng ngại Bệnh nhân chỉ bị gãy một chân bên phải Nhưng cũng không nên quá lo lắng Chúng tôi sẽ thay phiên nhau Theo dõi cô ấy trong suốt một quá trình nằm viện Cảm ơn ông Lời bác sĩ nói không khác gì liều thuốc an thần Khiến cho Trần Bách Ngôn nhẹ nhõm Hắn ngắm nhìn tiểu quân đang ngủ bên ghế Gương mặt thẳng bé Chẳng một chút bình tâm Bác sĩ, Tôi muốn nhờ ông một việc quan trọng. Trần Bách Ngôn nghiêm túc. Sau khi Bạch Âm làm phẫu thuật xong, thì được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Đã trôi qua một khoảng thời gian dài, mà cô vẫn chưa hề tỉnh dậy. Trần Bách Ngôn ngồi bên cạnh người con gái hắn yêu, nên mặt vô cùng chiều mến. Cái chân gậy của Bạch Âm bó bột cẩn thận, chắc chắn cô sẽ không quen với việc hạn chế cử động gì nhiều. Đương nhiên, những tháng ngày sắp tới, Trần Bách Ngôn phải thật cố gắng hết sức cầu hạ cô rồi. Anh có mua một căn thự ở gần biển, Phong cảnh ở đó vô cùng đẹp và lãng mạn. Em biết không Bạch Âm, anh quyết định từ bỏ chức chủ tịch ớt để về làm một người bình thường. Đặc biệt hơn là một người chồng, người cha hoàn hảo. Trần Bách Ngôn hôn nhẹ lên từng ngón tay của Bạch Âm. Anh ăn bám vợ có được không nhỉ? Tất cả tài sản mà anh nắm đưa cho em quản lý hết nhé. Anh lau nhà, giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, tưới vườn. Anh sẽ không để em đụng đến chúng đâu. Hắn đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để cầu hôn cô, thật nôn nóng chờ đợi ngày đặc biệt đấy xảy ra. Hắn muốn cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, đem tất cả những điều tốt đẹp đặt trước mắt cô. Hắn muốn ngắm nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ của cô mỗi ngày. Hắn không muốn cô sống bận tâm bất cứ thứ gì cả. Hắn muốn cho cô biết rằng chính mình mãi mãi hướng về cô, không bao giờ thay đổi. Còn nữa, chúng ta có một tiểu công chúa nhỏ nghịch ngợp, quậy phá lại còn hay bày trò táo bạo. Còn bé tên là Pha Lê, mặc dù em không nhớ, nhưng cũng phải cảm giác quen thuộc chứ hả? Trần Bạch ngôn vuốt má của Bạch âm cười. Không biết pha lê giống ai nữa, đôi lúc con bé ngốc ngách trông đáng yêu lắm. Con trai em thì sao? Bà nội nói thằng bé không khác gì phiên bản mini của anh. Anh đã nhờ bác sĩ giám định ADN, kết quả sớm có thôi. Tới lúc đó, anh chắc phát điên mất em à? Thằng bé nhất định phải chung huyết thống với anh. Không sai vào đâu được, từng sự việc diễn ra trong quá khứ đều liên quan với nhau, bà em, ông ấy giải thích mọi chuyện cho chúng ta hiểu sau. Ngày hôm đấy, Trần Bách Ngôn kể chuyện trên trời dưới đất cho Bạch Âm nghe. Hắn hăng say độc thoại, hy vọng cô nhanh chóng tỉnh dậy. Khoảng 4 ngày nữa, kết quả xét nghiệm ADN sẽ được chuyển tới tay hắn. Trần Bách Ngôn muốn xem cùng cô kết quả này, mà Khương cũng phải chuẩn bị tâm lý để đối diện với con gái. Ông đã bàn bạc vấn đề với hắn, đề nghị hắn hỗ trợ giúp ba vợ một tay. Ngày đầu tiên kể từ khi Bạch Âm nằm viện, Trần Bách Ngâm sớm đã đặt hoa tươi, hắn tự mình cắm hoa để trang trí căn phòng thêm sức sống. Cô thể chuyển chất dinh dưỡng, hắn không nhận tâm một mình ăn ngon mà chỉ uống thuốc vitamin. Mặc dù trong người hắn có bệnh đau dạ dày nặng, Trần Bách Ngôn đã tạm giao công việc ở xe ớt cho công tử ân quản lý. Đợi sau khi Bạch Âm bình phục hoàn toàn, hắn sẽ nói chuyện với bà nội dung tĩnh về quyết định từ bỏ chức chủ tịch. Anh hai, chị dâu chúng ta vẫn chưa chịu tình à? Trần Nhật Minh mở nhẹ cười đi vào, anh dẫn theo Tiểu Quân, tay cầm bình ủ cháo. Thằng bé đã ổn định lại tinh thần, sắc mặt tốt hơn hẳn. "Chú đừng có uống thuốc hay thay bữa nữa. Nếu mẹ con biết chắc gì đã vui đâu. Đây là cháo bảo ngư bà nội nấu cho chú." Tiểu Quân nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc đặt trên bàn, giọng điệu xen chút trách móc và yêu thương. "Thằng bé nói đúng đấy anh hai, anh phải giữ gìn sức khỏe mới chăm sóc được chị dâu chứ. Bác sĩ căn dặn anh nên ăn uống đầy đủ, nếu không bệnh già dày tái phát thì lại khổ." Trần Nhật Minh nghiêm túc. Được rồi sẽ ăn mà. Hắn bất lực gật đầu. Mà khoan, con không tính đi học sao Dương Quân? Nhắc mới nhớ, con bỏ nhà đi không thông báo cho ai đúng không? Trần Bách Ngôn cau mày. Con quên mất. Thằng bé thờ ơ trả lời. Bởi vì quá nhớ mẹ nên nhóc mới làm thế. Nên Ngọc Linh cứ ăn ủi thằng bé. Mẹ đi công tác nước ngoài sẽ sớm trở về thôi. Tiểu quân không tin. Mẹ chưa bao giờ như vậy cả. Chuyện gấp gáp tới mấy mẹ cũng sẽ tìm cách nói cho nhóc con biết. Bởi vì Bạch Âm không muốn con trai mình quá lo lắng. Tiểu quân không thể sốt ruột chờ đợi, nhóc quyết tâm tìm tin tức của mẹ. Địa chỉ là căn chung cư, cái hồi em bị chị dâu đánh bán sống bán chết chứ hả anh hai? Trần Nhật Minh gãi đầu. Tại sao bị mẹ đánh? Thằng bé tò mò, mẹ bình thường không đánh người vô cớ. Phải có nguyên nhân gì mới khiến mẹ ra tay? Ở thì anh giả ngơ. Giờ không lẽ anh kể chuyện cho thằng bé biết, là anh ngu muội mắt mù, Đầu không não mới gây tội đáng ăn đòn. Anh không điều tra rõ mọi chuyện nên có hơi vội vã. Bạch âm thời điểm đấy quá đáng sợ, làm anh ám ảnh khó nguôi. Cứ tưởng chị dâu là nhân tình được anh trai bao nuôi, nên thằng em liền sách mấy cái vali tiền tới tận cửa nhà để ra điều kiện. Thật ngu. Trần Nhật Minh, ảnh kém khôn. Quá khứ, trò qua, trò qua nha. Anh gượng cười. Không nhiều chuyện, em nhanh chóng đưa thằng bé về nhà. Nhớ là phải xin lỗi người thân nghe không? Trần Bách Ngôn nhéo má tiểu quân. Chú đuổi con, thằng bé ấm ức. Không hề, mọi người ở nhà rất lo lắng cho con. Nếu con không ngoan ngoãn vâng lời, có tin chú mách mẹ con không? Tới lúc đó mẹ nổi giận cho mà xem. Hắn uy hiếp. Con sẽ quay lại bệnh viện để thăm mẹ. Tiểu quân bĩu môi. Ừ. Trần Bách Ngôn quỳ một chân trước mặt thằng bé. Bàn tay hắn xoay nhẹ mái tóc của con trai. Đúng là được nét khá sống bản thân hắn khi còn nhỏ mà. Nhất là khóe miệng, cười lên y chang hắn, Dùng tính nói không sai Hắn được bà nuôi dưỡng khôn lớn Thì làm sao mà nhầm lẫn được Chỉ có hắn thôi Ngay từ ban đầu không nhận ra huyết thống của mình Bạch âm sinh khéo thật Một đôi long phụng Một món quà quý báu mà thiên chúa đền đáp Nhìn thằng bé đẹp trai hơn anh lúc nhỏ Em nói thật nha Trần Nhật Minh cười thành tiếng Lại có di chuyển cái tính của anh Không dạng vừa Chắc chắn tương lai thằng bé sáng dạng hơn cả anh hai Cũng tốt để tất cả mọi người đều biết gen của Trần Bách Ngôn Anh thuộc hạng VIP. Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo. Tại biệt thự Mạc Gia. Mạc Khương lựa lời nói với Tần Chỉ Lam tình hình hiện tại của Bạch Âm. Ông bảo bà không cần lo lắng quá mức vì cô đã được Trần Bách Ngôn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Mạc Khương không dám kể thật mọi chuyện cho Tần Chỉ Lam. Tai nạn không đến nỗi nghiêm trọng nên ông cũng một phần an tâm trong lòng. Bà đương nhiên vẫn không ngừng quan tâm Bạch Âm dù có nhẹ thế nào đi chăng nữa Thì cũng đủ khiến bà sốt ruột đứng ngồi không yên Ông cố gắng khuyên đủ vợ Phải theo sự sắp xếp lần cuối cùng Mạc Khương Ông muốn bức chết tôi thì mới vừa lòng đúng không Ông khiến mẹ con tôi xa cách mấy chục năm trời Ông khiến tôi tưởng con gái mình đã thật sự chết Ông có biết là tôi đau khổ lắm không hả Rốt cuộc Ninh phu nhân vẫn chiếm giữ vị trí quan trọng hơn tôi Tần chỉ Lam cười chua xót. Con gái chúng ta bị mất Ông không xứng đáng làm cha của con tôi. Chị Lam, làm ơn nghe lời anh. Mạc Hương cầu xin. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Bà bị tai hét lớn. Làm sao tần chị Lam có thể tha thứ lỗi lầm của Mạc Hương được chứ? Vì ông, mà cuộc sống của Bạch Âm như địa ngục trần gian. Đáng lẽ con gái của bà phải được sống sung sướng hạnh phúc. Không phải chịu cái cảnh nhường nhịn chị em cùng khác mẹ. Vì mỗi ngày, mỗi miếng ăn. Càng nghĩ, tần chị Lam tim đau đớn say dứt những câu chữ mặc hương thốt ra nhưng hàng vạn mũi tên đâm xuyên thủng thân xác bà bạch âm bị mẹ kế truy sát vì muốn tranh đoạt quyền thừa kế còn bé trốn thoát ra nước ngoài và mang thai con của trần bách ngôn anh đã không ngừng theo dõi bảo vệ thầm lặng con gái chúng ta khi ở đất khách xa lạ để giảm bớt khó khăn cho bạch âm đợi khi con bé an toàn hạ sinh hai đứa nhỏ thì anh đã đem một đứa trở về nước giao cho trần bách ngôn nuôi dưỡng tần chỉ lam ôm đầu còn nữa mạc hương đã kể hết quá khứ tăm tối của bạch âm bà không muốn nhớ tới chúng nó đã khiến cho con gái của bà phải khổ sở như thế nào không thể hận mạc hương không thể tha thứ cho chồng mình lần cuối nghe anh lần cuối chỉ lần này thôi em chúng ta và cả trần bách ngôn phải phối hợp với nhau tạo bất ngờ anh muốn bạch âm ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất để có thể dẹp bỏ quá khứ u ám kia đây là cách anh nghĩ nó sẽ mang lại hiệu quả cao có được không em mạc hương kiên trì mong tần chị Lam đồng ý tham gia kế hoạch cuối cùng. Được, tôi là vì con, vì hạnh phúc của con gái đáng thương. Bà lau nước mắt. Trước cửa chung cư, Bạch Dương Quân nhón chân bấm mật khẩu. Thằng bé có trí nhớ khá tốt nên mấy con số không thể nào làm khó được. Nhóc nghĩ lại cũng thấy bản thân mình sai, bỏ nhà đi không mọi người biết lo lắng như thế nào. Trần Nhật Minh nhớ lại quá khứ năm đó. Đúng thật là ngu ngốc, nhưng nó cũng phần nào đóng góp vào cuộc sống của anh. Bảo thôi, Tiểu quân vẫy tay. Gọi chú cho quen miệng đi, đừng có ăn nói chống không nha nhóc. Trần Nhật Minh nhắc nhở. Thằng bé không thèm để ý tới lời anh, chạy một mạch lên phòng ngủ của Niên Ngọc Linh. Tiểu quân thấy cửa không đóng mà chỉ khép. Nhóc đẩy nhẹ vào bên trong thì thấy Niên Ngọc Linh đang nằm ngủ ngon giấc ở trên giường. Cường mặt cô giống như mất ngủ, quầng thâm hiện rõ ràng, chứng minh suy nghĩ của tiểu quân là đúng. Trần Nhật Minh theo sau cháu ruột mình, Trần nhận ra cô và cách người vài năm trước tấm lòng tốt bụng gọi xe cấp cứu cho anh đúng không nhỉ nguyên nhân là vì sợ anh bị bạch âm đánh thiệt nửa cả cái mạng trần nhật minh lắc đầu sợ hãi không ăn đòn đời không nể chị ấy ngủ rồi con nên gọi dậy không tiểu quân quay mặt hỏi anh nên chứ cô ấy không phải lo lắng cho nhóc lắm sao tỉnh ngủ đột nhiên thấy mặt nhà ngươi chắc chắn vui mừng lắm lúc đấy cứ tưởng như đang nằm mơ giữa ban ngày không chừng trần nhật minh khoanh tay trước ngực trả lời một cách hờ hững anh chuyển mắt quan sát xung quanh căn phòng thì đột nhiên thấy một lọ thuốc đặt trên bàn đối diện giường ngủ. Bên cạnh là những viên thuốc trắng tròn rơi dài xác liếc nhẹ cái nhãn tên in thuốc. Trần Nhật Minh ngay lập tức đi nhanh đến đó, cầm lấy lọ thuốc lên coi kỹ. Để rõ ràng là thuốc ngủ, bên trong không còn bao nhiêu viên, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó nghiêm trọng. Nhóc con hình như không ổn rồi. Trần Nhật Minh vô tình làm rớt lọ thuốc, vội vàng chạy tới bên cạnh Niên Ngọc Linh. Anh cố gắng lay động mạnh, Cô không nhúc nhích, ngay cả khóe mi cũng bất động. Trần Nhật Minh nếu đoán không lầm thì cô đã uống thuốc ngủ với hàm lượng lớn. Nên Ngọc Linh có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới tính mạng của bản thân không? Thuốc ngủ nếu như dùng quá liều thì có thể gây ngất, rối loạn tuần hoàn, hô hấp và ngừng thở. Tiểu quân tuổi còn nhỏ đương nhiên chưa biết kiến thức này. Chị ấy bị làm sao vậy? Thằng bé ngây thơ hỏi. Cô ấy có dấu hiệu tự tử bằng thuốc ngủ. Trần Nhật Minh không nói nhiều, nhanh chóng bế Niên Ngọc Linh lên, anh phải cứu người, không thể chậm trễ một giây phút nào được. Tiểu quân nghe xong chỉ biết sốc nặng kinh hoàng. Chị ấy muốn chết nên dùng thuốc ngủ. Trong khi tinh thần nhóc đang chấn động thì Trần Nhật Minh đã ẵm Niên Ngọc Linh đi xuống dưới tầng. Đúng lúc đó, Vũ Hàn trở về chung cư bắt gặp cảnh tượng không ngờ. Bỗng nhiên có người lạ xuất hiện trong nhà, lại còn trong tay bế Niên Ngọc Linh. Vũ Hàn sắc mặt thay đổi khác thường. Trong đầu không biết đang suy diễn thứ gì. Trần Nhật Minh vốn không định giải thích tiết kiệm thời gian, nhưng anh nghĩ nếu không nói rõ ràng thì Vũ Hàn nhất định sẽ không thể để anh rời khỏi một bước. Bạn gái cậu hôn mê sâu. Nếu tôi không mau đưa tới bệnh viện thì tính mạng cô ấy gặp nguy hiểm. Trần Nhật Minh nói. Lời nói vừa dứt chưa kịp lấy lại hơi thì động tác cướp người của Vũ Hàn diễn ra trong chớp nháy. Mặc dù biểu cảm không thổ lộ ra bên ngoài, ngược lại bên trong anh rất hoảng loạn tột đỉnh. Dạo gần đây, cô thường xuyên thức khuya và ngủ dậy trễ. Như mọi khi thì hôm qua cũng thế, khoảng 10 giờ trưa cô sẽ tỉnh để còn ăn cơm bình thường. Nhưng sao bây giờ người kia lại nói cô bị hôn mê sâu, thậm chí còn ảnh hưởng tính mạng. Trần Nhật Binh đoán ra, anh không hề biết cô gái trong lòng mình dùng thuốc ngủ quá liều. Tôi tình cờ phát hiện một lọ thuốc ngủ trong phòng bạn gái cậu, số lượng thuốc không còn nhiều. Anh thở dài, Vũ Hàn nghe xong, tay chân không ngừng run rẩy, ngay cả đôi môi cũng không ngoại lệ. Tại sao? Tại sao cô ấy lại phải dùng thuốc ngủ, lại còn quá liều lượng? Anh nhất định bắt Điên Ngọc Linh giải thích chính xác chuyện này mới cho qua. Tại bệnh viện, này nhóc, hai người có thật là một đôi không vậy? Đứng trước phòng bệnh số 06, Trần Nhật Minh kéo kéo tay áo của tiểu quân rụt xe hỏi. Đừng trách anh nhiều chuyện, tại từ nhỏ bản thân đã hình thành cái nết đó rồi. Mà cũng khoan hiểu lầm Trần Nhật Minh nảy sinh tình cảm với Niên Ngọc Linh. Gặp bất kỳ ai trong trường hợp này anh cũng vẫn làm thế. Anh mãi giữ vững lập trường riêng, sẽ không kết hôn nếu chưa đủ 30. Hiện tại anh quá trẻ, vẫn còn phải thỏa sức ăn chơi tận hưởng cái đã. Không có, anh vũ hàn không ưa chị ấy thằng bé thành thật trả lời Xạo, trần nhật minh tỏ thái độ không tin rõ ràng quan tâm người ta như thế mà lại bảo ghét trò lừa trẻ con nít à thanh niên thời nay cứ bị làm sao đấy thế thì mạnh dạn thổ lộ không thì ra mặt từ chối chờ cái trò mập mờ trá thế vui chỗ nào anh bĩu môi thì sao anh ý kiến gì vũ hàn không biết mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh từ khi nào lên tiếng cô ấy sao rồi Trần Nhật Minh né tránh câu hỏi nồng nặc mùi nguy hiểm kia. Bác sĩ nói cần ở lại theo dõi thêm vài ngày. Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không thì... Vũ Hàn không dám tưởng tượng. Nhóc thối không có chuyện gì khai báo với người nhà của mình hả? Dám cả gan bỏ nhà, mặc kệ sự lo lắng của mọi người. Còn không mau quỷ xuống, để tạ tội đi. Trần Nhật Minh suýt quên chuyện quan trọng. Em đi đâu bữa giờ? Vũ Hàn nhẹ giọng. Em đi tìm mẹ. Tiểu quân hướng tầm mắt nhìn xuống đất, thế đã tìm thấy chưa rồi ạ à? tốt anh xoa đầu thằng bé gương mặt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vũ hàn xem việc bỏ nhà đi không khác gì là một học sinh ngoan ngoãn hoàn thành bài tập tiểu quân có mục đích và nhóc đã làm được người lo lắng sốt ruột nhất chính là niên ngọc linh cô mất ăn mất ngủ chỉ vì sự mất tích của tiểu quân cô tự trách bản thân quá vô dụng không chăm sóc kỹ cho thằng bé tất cả mọi điều sai niên ngọc linh đều ôm nó tại sao anh không mắng Tiểu quân ngạc nhiên trước biểu hiện bình thản của Vũ Hàn. Nhìn thấy em vẫn bình an khỏe mạnh, thật khiến anh nhẹ nhõm lòng. Lại còn tìm được mẹ nữa, anh không thể không vui. Nhưng mà mẹ đang nằm viện. À, chuyện này tôi có thể thay thằng bé nói rõ cho cậu. Trần Nhật Minh vỗ nhẹ lưng tiểu quân. Ngày qua ngày, thời gian cứ thế mà trôi theo quy luật. Cuộc sống đang dần trở nên tươi đẹp và ổn định hơn trước. Bạch âm từ ngày thứ tư sau phẫu thuật có dấu hiệu tỉnh dậy, điều này khiến cho trần bách ngôn hạnh phúc hơn bao giờ hết hắn cũng đã bàn chuyện với dung tĩnh về vấn đề chiếc kế chủ tịch xe đương nhiên bà tôn trọng quyết định cháu trai của mình người tội nghiệp nhất chính là trần nhật minh đáng thương anh bắt buộc phải đảm nhận vị trí cao nhất trong tập đoàn xe tại thư phòng nội à hãy suy nghĩ kỹ lại đi mà còn thật sự không đủ khả năng để đứng đầu dẫn dắt xe ớt đâu anh khóc lóc van xin ăn chơi bao năm nay chưa đủ hả cái thằng chơi đánh anh hai có đã vất vả rồi, cũng nên để thời gian quan tâm chăm lo cho gia đình. Dung tính nhéo mạnh lộ tai anh. a à đau, còn trẻ tuổi non nớt lắm, không có một chút kinh nghiệm gì về kinh doanh. Sợ rẻ ớt rơi vào tay con rồi sẽ sụp đổ mất. Đến lúc đó, nội sẽ cột tứ chi của con và bốn con ngựa mạnh khỏe, vỗ mồng cho nó chạy xé xác con ra, rồi đem từng mạnh xương thịt đó và tươi lên tây tạng dài cho kên kên ăn. Nội, nội ác quá, Trần Nhật Minh khóc lớn năm xưa hoàng đế cuối cùng đại thanh ái tân giác là phố nghi lên ngôi chỉ mới có hai tuổi nếu tính tuổi mụ thì là ba còn con bao nhiêu tuổi rồi hả bà nội đột nhiên thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng xét chút khuyên bảo liên quan gì đến con anh thừa hiểu bà đang muốn ám chỉ điều gì nhưng mà việc trông coi xe ớt là một gánh nặng kinh khủng tập đoàn phát triển không ngừng khi còn ở trong tay của trần bách ngôn lỡ như qua tay anh xe ớt giảm sút nghiêm trọng thì sao đây anh cảm thấy áp lực vô cùng, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể phi thường như anh hay. Nhưng Trần Nhật Minh không có một chút đam mê về lĩnh vực kinh doanh, mặc dù anh được cho đi du học Harvard chuyên ngành về kinh doanh. Trần Bách Ngôn anh trai thật khiến cho đứa em trai như anh nề phục. Trần Nhật Minh rất cảm kích hắn, không những bản lĩnh mà còn luôn giữ được trạng thái điểm tĩnh trước mọi khó khăn. Anh cần phải học hỏi vô số điều ở anh trai trong một khoảng thời gian có lẽ khá dài. Nhưng việc này quá gấp rút, anh chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận. Anh sợ mình sẽ thất bại, khiến gia đình thất vọng. Thành tích của Trần Bách Ngôn xây dựng trước đây khổng lồ. Do đó nó đè lên Trần Nhật Minh rất mệt mỏi. Nội tin tưởng con làm được. Dùng tính rất tự hào về hai đứa cháu trai. Bà nghĩ anh sẽ không dễ dàng khiến nội thất vọng về quyết định lớn này. Cả tương lai phía trước của Zeus chắc chắn sẽ thịnh vượng. Còn không nên tự ti về tài năng bản thân như vậy. Còn cũng không cần phải sợ khó khăn đó. Vì đã có nội và anh trai luôn sát vai bên cạnh hỗ trợ con. Cứ yên tâm mà lãnh đạo Zeus phải thử những điều lạ lẫm nằm ngoài khả năng của mình một lần. Nó sẽ mang tới cho con cảm giác thật sự khó quên. Trần Nhật Minh dường như ngộ ra. Kết! Nội ơi! Chúng ta mau tới bệnh viện thăm mẹ con thôi. Và lề nhón chân mở cửa, gương mặt con bé vô cùng rạng rỡ và phấn khích. Tại bệnh viện, trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, bạch âm nằm trên chiếc giường rộng rãi, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Tiếng chim hót xíu xít bên cửa sổ, hòa âm và tiếng gió thổi nhẹ nhẹ tạo ra một bản nhạc nghe vui tay. Mí mắt của Bạch Âm khẽ động, ngón tay nhấc bổng lên được vài cm. Trần Bách Ngôn ngồi ngủ bên cạnh cô, không hề nhận ra chuyện tốt này. Có vẻ hắn khá mệt mỏi. Từ khi cô nằm viện, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn không quan tâm gì nhiều đến sức khỏe của bản thân cả. Bách Ngôn, giọng Bạch Âm không đủ lớn để đánh thức người đàn ông ấy. Ngôn, cô đưa tay chạm lên mái tóc của hắn, Bạch âm vẫn nhớ việc cô đuổi theo một đứa bé trai qua đường Và rồi chính mình gặp tai nạn Chuyện về sau cô thật sự không nhớ Cô chỉ biết Thân thể này đã rất đau đớn khi nằm trên đường Từ chi cô lúc đó Như bị cỗ xe tăng nghiền nát vậy Máu, phải cô chảy nhiều máu Trong vô thức Bạch âm thậm chí còn nghe được tiếng khóc trẻ con quen thuộc Mẹ ơi, mẹ đừng chết Mẹ ơi, con xấu xa Mẹ ơi, làm ơn đừng bỏ rơi tiểu quân mà không biết bản thân có nghe lầm hay không, thằng bé gọi cô là mẹ. Tiểu quân ư, hình như cái tên này trông lạ mà thấy quen đến lạ thường. Ngay cả giọng nói cũng tác động một sức mạnh gì đó đến trí nhớ của cô. Tiểu quân, tiểu quân, đau đầu quá. Bạch ân nhắm chặt đôi mắt. Rốt cuộc, cô đã đánh mất ký ức gì quan trọng. Rốt cuộc, cô đã bỏ quên những ai trong thời gian tồi tệ kia. Rốt cuộc, cô đã vô tình gây tổn thương với ai. Tiểu quân của mẹ, Mặc kệ khó khăn đến mấy, mẹ nhất định sẽ nuôi lớn con. Mẹ hứa sẽ không để con sống thiếu thốn tình cảm và vật chất. Con trai yêu phải thật sự khỏe mạnh, mau lớn mẹ dẫn đi chơi công viên nhé. Cảm ơn con trai đã đếm tìm mẹ. Cuộc đời của mẹ lúc trước vốn tăm tối, từ khi mang thai con trong bụng, mẹ dường như được sống lại thêm một lần nữa. Mẹ cảm giác con đem tới cho mẹ một luồng sức mạnh để có thể bảo vệ con. Tại, tại sao mình không xứng đáng làm mẹ của thằng bé? Bạch Âm đột nhiên ngồi dậy, cô đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chua chát mẹ xin lỗi con mẹ có lỗi với con thì ra đứa bé mà cô đuổi theo chính là con trai ruột của mình cô đã khiến cho tiểu quân tổn thương thằng bé chắc chắn buồn lắm bạch âm không thể tha thứ cho bản thân ngay cả con của mình mà cũng lặng quên không biết trong quãng thời gian dài đó tiểu quân đã sống như thế nào không có cô ở bên cạnh thằng bé làm cách nào để vượt qua từng ngày một bạch âm tự đánh mạnh vào lồng ngực mình thật đau nhói dã man bạch âm em tỉnh rồi trần bách ngôn giật mình mở mắt thì thấy cô đang làm đau bản thân hắn hoảng sợ vội vàng ôm lấy cô vào lòng trấn an em bị làm sao thế đừng làm anh sợ có được không hắn vừa vui mừng vừa lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô em em không xứng đáng làm mẹ của tiểu quân bạch âm khóc lớn thành tiếng em đừng nên nói như vậy chúng ta sẽ cùng nhau giải thích mọi chuyện cho thằng bé hiểu mà trần bách ngôn nghẹn ngào không còn nhất định hận em lắm không đâu thằng bé không hận em anh nói dối bạch âm lắc đầu em nhớ ra hết rồi em thật sự nhớ hết mọi chuyện quá khứ mẹ em không phải là ninh khiết lam em không phải là tiểu thư của bạch gia vì chuyện đó mà mẹ con lương mỹ lệ luôn tìm cách loại bỏ em bà ta tham lam tài sản thừa kế mà để ác quỷ điều khiển lý trí em gái em tuyết em ấy vẫn còn sống trần Bạch ngôn gật đầu em không hề cô độc trên thế giới này em có gia đình có anh và cả tụi nhỏ Hắn hôn chán cô áp mũi mình lên mũi cô dịu dàng nói Tụi nhỏ ư Bạch âm ngạc nhiên Đúng vậy Em không những có tiểu quân mà thêm pha lê nữa Anh có từng nói với em về danh tính mẹ ruột của con bé Không biết em có còn nhớ không Anh nói anh yêu cô ấy rất nhiều Không có Anh khen cô ấy rất xinh đẹp Thế à Trần Bách Ngôn cười Quên chuyện đó đi Em muốn anh giải thích vì sao anh khẳng định pha lê là con gái của em mấy năm trước em dám bỏ thuốc anh vì tiền mà chạy trốn sang nước ngoài có phải em quên uống thuốc tránh thai em ra tiệm mua người ta rõ ràng bán cho em thuốc tránh thai nhưng mà em lại hậu đậu lấy nhầm thuốc cảm của người khác mua cùng thời điểm bạch âm có hơi xấu hổ em thử suy diễn xem em là người phụ nữ đầu tiên mà anh quan hệ đến bây giờ thì chỉ duy nhất mình em em lại mua nhầm thuốc trần bách ngôn xoa xoa bàn tay cô vậy đứa bé năm xưa thật sự không chết Bạch âm trợn to mắt. Em biết bản thân mình mang thai song sinh một trai một cái. Khi em sinh, bác sĩ bảo đứa bé còn lại không may đã chết. Em thậm chí còn không nhìn mặt con dù chỉ một lần duy nhất. Cô nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng khi xưa. Tất cả mọi chuyện đều do tay ba em sắp đặt, từ số phận đánh cháo của em tới cuộc đời của Tiểu Quân và Pha Lê. Tin tức của Bạch Âm tỉnh dậy, nhanh chóng chuyển đến tay mọi người. Đây quả thật là niềm hạnh phúc chung của tất cả những ai yêu thương cô, nhất là Tần Chỉ Lam, Bà cùng với Mạc Hương lập tức đi tới bệnh viện thăm con gái. Ninh Tuyết và Mạc Thiệu Khiêm cũng theo sau. Bạch Âm đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện không hay. Và đây cũng có lẽ là điểm kết thúc cho những chuỗi ngày tháng bấp bênh. Cô không ngừng xúc động trước cái cảnh đoàn tụ. Tần chỉ Lam dường như trẻ thêm vài tuổi. Bà không thể không ngừng vui sướng. Từ đó, bà dành thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn bao giờ hết. Bà muốn đổ đầy yêu thương, bù đắp khoảng trống cho Bạch Âm. Cứ tưởng con mình đã chết yếu. Bây giờ tận mắt nhìn con gái đã trưởng thành, gặp lại nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, thật khiến cảm xúc của bà khó diễn tả bằng lời. Bạch Âm cùng mẹ tâm sự liên tiếp mấy ngày, cô kể cho bà nghe cuộc sống của bản thân khi ở Bạch gia, không ngừng nhắc tới mẹ Ninh Khiết Lam bạc phận. Tần Chỉ Lam thật lòng thương xót cho Ninh phu nhân, bà muốn viếng thăm người phụ nữ từng nuôi dưỡng con mình. Hôm nay trời đẹp không một áng mây, Bạch Âm đã dẫn mẹ đến một nơi vô cùng thanh bình, cả cánh đồng cỏ xanh bát ngát ngả nghiêng theo làn gió mát. Tay cô cầm một bó hoa màu tím, nhẹ nhàng đặt xuống trước bia mộ đá hoa cương nằm trên đỉnh cao của cánh đồng. Trần dung của Ninh Khiết Lam bối nụ cười thuần khiết rạng rỡ. Người phụ nữ trông trẻ không thua kém thiếu nữ đôi mươi. Bạch Âm quỳ chân xuống, mỉm cười với Ninh Khiết Lam. Thời gian lấy đi mọi thứ của chúng sinh và cũng cùng ấy thời gian mới có thể xoa dịu được vết thương trong lòng không dỉ máu. Tôi là Tần Chỉ Lam, cả hai chúng ta đều là mẹ của Bạch Âm. Ninh Tuyết Tôi hứa sẽ thay Ninh Phu Nhân tận tâm chăm sóc cho con bé. Ai trận gian này đối xử với Phu Nhân quá tệ có đúng không? Vì thế, chú mới gọi Phu Nhân về với người. Tần chỉ Lam mở lời. Mẹ à, con đã tìm được gia đình của mình rồi. Con nhất định cùng Ninh Tuyết sống thật hạnh phúc. Mẹ phải luôn theo dõi tụi con đây nhá. Em ấy sắp kết hôn với anh trai con. Anh ấy là một người đàn ông vô cùng tốt. Chắc chắn sẽ không để mẹ lo lắng đâu. Hai chị em con nhớ mẹ lắm. Bạch âm cuối cùng cũng không cầm cự được nước mắt rơi ra. Ngày hôm sau, một buổi tối tràn ngập ánh nến, trên sân dài đầy hoa hồng đỏ. Phía trước bạch âm là một tấm kính trong suốt dài có thể quan sát được cảnh biển về đêm. Cô mang trên người một bộ đầm đuôi cá hở lưng đính đầy đá quý. Điểm nổi bật của chiếc váy sang trọng đắt tiền chính là viên kim cương được nhà thiết kế đính theo vòng quanh ngay ở thắt eo. Một tia lẻ sáng phát ra từ ngoài bờ biển. Bạch âm đến gần tấm kính hơn để có thể nhìn thấy nó là thứ gì chiếc du thuyền từ xa chạy tới thì dừng lại trước mắt. Bóng người hai đứa trẻ, một trai một gái nhỏ bé, đứng trên du thuyền thi nhau vẫy tay về phía cô. Tiểu quân, pha lê. Bạch âm vội vàng rời khỏi căn phòng. Khoảng một lúc. Hai có sao lại ở đây? Cô dắt hai đứa vào bên trong tránh gió lớn. Mẹ ơi, con thích xem cá heo biểu diễn, nhưng mà ba ba ngày mai công tác với chú tận hai tháng mới về. Và Lê Chu mọ nói. Thật sao? Bạch âm không nghe Trần Bách Ngôn nhắc gì về chuyện công tác. Không phải Hàn đã từ bỏ chiếc ghế chủ tịch rồi hay sao? Trở thành người bình thường ở nhà làm nội trợ thì cần gì phải đi công tác nhỉ? Cô thắc mắc. Dạ. Pha Lê lèo nhéo mông anh trai. Dạ đúng ạ. À. Tiểu Quân lườm con bé ngốc nghếch. Dù thể di chuyển đến trung tâm của biển thì dừng. Người điều khiển vẻ mặt không được tốt chạy ra thông báo một tin buồn. Không hay rồi. Hệ thống hình như gặp trục trặc gì đó. Không biết có ai giờ này trèo thuyền biển để cứu chúng ta hay không? Anh nói cái gì? Mẹ ơi con không muốn bị cá mập ăn thịt đâu bạch âm bế pha lê vỗ về không thể tìm cách khác sao anh nhanh chóng liên lạc với trần bách ngôn anh ấy chắc chắn sẽ có cách giải quyết cô nghiêm túc đề nghị chúng ta ở xa so với đất liền điện thoại không có sóng để liên lạc đâu thưa cô chuyện gì thế hả trời tự nhiên không cô bị ép mặc chiếc đầm này rồi ở đâu ra hai đứa con xuất hiện trên du thuyền và giờ cả ba mẹ con bị mắc kẹt giữa biển chỉ còn cách đợi tới sáng tiểu quân thở dài Tiếng trực thăng bay trên bầu trời đánh bay tư tưởng của thằng bé. Đương nhiên, Bạch Âm sẽ phát tín hiệu cầu cứu. Người lái di tuyển nhanh chóng đưa cho cô cái phao sáng để cho cô chuẩn bị. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức bắn pháo. Quả nhiên, chiếc trực thăng nhận thấy có tín hiệu lạ từ từ xuống. Bạch Âm vui mừng chưa được bao nhiêu giây thì chuyển sang kinh ngạc. Những cánh hoa hồng giống như bên trong căn phòng kia rơi tự do trong không khí. Trần Bách Ngôn xuất hiện nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Ba ba kia ba ba ơi! Và lê hét to. Chúng ta phải theo kế hoạch chứ, mau mau trốn thôi. Tiểu quân kéo con bé đi núp. Này, anh làm gì trên đó thế? Bạch âm hỏi. Bởi vì tiếng trực thăng lớn nên hắn không nghe rõ cô đang nói gì. Một sợi dây cầu thang thả dọc, Trần Bách Ngôn cẩn thận rút ngắn khoảng cách. Tiếp đất an toàn, hắn đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt của Bạch âm. Tay lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi quần mở ra. Đập vào mắt cô là một chiếc nhẫn lấp la lấp lánh xinh đẹp chiếc nhẫn này là độc quyền được hắn bỏ rất nhiều tiền chế tác riêng biệt cho vợ tương lai thì ra đây là kế hoạch cầu hôn em làm vợ anh nhé trận Bạch ngôn không đợi bạch âm nhận lời mà đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cô anh chưa kịp thốt thành câu hắn ôm lấy gái cô mà hôn nước mắt của bạch âm lại rơi nhưng là mùi vị của hạnh phúc em yêu anh quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã vừa lắng nghe xong bộ chuyện qua câu chuyện này, tác giả cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta: Cuộc sống luôn có nhân quả, trời xanh ác sẽ tự an bài, nên người xấu sẽ bị trả giá thích đáng. Chúng ta hãy buông bỏ hận thù để sống xứng đáng với những người yêu thương mình và những người mà mình yêu thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Thu Hà trong suốt chiều dài của bộ truyện. Chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút nghe những câu chuyện thật thay trên kênh Cấp truyện Tình. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn và những bộ truyện lần sau